Tối cường phản phái hệ thống chương 2095, vùng đất tà dị, một, nơi này dù gì cũng là nơi mấy vị cường giả thần kiều cảnh đánh chiến sinh tử, có trời mới biết trong này rốt cuộc sẽ có thứ gì. Tô tính cũng không muốn làm kẻ dò đường, còn về việc đi vào trước có thể bị chiếm đoạt tiên cơ hay không, điểm này tô tính cũng chẳng có chút nào lo lắng, nếu có người chiếm được tiên cơ, thế thì rất đơn giản. Tô tính ngay lập tức xuất thủ cướp của bọn họ, cái này cũng không tệ sắc mặt âm đồ linh nhất thời biến đổi. Hắn vừa muốn nói gì, liền nghe tô tính trầm giọng nói, ngươi không vào thì ta giết ngươi ngay, chờ sau khi trở ra, thuận tay diệt luôn cản thi phái của ngươi, lời này vừa nói ra, sắc mặt âm đồ linh trở nên khó coi vô cùng. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp của tô tính, hắn cũng không có cách nào khác, trận giao thủ ở đất Tây Bắc trước đó cũng đã chứng minh, hắn dù có thi luyện chân vũ cảnh cũng chắc chắn không địch lại được tô tính cùng lắm hắn cũng chỉ có thể đỡ được mấy chiêu của tô tính. Nếu đánh thật, tô tính muốn giết hắn lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, trước đó tô tính vì muốn Bạch Linh nói ra bí mật ở đây nên mới đồng ý tha cho hắn một nước. Bây giờ Bạch Linh nói hết bí mật ra rồi, hiển nhiên tô tính này không có ý giữ lời, âm đồ Linh không muốn mạo hiểm. Hắn cũng không muốn để cho thi luyện chân vũ cảnh của mình đi mạo hiểm, cho nên, âm đồ linh liền lạnh giọng nói với vu quỷ dung kia, ngươi, đi vào dò đường, vu quỷ dung sắc mặt đều vẻ ngạc nhiên. Hầu như hắn không ngơ chuyện này sẽ dính líu đến hắn, hắn tức giận nhìn về phía âm đồ linh, nói, âm đồ linh. Ngươi có ý gì? Nếu lúc trước không phải là có tộc vu miêu chúng ta che chở, cản thi phái các ngươi đã sớm diệt môn rồi, âm đồ linh khinh khỉnh cười lạnh một tiếng, nói, đừng phí sức. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay không? Đừng quên, bên ngoài hãy còn mấy ngàn người nhất tộc vu quỷ các ngươi đang chờ, âm đồ linh dĩ nhiên không địch lại tô tính. Nhưng chẳng lẽ chỉ một vu quỷ dung cỏn con hắn cũng không địch lại hay sao? Chuyện lần này nếu mà thành thì cản thi phái bọn họ cũng không cần lay lắc nơi thập vạn đại sơn này nữa. Đến lúc đó nhất tộc vu miêu này tránh được bao xa thì hay bấy xa, vu quỷ dung nhìn hai người xung quanh. Bạch Linh cùng tô tính mặt đầu vẻ hờ hững. Hiển nhiên với bọn họ mà nói bọn họ chẳng qua chỉ cần một tên dò đường còn như người dò đường là ai thì cũng không có vấn đề gì ba người ở đây vu quỷ dung không chọc được vào ai vì thế hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi vào bên trong đến khi vu quỷ dung vào được một hồi lâu đám người tô tính lúc này mới đi theo vào trong có điều xuất hiện trước mắt mọi người là cảnh tượng ngoài dự liệu vốn bọn họ cho rằng bên trong này nhất định mang dáng vẻ của chiến trường thượng cổ có điều bây giờ hiện ra trước mắt mọi người lại là cảnh tượng giống như tiên cảnh, vô số đình đài lầu các mọc như rừng. Kỳ dị nhất chính là những lâu đài đình các này thân đều ở giữa không trung. Chung quanh chúng còn có vô số giả sơn vách đá, tượng dị thú, không giống như là chiến trường mà ngược lại, giống như thiên cung hơn, chỉ có điều, khắp nơi ở đây đều là một mảnh tĩnh mịch. Giữa bầu trời, mặc dù có treo không ít dạ minh châu, chiếu rọi nơi này không khác gì ban ngày nhưng tô tính vẫn cứ cảm giác chỗ này âm u tô tính quay đầu nhìn bạch linh một cái nói đây chính là chiến trường vô sinh lão mẫu lấy mạng đổi mạng cùng đám cường giả thần kiều cảnh mà ngươi nói bạch linh cũng nhíu mày một cái nói hẳn không sai căn cứ theo ghi chép trong điển tịch của mấy tông môn kia thì chắc là chỗ này rồi có điều vào lúc này âm đồ linh bỗng dưng nói lão già vu quỷ dung đâu nghe được âm đồ linh nói như thế tô tính với bạch linh bấy giờ mới phản ứng được vu quỷ dung vừa đây lại không thấy đâu nữa. Bạch Linh cao mày nói, sau khi hắn vào đây hẳn là đã đến chỗ khác thăm dò rồi, tô tính cũng gật đầu một cái. Vu quỷ dung bị bọn họ bước đi vào trong dò đường, trong lòng hắn nhất định có oán khí, cho nên, khi nhìn thấy trong này không có nguy hiểm gì, hắn chắc cũng cần chiếm tiên cơ trước, tìm cơ duyên thuộc về mình, tô tính cũng sẽ không quản đến người khác mà tự mình tìm kiếm khắp nơi tại nơi cung điện phù không này. Âm Đồ Linh cũng muốn tự mình rời đi tìm cơ duyên. Có điều, ngay khi thấy Bạch Linh vẫn luôn đi theo sau Tô Tính, lúc này hắn mới phản ứng lại, cũng nối gót Tô Tính đi đến trước, nơi này hơi có chút tà dị. Vốn là một chiến trường thượng cổ, thế mà bây giờ lại thành một tòa cung điện, việc này khiến đám người Âm Đồ Linh có chút nghĩ không ra, không biết cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Vì thế tạm thời đi theo cường giả như Tô Tính dù là lúc tranh cơ duyên không bị được tô tính nhưng cũng có thể được chút an toàn. Tô tính cũng không màng đến đám người âm đồ linh, hắn chẳng qua chỉ tự mình dò xét nơi cung điện này một chút. Trong lục phiến môn cũng có không ít điển tịch, những năm gần đây, tô tính thực ra cũng đã coi như là kiến thức viên thâm rồi. Cho nên với kiểu kiến trúc như này tô tính cũng coi như có chút hiểu biết, lịch sử của nơi này tuyệt đối còn lâu dài hơn đám người vô sinh lão mẫu thậm chí có thể truy ngược đến thời kỳ nhân hoàng thượng cổ. Chỉ có điều, nơi bên trong cung điện này, đám người tô tính cũng chỉ tìm được một chút đồ thường dùng bên trong cung điện chứ không phát hiện được thứ gì quý hiếm. Xong vào lúc này, chân mày tô tính bỗng nhiên nhíu một cái, hắn lẩm bẩm nói, có mùi máu tanh, Bạch Linh cùng âm đồ Linh đều có chút sửng sốt. Bọn họ không ngửi được mùi gì tanh cả, Linh giác của tô tính, hai người họ không thể so bì. Trong chớp mắt ngửi thấy mùi máu tanh, Tôi tính liền rời khỏi đại điện này ngay lập tức, ngự không đến nơi đại điện ở chính giữa không gian. Thấy vậy, Bạch Linh cùng Âm Đồ Linh đều thầm mắng một tiếng. Tôi tính có thể ngự không, bọn họ cũng chỉ có thể chạy từ cung điện này sang cung điện lửng lơ khác mà thôi. Mặc dù thi luyện của bọn họ cũng có thể ngự không mà đi, nhưng bị một cái thi thể mang theo mình ngự không đi, bọn họ cũng có chút cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa ở nơi này, một khi xảy ra nguy hiểm, với thực lực dương thần cảnh của bọn họ thì căn bản không đủ để tự vệ, vẫn phải dựa vào thi luyện trong tay bọn họ mới được. bên ngoài cung điện ở nơi trung tâm kia, cửu long lượng quanh tòa cung điện rộng đến ngàn trượng, trang hoàng hết sức hoa lệ. một luồng khí tức khoáng đạt cuồn cuộn phả vào mặt, tô tính nhớ mày một cái. vào thời thượng cổ, người dám coi rồng như là trang sức ngoại trừ nhân hoàng ra thì còn ai vào đây nữa? chẳng lẽ nơi này có liên quan đến nhân hoàng? xưa nay trên giang hồ, chỉ cần là vật có liên quan đến nhân hoàng thì nhất định chính là chí bảo vô thượng. Chỉ tiếc, tòa cung điện trước mắt này tô tính có nhìn kiểu gì cũng không thấy được mấy giá trị, hắn tìm tới là vì mùi máu tanh tản đến. Lúc tô tính bước đến tòa cung điện này, mùi máu tanh mỗi lúc một nồng đậm, đến khi tô tính đi vào cửa điện, trong đó lại truyền đến tiếng nhai nuốt khiến người khác rợn tóc gáy, âm đồ linh cùng bạch linh lúc này cũng đều đi theo tô tính, bọn họ dĩ nhiên cũng nghe được thanh âm này trong lòng cũng rét lạnh nơi này nhìn qua hẳn là đến hơn mấy ngàn vạn năm cũng không có ai tiến vào thế thì là ai ăn gì ở đây lông mày tô tính nhướng lên nhất thời ở trước người hắn một đạo kiếm khí ngưng tụ ra trong không trung đánh vào trên cửa cung điện kia phát ra một tiếng vang lớn cửa cung điện không khóa vì thế liền ngay lập tức bị một đạo kiếm khí của tô tính đánh vỡ có điều lúc này cảnh tượng xuất hiện trước mắt đám người tô tính khiến người khác không khỏi sợ hãi giữa đại điện hoa lệ kia tám bóng người đang vây quanh một cái xác mà gặm ăn cái xác đó không ai khác chính là đại vu tế của bộ lạc vu quỷ vu quỷ dung trong chớp mắt ngắn ngủi vu quỷ dung liền bị gặm thành xương chờ đến khi bọn họ ngẩng đầu lên lại nhìn về phía đám người tô tính bạch linh không nhịn được mà kinh hô vô sinh lão mẫu cô nương mặt mũi quyến rũ kia mặc một bộ y phục đạo bào màu trắng tăng y trên đầu vẫn còn đang búi tóc đạo kế lối ăn mặc nhìn kỳ quái vô cùng bạch linh gần như nhìn một cái là có thể nhận ra người này giống như đúc với bức họa vô sinh lão mẫu mà bạch liên giáo bọn họ đời đời cung phụng chỉ có điều điểm bất đồng duy nhất chính là trong bức họa vô sinh lão mẫu khí chất của vô sinh lão mẫu thể hiện ra vô cùng thánh khiết so với các cao tăng đắc đạo còn đắc đạo cao tăng hơn mà trong mắt vô sinh lão mẫu trước mặt lại hiện vẻ đỏ thẫm bạch linh chỉ có thể nhìn ra dục vọng cùng tham lam vô tận mặc dù nói vô sinh lão mẫu vẫn luôn bị người khác cho là người sáng lập ra một tà giáo nhưng khi một người thực sự xem việc thành lập một giáo phái là lý tưởng trọn đời của mình thì cái gọi là hư vọng cũng sẽ trở nên chân thực vô sinh lão mẫu cũng không nhận ra nàng thành lập tà giáo cái nàng muốn thật ra là thành lập một nơi không có sinh lão bệnh tử chân không gia hương mà thôi cho nên Khí chất từ bi thánh khiết trên người Vô Sinh lão mẫu cũng không phải là giả tạo, Vô Sinh lão mẫu trước mặt này tuy dáng vẻ hầu như giống như đúc, nhưng vốn cũng không phải là cùng một người với Vô Sinh lão mẫu mà Bạch Liên giáo ghi lại, mà tám người còn lại cũng có cách ăn mặc khác nhau. Trong số bọn họ, đạo sĩ có, hòa thượng có, kiếm tu trì kiếm có, cũng có cả người mặc cẩm bào, người trong thế gia ăn mặc xa hoa phú quý, chỉ có điều, lúc này bọn họ đều có một điểm giống nhau duy nhất đó chính là toàn bộ bọn họ hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía đám người tô tính ánh mắt như thể đang nhìn ba món thức ăn vậy quan trọng nhất chính là tám người này đều có thực lực chân vũ cảnh dĩ nhiên chỉ có tô tính là có thể nhìn ra khí tức chân vũ cảnh trên người ba người bọn họ có chút mơ hồ hệt như không chân thực lắm tám tên chân vũ bạch linh cùng âm đồ linh cũng cảm giác đầu cốc có chút không đủ dùng dù có là bạch linh tâm cơ lúc nào cũng thâm trầm cũng cảm thấy thế toàn bộ khắp giang hồ mới bói được mấy tên chân vũ. Thế mà giờ lại có đến 8 người, tô tính nhíu mày một cái, nói, chân vũ. Bọn họ xứng à. Một đống yêu linh mà thôi, có điều cũng kỳ lạ, vì sao tại nơi có liên quan đến nhân hoàng lại xuất hiện loại yêu linh này, nghe được tô tính nói hai chữ kiêu linh, nhất thời. Bạch Linh cùng âm đồ Linh cũng phản ứng lại được những nhân vật chân vũ cảnh trước mắt này rốt cuộc là gì, dẫu sao lần trước, Chuyện trong chiến trường thượng cổ ở Tây vực truyền đi xôn xao, thậm chí ngay cả ba nhân vật thông thiên cảnh ngày trước cũng hóa yêu linh, có thể tưởng tượng được ảnh hưởng của chuyện này là đến đâu. Thân phận hiện tại của tám người này đã rõ ràng. Bọn họ chính là những cường giả chân vũ cảnh ngày trước từng lấy mạng đổi mạng với vô sinh lão mẫu. Chỉ có điều sau đó không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không hiểu vì sao chân linh bất diệt của họ lại hóa thành những thứ yêu linh này. Trên thực tế, tô tính cũng cảm giác rất kỳ quái bởi thứ như yêu linh này hắn chỉ thấy qua ở nơi có liên quan đến nhân hoàng những nơi còn lại võ giả chết thì chết sức mạnh tức khắc sẽ tan biến trong thiên địa làm gì còn biến thành yêu linh được tám tên yêu linh nhìn về phía đám người tô tính trong đó một tên hòa thượng mặt tăng bào cười quái dị một tiếng nói hôm nay là ngày gì có nhiều tiểu bối trên giang hồ đưa đồ ăn đến cho chúng ta chẳng lẽ cửa vào lối đi kia đã mở ra rồi tô tính nhìn yêu linh nọ, cười lạnh nói, tiểu bối giang hồ. Hậu bối thiếu lâm tự nếu trông thấy tổ tiên của họ bị người ô nhục như vậy, sợ rằng sẽ là bên đầu tiên đến trấn áp ngươi, đám yêu linh này cũng chẳng có quan hệ gì với những cường giả ngày trước kia, cùng lắm chỉ là yêu vật cướp xác mà thôi. Tô tính nhìn hai người bạch linh cùng âm đồ linh, nói, đám yêu linh trước mắt này chính là cơ duyên. Các ngươi không tính động thủ à? Giết bọn họ, cướp lấy tinh nguyên bên trong cơ thể bọn họ. Những tinh nguyên do chân linh bất diệt hóa thành rất có thể ẩn chứa công pháp này trước của những võ giả này. Mà dù không có công pháp thì cũng có cảm ngộ võ đạo của bọn họ, âm đồ linh liếc nhìn tám tên yêu linh trong mắt đỏ máu kia, lại liếc nhìn vu quỷ dung đã bị gặm thành bộ xương trên đất nọ. Lúc này, âm đồ linh liền lui về sau một bước, cười khang nói, tại hạ thực lực nhỏ, cơ duyên này hay để lại cho tô đại nhân ngài đi mặc dù bây giờ trong người âm đồ linh có một cổ thi luyện chân vũ cảnh nhưng sự kinh khủng của yêu linh hắn dù chưa thấy cũng đã từng nghe nói qua chỉ dựa vào chút sức lực của hắn có thể giết được một tên yêu linh hay không cũng là một ẩn số quan trọng nhất chính là hắn không tin được nhân phẩm của tô tính hắn vô cùng nghi ngờ tô tính đang xem hắn như con mồi dụ hỏa lực đến cuối cùng dù cho hắn phí sức chém chết được một con yêu linh kết quả sau cùng có khi rất dễ bị tô tính cướp lấy vì thế Phần cơ duyên trước mắt này, hắn thà không lấy còn hơn cho tô tính cơ hội này, tô tính nhìn âm đồ linh, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt khinh thường, cản thi phái quả thực không thành được việc lớn. Âm đồ linh này trong trước ngó sau, căn bản cũng không có chút quyết đoán nào, lần trước, âm đồ linh hắn nghe theo lâm huyết y, lỗ mãn xuất thủ với tô tính. Kết quả bây giờ tô tính đánh đến cửa, hắn thế mà sợ, là kinh sợ bây giờ gặp chút xíu nguy hiểm thì giống như là chim sợ cành công không dám mạo hiểm nữa thật ra thì lần này âm đồ linh đã nghĩ nhiều đám yêu linh trước mắt mặc dù không khác gì cường giả chân vũ cảnh nhưng yêu linh dù gì cũng là yêu linh không phải là người sức chiến đấu của chúng so với cường giả chân vũ cảnh thực sự cũng rất yếu thực lực của âm đồ linh mặc dù cũng rất yếu nhưng hắn dựa vào thi luyện chân vũ cảnh cũng có thể cùng đánh một trận với đám yêu linh này nhưng tiếc là âm đồ linh rốt cuộc cũng vẫn khiếp đảm hắn ngay lập tức xoay người chạy không chút do dự nào hơn nữa những yêu linh kia cũng không đuổi theo hắn ngược lại chúng nhìn tô tính mà chảy nước miếng bản thân yêu linh chính là yêu mặc dù chúng có linh trí nhưng khó nén bản năng khát máu đặc biệt là những yêu linh bị giam cầm ở đây lâu như vậy điều này cũng khiến chúng khi nhìn thấy máu thịt thì lại có cảm giác đói khát không thể che giấu âm đồ linh chính là người cản thi phái. Tinh túy công pháp của hắn đều nằm trên luyện thi. Thân thể võ giả của hắn rất yếu đuối, đừng thấy âm đồ linh là võ giả dương thần cảnh mà lầm. Trong thực tế, thân xác của hắn còn chẳng mạnh bằng võ giả dung thần cảnh, vì thế, đám yêu linh kia thậm chí còn có chút khinh thường âm đồ linh. Ngược lại, tô tính thân xác vô cùng cường hãn đối với bọn chúng không khác gì một viên tiên đan đang không ngừng hấp dẫn chúng vậy, tô tính quay đầu, liếc nhìn Bạch Linh, nói, ngươi không chạy, Bạch Linh lạnh nhạt nói, tại sao phải chạy? Ta còn muốn lấy truyền thừa của vô sinh lão mẫu nữa kìa. Bằng không trở về lấy cái gì giao cho sư phụ, một đạo nhân trong số đám yêu linh cười lạnh nói, chư vị, đám giang hồ tiểu bối này hình như xem chúng ta là vật trong túi rồi vậy, hòa thượng kia hai tay chấp lại, trong mắt hiện sát cơ, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Đã như vậy thì chúng ta nuốt hắn đi, dứt lời, tám yêu linh kia đồng loạt phóng đến hướng hai người tô tính, trong mắt tô tính lộ ra nụ cười kinh thường. Ngày trước, đám người đại thiên ma tôn ba cường giả thông thiên cảnh biến thành yêu linh cũng bị mọi người hợp sức chém chết, chia cắt hết truyền thừa, những yêu linh đời trước này đều là thần kiều cảnh, thực lực thậm chí còn không bằng những yêu linh do đám đại thiên ma tôn hóa thành trước đây nữa. Ngay lúc Tô Tính cùng Bạch Linh chuẩn bị động thủ với đám yêu linh kia, âm đồ linh cũng nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới này cung điện bên trong tiểu thế giới này trước đó bọn họ đã thấy không ít cũng không có vật gì giá trị cho nên âm đồ linh cũng không muốn ở lâu lần này hắn đã đi một chuyến công cốc chẳng có được cái gì cũng khiến hắn cảm thấy đáng tiếc lắm quan trọng nhất chính là tô tính cùng bạch linh đều đang liều mạng với những yêu linh trong tiểu thế giới kia bây giờ họ dĩ nhiên cũng chẳng rảnh đến gây phiền toái cho hắn thật ra thì kết quả tốt nhất chính là tô tính cùng bạch linh và đám yêu linh kia hai bên cá chết lưới rách trong đó là tốt nhất còn không thì âm đồ linh cũng đã tính sau khi đi ra ngoài thì sẽ ngay lập tức dẫn theo cảng thi phái một lần nữa rời đi hắn không chọc được tô tính nhưng chẳng lẽ hắn không trốn được à ông ý nghĩ như vậy âm đồ linh ung dung rời khỏi tiểu thế giới này nhưng ngay sau khi âm đồ linh vừa ló đầu ra khỏi hố sâu kia năm đạo hàng khí lãnh mang bỗng nhiên tấn công hắn hàng mang kia xé hư không gần như trong nháy mắt đã áp đến sát người hắn luồng khí tức lạnh như băng kia hút lấy tâm thần người khác sắc mặt âm đồ linh bỗng nhiên biến đổi. Khí tức này hắn rất quen thuộc. Bởi vì trước đây không lâu hắn còn cùng chủ nhân khí tức này sống vai tác chiến, nhưng bây giờ, người kia đã chết không thể lại chết được nữa. Năm đạo hàng mang này bất ngờ chính là năm chui trảm thần phi đao. Đến giờ, âm đồ linh còn chưa kịp phản ứng, trảm thần phi đao không phải ở trong tay tô tính hay sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây, nhưng đến một khắc sau, trước mắt hắn lóe lên một đạo kiếm mang tĩnh mịch nhất thời âm đồ linh biết người trước mắt này là ai là thủ hạ số một của tô tín tổng quản ám vệ lý phôi âm đồ linh cho rằng tô tín sẽ bỏ qua cho hắn trên thực tế là âm đồ linh nghĩ quá rồi bởi ngay từ lúc bắt đầu cảng thi phái đã bị tô tín xử tử hình rồi cảng thi phái chạy đến khiêu khích tô tín hắn đây là tội nặng nhất tô tín muốn đuổi tận giết tuyệt cảng thi phái trả lại ân huệ cho mạnh kinh tiên đây cũng là một nguyên nhân vì thế, lúc Tô Tính bước vào tiểu thế giới kia, Tô Tính đã dặn dò Lý Phôi, nếu như hắn không chém chết âm đồ linh ở phía dưới, thì Lý Phôi hãy tìm cơ hội mà giết âm đồ linh và cả cảng thi phái. Cho nên, trong chớp mắt âm đồ linh ló đầu lên, Lý Phôi liền ngay lập tức dùng trảm thần phi đao đánh lén. Phát cái đã chặt đứt đường sống của âm đồ linh, thi luyện chân vũ cảnh của âm đồ linh quả thực được luyện chế đến mức cường hãn. Thậm chí, còn thừa kế kiếm thuật mạnh mẽ của thi thể lúc còn sống. Nhưng thi luyện dù sao cũng là thi luyện, không có linh trí, còn cần âm đồ linh thao túng. Trong nháy mắt trảm thần phi đao xuất thủ, âm đồ linh phản ứng được, hắn cho thi luyện chân vũ cảnh nâng trường kiếm trong tay lên. Tuy nhiên, lúc này đã chậm, trảm thần phi đao vô địch kia ngay tức khắc chém thủng phòng ngự của thi luyện chân vũ cảnh kia. Năm mũi phi đao trực tiếp kim vào cơ thể, kim chặt thi luyện chân vũ cảnh kia xuống nền đất. Thân xác của thi luyện mặc dù mạnh nhưng có mạnh hơn nữa cũng nào có thể so với trảm thần phi đao có căng cơ thần binh hay sao, trong mắt âm đồ linh lóe lên vẻ hoảng sợ. Một kiếm tịch mịch của lý phôi kia đã sát đến thân. Trong giây lát, âm đồ linh cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn nhanh chóng co rút lại, thoáng chốc, thân thể hắn co rút lại, nhanh chóng biến thành thứ giống như cương thi. Thi khí vô tận ngưng tụ ở trước người hắn, muốn ngăn trở một kiếm này của lý phôi không có người nào từng giao thủ với Lý Phôi có thể hiểu được cặn kẻ độ kinh khủng của Lý Phôi hắn. Người bình thường thì càng đánh càng hăng. Nhưng Lý Phôi lại càng đánh càng yếu, võ đạo của Lý Phôi dùng câu thừa thắng xông lên thì không hợp bằng câu quá tam tất suy. Nhưng tiếc thay, trong số những người đồng cấp, chẳng có mấy ai đỡ được ba chiêu của Lý Phôi cả. Hơn nữa, chỉ cần trước ba chiêu mà đối thủ đã bị Lý Phôi đã thương nặng thì chứng tỏ ngươi đã rớt vào trong tiết tấu của Lý Phôi chỉ bằng chút thực lực lúc này của Âm Đồ Linh, thêm vào việc không có sự giúp đỡ của thi luyện, hắn muốn đỡ được ba chiêu của Lý Phôi thì còn khó hơn lên trời. Quả nhiên, dưới một kiếm như chém từ trong địa ngục tra của Lý Phôi, thi khí trước người Âm Đồ Linh liền ngay lập tức bị phá hủy. Trường kiếm không dừng lại chút nào, đâm thẳng vào ngực Âm Đồ Linh, tử khí vô tận phá hủy sinh cơ trong cơ thể Âm Đồ Linh. Chớp mắt liền biến hắn thành một cái xác thực sự trong mắt âm đồ linh lóe lên vẻ không cam lòng hắn vẫn luôn lo lắng hắn sẽ chết trong tay tô tính cho đến giờ hắn mới phát hiện thực ra hắn và tô tính vốn không phải là người cùng đẳng cấp tô tính muốn giết hắn thì cần gì phải tự động thủ từ lúc âm đồ linh ra giang hồ tới giờ chỉ hiện ra trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng trong chớp nhoáng này lý phôi liền ngay lập tức ra tay giết chết âm đồ linh ngay tại chỗ cái này khiến không ai ở đó kịp phản ứng Lãnh Vô Ma nhìn Lý Phôi, trong mắt lộ ra vẻ khác thường, Lãnh Vô Ma hắn không phải là tâm phúc của Tô Tín. Hắn chẳng qua chỉ kính sợ thủ đoạn cùng thực lực của Tô Tín, cho nên, bình thường Lãnh Vô Ma cũng chẳng nói năng gì với những thủ hạ khác của Tô Tín, thậm chí trong lòng hắn còn có chút mùi vị xem thường, có điều hôm nay, Lý Phôi ra tay khiến cho hắn kinh ngạc một lần. Lý Phôi lần này ra tay quyết đoán, uy năng chí cường, vượt quá tưởng tượng của hắn nếu đổi lại là lãnh vô ma hắn, dĩ nhiên hắn chắc chắn đỡ được một kiếm của Lý Phôi. Tuy nhiên, cũng phải bỏ ra một ít tổn thất, Lý Phôi thả trường kiếm trong tay xuống, trầm giọng nói, y theo lệnh đại nhân, tất cả đệ tử cản thi phái, toàn bộ giết sạch, dứt lời, thủ hạ ám vệ của Lý Phôi cùng nhau xông lên, bắt đầu chém giết đám đệ tử cảng thi phái kia, lãnh vô ma lười biến vung tay lên. Dưới tay hắn, những đệ tử huyết thần giáo cũng liên tiếp xuất thủ, bắt đầu cùng nhau chém giết. Đám người bạch liên giáo cùng nhất tộc vu miêu không dám nhúc nhích, mặc dù nói trên danh nghĩa bọn họ đang cùng liên thủ với cảng thi phái. Nhưng bây giờ, trưởng môn cảng thi phái đã bị đánh chết tại chỗ, bọn họ còn liên thủ cái quái gì với cảng thi phái nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng đám thủ hạ của Tô Tính đừng có giết người đến hăng máu, ra tay cả với bọn họ mà thôi. Dĩ nhiên, chuyện này hình như sẽ không xảy ra. Làm thủ hạ của Tô Tính, mặc dù có thể được ban thưởng nhiều, nhưng đồng thời cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm minh. Bất cứ người nào dám làm trái thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, ngay lúc đám người Lý Phôi đang đánh giết đám người cản thi phái, Tô Tính cùng Bạch Linh cũng đang đại khai sát giới với đám yêu linh kia. Lúc chưa đánh, Tô Tính còn cho là bọn chúng quá nữa vẫn có sức chiến đấu của võ giả chân vũ. Tuy nhiên, vừa đánh nhau thì Tô Tính liền phát hiện, đám người này thực sự yếu đến đáng thương, thực lực của chúng rất yếu tên yêu linh lão tổ thiếu lâm tự kia là người đầu tiên xuất thủ. Cái hắn dùng bất ngờ lại chính là đại quan minh quyền của thiếu lâm tự, một quyền đánh ra, đại điện vốn sáng ngời liền được tô thêm vẻ khoáng đạt, tô tính muốn tốt chiến tốt thắng cho nên hắn cũng không trì hoãn, ngay lập tức thi triển đấu chiến kim thân ra. Thoát cái, Phật quan màu vàng quanh thân tô tính so với đại quan minh quyền kia còn thịnh hơn, yêu linh lão tổ thiếu lâm tự lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra rốt cuộc tô tín đang thi triển ra cái gì đám yêu linh này nếu quả thực là sinh ra từ chấp niệm của những cường giả ngày xưa kia hoặc được chân linh sinh ra thì chúng hoặc nhiều hoặc ít đều thừa kế một chút trí nhớ của chủ nhân trước kia hiển nhiên yêu linh lão tổ thiếu lâm tự cũng nhận ra kim thân bất diệt của tô tín ải này ở thiếu lâm tự cũng không được bao người có thể luyện thành kỳ công một quyền giáng xuống yêu linh lão tổ thiếu lâm tự kia trực tiếp bị đánh nát thân thể tuy nhiên vì hắn là yêu linh khu, cũng không có thực thể cho nên cũng không có chuyện tinh huyết bắn ra như nước, chỉ có vài giọt máu bắn ra thôi. Mấy giọt máu này cũng không phải là của hắn mà là do máu thịt của vu quỷ dung bị hắn cắn nuốt khi nảy biến thành. Nếu quả thực bị đám yêu linh này chiếm đoạt hết máu thịt, thì chúng liền có thể thực sự biến hóa thành người. Chỉ tiếc, trong mắt kẻ yếu, những thứ này đều là yêu linh kinh khủng. Nhưng trong mắt tô tính, những thứ này không khác gì đồ ăn dân đến trước mặt một quyền đánh hư thân thể yêu linh kia xong, đối phương quả thực còn chưa chết. Dù sao cũng là yêu linh khu, chỉ cần chân linh bất diệt thì cũng sẽ không biến mất, nhưng lúc này, trước người tô tính, một thanh tiểu kiếm màu vàng bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt nghiền nát bấy yêu linh kia. Một viên kết tinh màu vàng bị tô tính thu vào trong tay, tô tính nhíu mày một cái, cảm giác có hơi chút không đúng, xong, bấy giờ không phải là lúc để hắn kiểm tra thực hư tô tính lại tiếp tục xuất thủ, cùng lúc giải quyết hết những yêu linh khác, tô tính bên này lanh lẹ là thế. Bên kia, Bạch Linh cũng thẳng tay áp chế yêu linh của vô sinh lão mẫu, thi luyện trong tay nàng từng là thần kiều cảnh. Mặc dù bây giờ khẳng định không đạt đến tu vi thần kiều cảnh, nhưng ít nhất so với thi luyện chân vũ cảnh còn mạnh hơn một chút, âm đồ linh kia tuyệt không phải đối thủ của Bạch Linh. Bất kể là thi luyện hay thực lực cá nhân cũng đều như thế, cho nên sau khi tô tính giải quyết xong bảy yêu linh thì bạch linh cũng trực tiếp chém chết hoàn toàn yêu linh của vô sinh lão mẫu lấy được một viên chân linh tô tính nhìn mấy viên kết tinh trong tay hắn dùng nguyên thần dò vào trong hút lấy tin tức ẩn chứa bên trong tuy nhiên sau đó sắc mặt tô tính có chút khó coi không vì cái gì khác mà là bởi ở trong những kết tinh này chẳng chứa được mấy tin tức thậm chí ít đến mức chẳng có lấy một bộ công pháp hoàn chỉnh đều là những đoạn tin rời rạc ban đầu lúc ở trong chiến trường thượng cổ, đám người tô tính hợp sức chém chết đám người đại thiên ma tôn. Nhưng những mảnh vụn lấy được thì có đầy đủ trí nhớ của ba tên cường giả, đừng nói là công pháp, cảm ngộ cũng có nữa. So với lần đó, lần này thu hoạch của tô tính có chút ít ỏi đến đáng thương, Bạch Linh ở một bên thì không có vấn đề gì. Nàng đến đây chẳng qua là phụng lệnh của Bạch Liên Thánh Mẫu. Chỉ cần nàng có thể lấy được đồ là được, còn về việc thu hoạch được bao nhiêu, nàng cũng không quản. Hơn nữa, sau khi lấy được đồ, Bạch Linh liền ngay lập tức chuẩn bị rút. Tô tính nhìn Bạch Linh, trên mặt mang nụ cười như không, nói, Bạch cô nương, ngươi muốn rời đi nhanh như vậy à, phải biết hiện tại, cung điện này mới là nòng cốt. Trong cung điện này nói không chừng sẽ còn có thứ gì đó. Ấy cũng là một cơ duyên. Chẳng lẽ ngươi không muốn à, Bạch Linh thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu nói, làm người phải biết đủ. Thứ ta muốn đã có được. Vì thế, cho dù trước mặt thực sự có cơ duyên gì ta cũng không muốn cùng tô đại nhân ngươi đi đoạt dĩ nhiên tô đại nhân xin yên tâm bất kể ngươi ở đây làm gì lấy được cơ duyên gì ta cũng sẽ không nói ra ta cũng không muốn tự tạo cho mình một kẻ địch kinh khủng như vậy tô tính cười một tiếng lời của bạch linh hắn cũng chỉ nghe một nửa tất cả cái này đều có tiền đề là tô tính có thực lực đủ để nghiền ép nàng thế nên nàng mới làm như vậy cái gì mà làm người biết đủ cái này đúng là trò đùa nếu như bây giờ thực lực của bạch linh mạnh hơn tô tính ngươi nghĩ nàng sẽ biết đủ hay sao dĩ nhiên điểm này cũng nói người nữ nhân bạch linh này ngược lại rất thức thời chẳng trách vì sao năm xưa nàng có thể đánh bại nhiều đối thủ trở thành thánh nữ của bạch liên giáo hy vọng như vậy nói xong lời này tô tính liền ngay lập tức đi vào phía sâu trong cung điện Bạch Linh thoáng hiện một tia không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi, đứng trước cơ duyên, nàng đương nhiên không muốn rút đi. Xong, Bạch Linh cũng biết, chỉ dựa vào một mình nàng thì chắc chắn không tranh được với tô tính, nếu có âm đồ Linh cùng vu quỷ dung thì còn dễ nói. Nhưng bây giờ hai người này, một lỗ mãn chạy loạn bị giết. Một kẻ thì nhát gan bỏ chạy. Nàng cũng là một thân khó cán đáng, vì thế, Bạch Linh cũng chỉ có hơi không cam lòng như vậy sau đó, nàng liền ngay lập tức rời đi khỏi tiểu thế giới này. Tuy nhiên, chờ khi nàng ra khỏi hố, thấy cảnh cảng thi phái bị tàn sát, trong lòng nàng cũng không khỏi rung lên. Tô tính này còn tuyệt tình hơn so với sự tưởng tượng của nàng. Một tên đệ tử Bạch Liên giáo sát tới gần, hỏi, Thánh nữ Điện Hạ, chúng ta có xuất thủ không? Bạch Linh lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, xuất thủ cái gì? Đây là ân oán cá nhân của Tô Tính và Cảng Thi Phái, chưa cần chúng ta nhúng ta nhớ, chuyện ở đây không ai được phép nói ra, kể cả người thuộc Bạch Liên Giáo cũng không được nói, chuyện ở ngoại giới lúc này, Tô Tính cũng không biết. Với thực lực và năng lực bây giờ của Lý Phôi, hắn có thể hoàn toàn giải quyết tốt hết thảy, không gian tiểu thế giới này có chút quá dị. Tô Tính cũng không biết phải hình dung thế nào mới tốt. Nhưng Tô Tính có một loại cảm giác, trong này chắc chắn có thứ gì đó hắn chưa phát hiện được, Tô Tính đẩy cửa điện bên trong ra cảnh tượng lộng lẫy nguy nga trước mắt thiếu chút nữa làm chói mắt tô tính. Khác với những cung điện khác, nơi cung điện trung tâm không nghiêm túc, trang nghiêm bằng, nhưng ngược lại, lộ ra vẻ xa hoa, tráng lệ, chỉ thấy xung quanh toàn bộ bên trong đại điện, hai bên là ao nước lớn. Xong, trong ao nước không phải là nước mà là rượu, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, rượu trong ao cũng đã khô khốc nhưng tô tính vẫn ngửi được mùi rượu say lòng người ở bên trong còn mấy cột màu vàng khắc rõ vô số thiên nữ xung quanh, thêm cả ghế nằm cùng giường nhỏ bừa bộn cho thấy nơi này cũng không phải là điện nghị sự trang nghiêm gì, mà là một tòa chuyên dùng để hưởng lạc, dùng rượu nhắm thịt, những thứ xa hoa này, tô tính chỉ nhìn một cái liền chuyển mắt đi. Cái thực sự hấp dẫn sự chú ý của hắn chính là cái bàn nhỏ bên cạnh long sàng ở vị trí cao nhất kia. Trên bàn bày đầy ngọc thạch bạc bị hình vuông, tô tính cầm lên một mảnh ngọc thạch, chữ phía trên giống như bị vật như dao khắc lên vậy, lộ ra một luồng khí tức lạnh thấu xương. Hiển nhiên, người viết lên trên phiến ngọc thạch này ắt hẳn là một tên cường giả có thực lực không hề yếu. Đối phương thấp nhất cũng mang tu vi chân vũ cảnh, dĩ nhiên, cái khiến tô tính khiếp sợ chính là nội dung khắc trên mảnh đá. Là một bản tấu chương. Nội dung trong đó không ngờ lại là có người bẩm báo mang tộc Đông Di phản loạn, mời nhân hoàng phê chỉ giải quyết, tô tính hít một hơi dài. Đọc đến đây hắn nhất thời liền hiểu, nơi này quả nhiên là chỗ ở trước đây của nhân hoàng. Có điều, hình như không phải là hoàng cung chính thức mà là hành cung, nhưng hiển nhiên, nhân hoàng cũng từng xử lý một ít công vụ ở đây, nhìn xuống, phía trên tấu chương chỉ có một chữ, đó chính là, giết, khi nhìn đến chữ, giết, trong nháy mắt. Nhất thời tô tính cảm giác được một luồng khí tức sắc bén xông thẳng đến đầu, như thể đang có một thanh kiếm sắc mang theo sát cơ vô thượng chém đến hướng hắn, quanh thân tô tính, thần mang màu vàng đại thịnh nguyên thần lực bùng nổ đến mức cao nhất bấy giờ mới đỡ được đòn đánh từ chữ giết này, mồ hôi lạnh nhất thời chảy thành dòng trên trán tô tính. Năm xưa, nhân hoàng từ đầu chí cuối đều là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có giờ khắc này tô tính mới cảm giác được hắn cách nhân hoàng gần như vậy. Hơn nữa, còn cảm nhận được được thực lực cực hạn của cường giả đột phá chân vũ cảnh, chỉ có một chữ, nhưng một chữ này lại thiếu chút nữa đánh cho tô tính bị thương nặng, có thể nói, đổi thành một võ giả chân vũ cảnh có nguyên thần lực hơi yếu một chút đến thì e rằng sẽ bị thương nặng ngay tại chỗ, một chữ mà đã mang oai kinh khủng như vậy. Nhân hoàng ngày trước rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì thì Liên có thể tưởng tượng được, huống chi, dựa vào một chữ giết này, tô tính cũng có thể nhìn ra được tính cách của vị nhân hoàng bệ hạ ngày xưa kia, mang tộc Đông Di làm loạn. Bất kể là mang tộc này làm loạn vì nguyên nhân gì, bất kể thực lực của mang tộc Đông Di này đến như thế nào, chỉ cần đối phương dám tạo phản làm loạn thì chỉ có một chữ giết, yes. đây mới thực sự là thời kỳ đỉnh cao của một đời hoàng triều, vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế, giống như đại chu bây giờ, dù có muốn xuất thủ với một tông môn chỉ có dương thần cảnh bảo vệ, mà cũng phải cân nhắc mãi, tính toán xem lúc xuất thủ với họ có thể khiến những tông môn lớn mạnh khác hay toàn bộ giang hồ cảnh giác hay không, nhưng ở thời kỳ đỉnh cao của một đời hoàng triều chân chính, oai của nhân hoàng có thể nói là vô địch thiên hạ coi như là thiên đình hay địa phủ cũng đều bị nhân hoàng đuổi tận giết tuyệt. Tô tính đặt phiến ngọc thạch kia xuống, thở dài một hơi, mấy thứ truyền thừa lẽ tẻ lấy được từ trong cơ thể tám yêu linh kia cũng chẳng phải là cơ duyên gì. Những thứ đó so với chữ giết này không khác gì rác rưởi. Tô tính chỉ cần ngăn trở xung kích từ sát tự kia mang đến, mà trong đầu hắn đã liên tưởng đến khí thế cùng tinh khí thần lúc nhân hoàng ngày xưa viết nó xuống. Một chữ này chính là nhất thức cấp trí tôn của những thứ võ kỹ cường hãn khác sau đó tôi tính lại lật xem những tấu chương khác, có điều những bộ tấu chương đó không có nội dung giống với bộ kia. những tấu chương khác nội dung cũng chỉ là về mặt xây dựng, ví như thành lập trú quân ở một số nơi, hoặc tất nhắc vài võ giả, vân vân. trên những tin tức này cũng chỉ để lại một chữ đó chính là duyệt. trên chữ duyệt này không có chút nhuệ khí nào, ngược lại lại có cảm giác lười biếng. hiển nhiên ban đầu lúc nhân hoàng phê chuẩn những tấu chương này có chút thờ ơ với uy thế của nhân hoàng năm xưa mà nói những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản lười để ý đến viết lên một chữ duyệt chứng tỏ mình từng xem qua là được dù sao với nhân hoàng khi đó mà nói một mình hắn liền đủ để chống đỡ cho hoàng triều rồi dù những chuyện nhỏ nhặt này xảy ra vấn đề nhiều đến đâu đi nữa thì cũng không có gì hơn nữa điểm này cũng không phải khoa trương mà chính là sự thật có nhân hoàng thì hoàng triều đó mới là hoàng triều cho đến khi nhân hoàng trong truyền thuyết phi thăng đời hoàng triều đó liền sụp đổ hoàn toàn thậm chí ngay cả cơ hội truyền đến đời thứ hai cũng không có tôi tính gõ bàn một cái lẩm bẩm nói chẳng lẽ nơi này thật sự là hoàng cung trước khi nhân hoàng ở hay sao nơi này nếu có dấu vết nhân hoàng phê duyệt tấu chương như vậy không phải hoàng cung thì còn có thể là nơi nào nhưng vào lúc này một thanh âm âm trầm truyền tới hoàng cung nơi này kém xa cung điện của nhân hoàng năm ấy dùng long cốt làm xương sống nơi này há có thể so sánh nơi này chẳng qua là hành cung mà nhân hoàng dùng hưởng lạc lúc rảnh rỗi mà thôi thoáng chốc nghe được thanh âm này nhất thời tô tính sợ hãi cả kinh ngay lập tức bột phát đấu chiến kim thân phật quan chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện với thực lực của tô tính bây giờ thế mà có người có thể che giấu được cảm giác của hắn mà nói được những lời này bên tai hắn đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi có thể qua mặt được cảm giác của hắn, thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Tô tính không dám tưởng tượng, nhưng dù cho tô tính bộc phát ra trạng thái mạnh nhất của hắn, hắn cũng không phát hiện người mới vừa nói rốt cuộc ở đâu. Xong vào lúc này, một bóng người trung niên mặt trường bào, đầu đội cao quan, y phục cổ bỗng nhiên hiện lên trước mặt tô tính, bóng người của hắn hơi có chút trong suốt. Sau khi thấy tô tính thi triển đấu chiến kim thân, hắn kinh ngạc nói, là võ công Phật môn ngươi là người nhất mạch phật môn kỳ quái chẳng lẽ bây giờ đệ tử phật môn không cần để đầu trọc nữa à tô tính cho mày nhưng hắn vẫn thu hồi đấu chiến kim thân lại mặc dù hắn không biết rốt cuộc người trước mắt là gì nhưng rõ ràng tô tính không cảm giác được sát cơ hay uy hiếp từ trên người hắn ngươi là người phương nào người kỳ quái kia cũng không tiếp tục hỏi tô tính có phải người phật môn hay không hắn chỉ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói ta chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao, ta chẳng qua chỉ là cô hồn giả quỷ du đảng trong cung điện này mà thôi, tô tính nhíu mày một cái, nói, nhưng thế gian này không có quỷ. Huống chi coi như là quỷ thì cũng không có khả năng sống từ thời kỳ thượng cổ cho tới giờ, người nọ lắc đầu, nói, bị người mình thần phục vứt bỏ. Bị trừng phát trấn tủ ở đây hơn 10.000 năm. Không phải cô hồn giả quỷ thì là gì, tô tính nhíu mày. Hình như hắn mơ hồ đoán được gì đó ngươi là võ giả dưới quyền nhân hoàng ngày trước người nọ lạnh nhạt nói tại hạ trường không huyền ngày trước chỉ là một sử quan nho nhỏ lo viết cuộc sống thường ngày dưới quyền nhân hoàng mà thôi ngươi cũng không cần lo lắng thiên phú võ đạo của ta cũng chưa ra ngô ra khoa gì dù ta có đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có thực lực dương thần cảnh sơ kỳ mà thôi bây giờ ấy mà ngươi chắc cũng đã nhìn ra không sai biệt lắm ta không phải người cũng không phải quỷ ta chẳng qua là khí linh trong đại điện này mà thôi, vừa nói, trường không huyền này cũng không chờ tô tính hỏi đến, hắn đã chủ động nói ra hết thảy, xong, cũng không biết có phải là vì trường huyền không bị giam ở đây quá lâu rồi hay không, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy lời cũ rích đảo qua đảo lại. Tô tính nghe hiểu không ít thì nhiều, trường không huyền này chính là sử quan sinh hoạt thường ngày dưới quyền nhân hoàng ngày trước, chức trách quan trọng nhất của hắn chỉ có hai cái, một là phụ trách biên soạn lịch sử của Hoàng Triều, cái khác chính là ghi chép lời nói, sinh hoạt thường ngày của nhân hoàng vào trong sử liệu, cho nên, đừng xem thường trường không huyền thực lực yếu, nhưng hắn lại là người gần nhất với nhân hoàng. Chỉ tiếc, quan đi cái áo khoác nhân hoàng hoa lệ, trên thực lực, chiến công, có lẽ đủ để không phụ tiếng xưng hô nhân hoàng này, nhưng con người này, nói về cách làm người thì cho tới giờ, hắn cũng chẳng phải minh chủ gì, ví dụ như tô tính biết, nhân hoàng không màng đến dư nghiệp yêu tộc mà chưa diệt mà đã xoay người đi tàn sát người nhân tộc vì sự thống trị của hắn, vân vân. Trường không huyền đi theo bên người nhân hoàng lâu như vậy, tin mật về nhân hoàng hắn nắm trong tay nếu bị truyền đi, thì đây ắt sẽ lật đổ tam quan của tất cả mọi người. Liền ví dụ như tiểu thế giới này chính là do nhân hoàng năm xưa hao phí không ít nhân lực, vật lực xây dựng, thậm chí, hắn còn ra lệnh cho mặt môn tạm dừng chế tạo cơ quan sát khí mà chuyển sang giúp hắn xây dựng hành cung này bên trong tử trì thịt lâm, vô cùng xa hoa, thậm chí, nhân hoàng từng ở hành cung này vui đùa đến mấy tháng không quản triều chính, chỉ có lúc tấu chương chất đóng thành núi, nhân hoàng mới có thể tập trung xử lý một chút, giống như những tấu chương trên bàn, trên cảng đều dùng một chữ để phê, rất đơn giản qua loa lấy lệ, dĩ nhiên những thứ này cũng không có gì. Với uy thế cùng chiến công khi trước của nhân hoàng, hắn làm những chuyện này cũng không sợ bị người khác nói, tuy nhiên, có một số chuyện bí ẩn nhân hoàng không muốn để người ngoài biết được nhưng năm lần bảy lượt trường không huyền lúc nào cũng sát bên người nhân hoàng thì lại biết được hơn nữa còn bị hắn ghi lại vào trong sử liệu đây cũng là việc mà nhân hoàng không cách nào nhịn được vì thế năm xưa nhân hoàng trực tiếp bãi nhiệm chức vị sử quan viết sinh hoạt thường ngày của trường không huyền sau đó một đời hoàng triều cũng không còn vị trí này nữa còn phần trường không huyền hoặc giả là lương tâm của nhân hoàng bỗng dưng trỗi dậy, nhân hoàng hắn mặc dù biết trường không huyền nắm không ít bí mật của hắn, nhưng lại không bất trung với hắn, vì thế, nhân hoàng không giết trường không huyền để diệt khẩu, mà hắn mượn dùng bí pháp của mặt môn, kết hợp nguyên thần của trường không huyền cùng trận pháp trong tòa cung điện này, biến trường không huyền thành khí linh của tòa cung điện này. Chỉ cần cung điện không bị phá hủy thì trường không huyền sẽ bất tử bất diệt, tương đương với một kiểu sống mãi lời nói của trường không huyền dù tô tính không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất dựa vào tình huống bây giờ mà nói thì coi như là tương đối hợp lý. Tô tính nhìn trường không huyền, lạnh nhạt nói, vậy bây giờ ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì? Vì là khí linh trấn thủ chỗ này, mà hành động của ta bây giờ cũng không khác gì kẻ trộm. Ngươi tính đến cản ta lấy mấy thứ kia đi hay sao? Trường không huyền cười khổ một tiếng, nói, ta đã nói rồi, dù cho có là lúc ta ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi bây giờ ta lại mang bộ dạng này, ngươi yên tâm. Ta không có ác ý với ngươi. Chẳng qua là ta mệt mỏi, muốn giải thoát mà thôi, khí linh có thể vĩnh tồn. Mặc dù khí linh có trí tuệ nhưng cũng không phải là người. Mà ta lại là người, ngươi không cách nào tưởng tượng nổi cô tịch bị kẹt ở nơi này đến hơn 10.000 năm đâu, vì thế bây giờ cái ta muốn chính là giải thoát. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá hư trận pháp của cung điện này thì nơi này sẽ chỉ còn là một cung điện mà thôi, không có sức mạnh gia trì thì sẽ không lơ lửng được nữa. Còn ta cũng sẽ được hoàn toàn tiêu tán, được giải thoát, lúc này, tô tính chợt hỏi ngược lại, đã như vậy, bên ngoài có nhiều yêu linh thế kia, sao ngươi không hợp tác với chúng, khóe miệng trường không huyền lộ ra nụ cười lạnh kinh thường, nói, chỉ dựa vào đám quỷ vật kia mà cũng muốn hợp tác với ta ta cũng không biết đám yêu linh kia xuất hiện lúc nào dù sao bỗng một hôm tám tên cường giả thần kiều cảnh đại chiến ở trong tiểu thế giới này có điều không phải là tiểu thế giới này mà là một tiểu thế giới tương liên với hành cung này tiểu thế giới này được xây dựng cho hành cung hưởng lạc của nhân hoàng ở trong tiểu thế giới này xung quanh còn có không ít những không gian độc lập nhỏ hơn nữa những không gian độc lập này đều là nơi để nhân hoàng trữ các loại rượu ngon thức ăn ngon tám người kia sau trận đại chiến dùng mạng đổi mạng thì đã tịch diệt không gian độc lập đó đi chấp niệm của những người này thực chẳng có bao nhiêu chẳng qua chân linh của bọn họ bất diệt phiêu tán trong tiểu thế giới này được sức mạnh trong trận pháp bồi bổ lúc này mới hóa thành yêu linh mặc dù bọn họ sinh ở đất này nhưng cũng là thứ yêu tà trời sinh bị trận pháp trong cung điện bài xích bọn họ rất muốn vào trong đại điện trung tâm nhưng e là một khi bước vào thì sẽ bị hồn tan phách tán ngay nghe được trường không huyền giải thích như thế tô tính bấy giờ mới phản ứng được vì sao sau khi chém chết những yêu linh kia lại chỉ lấy được có ít đồ năm xưa đông đảo cường giả vây công vô sinh lão mẫu là vì không muốn để cho nàng làm hại giang hồ mặc dù cuối cùng mọi người dùng mạng đổi mạng nhưng mục đích của bọn họ cũng đã đạt thành mà vô sinh lão mẫu kéo theo nhiều người cùng chôn với nàng như vậy nàng có có chấp niệm gì được nữa cho nên dưới tình hình này những cường giả bọn họ cơ hồ không thể nào hóa thành yêu linh cho được, chỉ có điều, không gian này coi như hành cung hưởng lạc ngày trước của nhân hoàng, có thể nói là trận pháp trải rộng. Mấy tòa cung điện lơ lửng kia chính là trận pháp thể hiện oai phong, dưới sự thôi hóa từ sức mạnh của trận pháp, bấy giờ bọn họ mới biến thành yêu linh. Nhưng bất kể là sức mạnh hay là đồ mà bọn họ thừa kề đều ít đến đáng thương, tô tính nhìn trường không huyền, đột nhiên hỏi, nếu ngươi là người đi theo nhân hoàng thời gian dài nhất, vậy ngươi có biết rốt cuộc nhân hoàng có phi thăng hay không không ngươi rốt cuộc biết được bí mật gì mà khiến nhân hoàng biến ngươi thành bộ dạng như giờ nhân hoàng có phi thăng hay không điều này không chỉ mình tô tính tò mò mà có thể nói người trên giang hồ không ai là không hiếu kỳ hiện người trên giang hồ đều biết thực lực của nhân hoàng này trước đủ để nghiền ép cường giả thông thiên cảnh nhưng không ai biết rốt cuộc nhân hoàng là thông thiên cảnh hay đã đột phá tam cảnh chân vũ cảnh hoặc giả là nói ngoài tam cảnh chân vũ hãy còn cảnh giới có thể đột phá đáng tiếc tất cả mọi điều về nhân hoàng đều là bí ẩn mọi người cũng chỉ có thể suy đoán lung tung trên căn bản không có lấy một câu trả lời đáng tin bây giờ tô tính cuối cùng cũng tìm được một nhân vật tồn tại từ thời thượng cổ đến giờ dĩ nhiên hắn cũng phải hỏi thăm tin tức cho kỹ càng rồi có điều trường không huyền kia lại lắc đầu nói nhân hoàng rốt cuộc có phi thăng hay không thì ta cũng không biết bởi từ sau khi ta trở thành khí linh ở nơi này nhân hoàng bệ hạ cũng chưa từng đến hành cung này một lần hơn nữa từ đó không lâu sau liền có tin nhân hoàng phi thăng một đời hoàng triều sụp đổ truyền đến nơi này sau thời gian dài không ai tiến vào cũng đóng kín hoàn toàn cho đến khi có đám cường giả thần kiều cảnh kia đánh vỡ tường rào mà đến đây còn về việc tội trạng của ta điểm này ta sẽ không nói ngươi cũng không cần tra hỏi mặc dù người đưa ta vào tình cảnh bây giờ chính là nhân hoàng nhưng khi trước nếu không có nhân hoàng bệ hạ thì e là ta đã sớm bị yêu tộc coi là thức ăn rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện sau này còn tu được đến dương thần cảnh, hơn nữa còn đảm nhiệm chức sử quan lo ghi chép sinh hoạt thường ngày của nhân hoàng, thế nên bây giờ, cái ta cầu chẳng qua là giải thoát. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta cũng sẽ cho ngươi không ít lợi ích, nghe trường không huyền vẫn dùng kính ngữ với nhân hoàng, tô tính không khỏi thầm cười lạnh, người này sống hơn 10.000 năm mặc dù là sống nhờ thân phận khí linh nhưng cũng quá là ngây thơ chức vị như sử quan ghi chép sinh hoạt thường ngày nhân hoàng ắt sẽ muốn tìm một người thân phận trong sạch đến làm người không thân thích rơi vào đường cùng chính là thích hợp nhất chỉ có điều vị nhân hoàng bệ hạ này hành sự rất quyết tuyệt hiển nhiên hắn cũng không có thực sự tin tưởng ai khi có một số việc hắn không chắc chắn thì khả năng lớn nhất sẽ là diệt trừ song lần này nhân hoàng quả thực là nhìn lầm tên trường không huyền này sống ở đây lâu như vậy chịu đựng cô đơn ở đây giờ trông thấy tô tính đến biết rất rõ ràng nhân hoàng đã chết từ lâu nhưng những bí mật này hắn cũng nhất quyết không nói ra tô tính cầm tấu chương ngọc thạch kia lạnh nhạt nói nơi cung điện này chẳng qua là hành cung nhân hoàng dùng để hưởng lạc nếu như là thứ có giá trị thì cũng chỉ có xác tự mà nhân hoàng tự tay viết kia ngươi cũng nói thực lực của ngươi lúc đỉnh cao cũng không bằng ta thì ngươi còn có lợi ích gì cho ta trường không huyền cười cười nói bàn về thực lực thì đúng là ta không bằng ngươi nhưng ta đi theo nhân hoàng bệ hạ lâu như vậy thì ít nhất cũng có chút hiểu biết có những thứ với nhân hoàng bệ hạ chẳng khác gì rác rưởi nhưng với ngươi mà nói lại là chí bảo vô thượng thiên đình và địa phủ ngươi có nghe nói chưa biểu tình trên mặt tô tính không đổi hắn chỉ nghi hoặc lắc đầu nói thiên đình và địa phủ trong truyền thuyết thần thoại cho tới giờ tô tính cũng không tin tưởng trường không hành trước mặt đây huống chi lúc này thiên đình cùng địa phủ đã không phải là thiên đình cùng địa phủ từ thời thượng cổ nữa bỗng nhiên trường không huyền lại nhắc đến hai bên này hiển nhiên chuyện liên quan đến bí mật thượng cổ tô tính sẽ không nói thật trương không huyền lộ vẻ sáng tỏ ngươi không biết cũng đúng bởi vì thiên đình và địa phủ này là một trong những tông môn lớn nhất trên giang hồ vào thời của nhân hoàng họ có thể sánh vai được với đạo môn và phật tông chỉ có điều ngày trước thiên đình và địa phủ không tuân theo giáo hóa vương đạo người chấp chưởng là hạo thiên thượng đế cùng phong đô đại đế lại muốn ám sát nhân hoàng bệ hạ kết quả dĩ nhiên là bị nhân hoàng bệ hạ giết sạch tuy nhiên thực lực của thiên đình và địa phủ cũng quả thực là mạnh kinh diễn sau khi người chấp chưởng của bọn họ bị nhân hoàng tru diệt hai bên này cũng không hoàn toàn bỏ qua mà lại liên hiệp với nhau sáng tạo ra một môn bí pháp kinh thế muốn mượn nó để tạo ra một nhóm cường giả lớn tiếp tục đối nghịch với Nhân Hoàng Bệ Hạ, đáng tiếc, bọn họ hơi quá coi thường thực lực hoàng triều. Đối mặt với tàn dư ngày đó của Thiên Đình và Địa Phủ, Nhân Hoàng Bệ Hạ căn bản cũng không xuất thủ, chỉ vận dụng một phần lực lượng thủ hạ liền tiêu diệt bọn họ, cho nên, môn kinh thế bí pháp đó dù bọn họ nghiên cứu ra được thì cũng không thể tu luyện thành công được. Sau đó, môn bí pháp này được đưa đến trước mặt Bệ Hạ. Nhưng Bệ Hạ cũng chỉ liếc nhìn một cái liền ném nó đi ngay hệt như rác rưởi vậy hơn nữa còn đánh giá là đi lầm đường khiến trời đất quán giận khó mà đến được nơi thanh nhã môn bí pháp này là do ta tiêu hủy giúp nhân hoàng bệ hạ với thực lực năm đó của ta việc đọc nhanh như gió không phải là vấn đề cho nên nói bí pháp này bây giờ cũng chỉ còn ta biết mặc dù nhân hoàng bệ hạ đánh giá môn bí pháp này không ra gì nhưng ngươi cũng biết lúc đó thực lực của nhân hoàng bệ hạ là như thế nào công pháp có thể được nhân hoàng bệ hạ mở miệng đánh giá dù có yếu tới đâu thì cũng có chỗ dùng được quan trọng nhất chính là môn công pháp này có thể cho người thời cơ tiến thêm một bước câu nói sau cùng của trường không huyền mới thực sự đánh động tô tính thần kiều cảnh ngày xưa cũng được gọi là đạp thiên cảnh cường giả có thể đi đến nước này mới thực sự là đại nhân vật chúa tể giang hồ nhưng bước này khó khăn đến cỡ nào ít nhất tô tính cho rằng thực lực bản thân hắn trong số các chân vũ cảnh cũng coi như là tương đối mạnh rồi nhưng với thần kiều cảnh hắn vẫn chẳng hề mò được tới đường biên nữa là, bây giờ, trường không huyền này lại nói bí pháp của hắn có thể cung cấp cho tô tính một bước thời cơ. Điểm này tô tính cũng không khỏi không động tâm, ngươi nói là công pháp gì, trường không huyền nhàn nhạt nói, nghịch âm dương tán thiên đại pháp, tô tính đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu nhíu mày, nói, tán thiên. Khẩu khí lớn thật. Công pháp do một đám tàn dư tông môn sáng tạo ra được mà cũng dám gọi là tán thiên mặc dù trong miệng tô tính có chút kinh thường, nhưng trên thực tế hắn biết độ kinh khủng của thiên đình và địa phủ ngày trước, chỉ dựa vào những truyền thừa kinh khủng bây giờ ở thiên đình cùng địa phủ, thì coi như ngày xưa, hạo thiên thượng đế cùng phong đô đại đế đều đã bỏ mình. Thiên đình cùng địa phủ liên hiệp với nhau sáng tạo ra một môn bí pháp kinh thế cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Phải biết, ngày trước trong thiên đình và địa phủ, trừ hai vị cường giả này thì chắc chắn đều có cả cường giả thần kiều và pháp tướng cảnh. Những người này bỏ qua mâu thuẫn, tập trung lại một chỗ, uy lực sẽ hết sức kinh khủng. Trường Không Huyền lạnh nhạt nói: Ta nghe là giả, mắt thấy là thật. Ngươi là cường giả chân vũ cảnh, dĩ nhiên có kiến thức. Bây giờ ta thuật lại công pháp cho ngươi nghe một lần, ta nghĩ ngươi sẽ có thể phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả. Tôi tính nhíu mày, nói: Ngươi nói khẩu quyết công pháp cho ta, chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi lấy được công pháp, ta sẽ mặc kệ ngươi, cứ thế bỏ đi à? khóe miệng của trường không huyền mang theo nụ cười vi diệu dĩ nhiên không lo lắng chờ sau khi ngươi nghe công pháp này rồi sẽ phát hiện ngay nếu không có ta giúp đỡ ngươi cũng không cách nào luyện thành môn công pháp này vừa nói trường không huyền liền ngay lập tức nói cho tô tính nghe về môn nghịch âm dương tán thiên đại pháp hắn không hề che giấu một chút nào nghịch âm dương tán thiên đại pháp do thiên đình và địa phủ sáng tạo này không hẳn là rác rưởi giống như nhân hoàng nói nhưng đồng thời môn bí pháp này cũng quả không phụ sự đánh giá của nhân hoàng kiếm đi thiên phong hữu thương thiên hòa không phải công pháp chính thống cái gọi là âm dương chính là hai lực sinh tử cũng là sức mạnh căn bản nhất trên thế gian môn công pháp này được đặt tên là nghịch âm dương tán thiên đại pháp trong đó nghịch âm dương chính là nghịch chuyển sinh tử mặc dù nghe thì đơn giản nhưng căn bản không thể hoàn thành âm dương sinh tử tạo hóa luân hồi đây vốn là quy tắc cơ bản nhất trong thiên địa thế mà ngươi lại muốn nghịch chuyển nguồn sức mạnh này rất có thể sau cùng ngươi không nghịch chuyển thành công mà trước đó còn nghịch cho mình chết trước có thể nói môn công pháp này nếu tu luyện qua loa thì căn bản chính là một công pháp tự sát vì thế muốn nhập môn công pháp này cũng không cần khổ tu cảm ngộ mà cần mượn dùng ngoại vật trước để đạt đến hiệu quả nghịch âm dương tạo thành một lực chuyển nghịch trong cơ thể trước mới được phương thức trong bí pháp này cũng rất đơn giản đó chính là dùng nhân mạng để điền vào võ giả tu luyện võ đạo, từ cảm ngộ thiên địa đến nắm giữ thiên địa, bản chất chính là quy tắc âm dương tạo hóa. Lúc này, lại bày ra nghịch chuyển âm dương đại trận được sáng tạo cho môn bí pháp này. Đặt nhiều võ giả vào trong trận, nghịch chuyển lực âm dương. Bây giờ, những võ giả ở trong trận vì quy tắc sức mạnh của bản thân đều bị nghịch chuyển toàn bộ, cho nên, những người này sẽ càng lúc càng cuồng bạo, rơi vào trong điên cuồng chém giết, chờ bọn họ đánh chém đến sau cùng, sức mạnh bên trong cơ thể bọn họ cũng sẽ hoàn toàn bị nghịch chuyển cuối cùng ầm ầm bạo phát toàn bộ từ nội lực đến thiên địa lực nắm trong tay cả đời võ giả nắm giữ không ít sức mạnh nhưng khi những sức mạnh này hoàn toàn nghịch chuyển không còn nằm trong sự kiểm soát của những võ giả này nữa thì cái chờ đợi họ chỉ còn cái chết vì thế cái sức mạnh bộc phát sau cùng chính là nghịch chuyển âm dương lực loại sức mạnh này dù mạnh nhưng không phải người tầm thường nào cũng có thể nắm trong tay vì thế cho dù có lấy được cũng không cách nào luyện hóa hấp thu được chỉ có thể mở một kinh mạch trong cơ thể để chứa đựng nghịch chuyển âm dương lực này hơn nữa sức mạnh này nếu là một loại nghịch chuyển lực thì dĩ nhiên cũng không thể phát triển dựa theo phương thức thu nạp thiên địa lực được muốn phát triển tu vi công pháp này thì chỉ có thể dùng môn bí pháp này để nghịch chuyển sức mạnh của đối thủ tu hành để phát triển sức mạnh nghịch chuyển của bản thân đơn giản mà nói chính là phải dựa vào chiến đấu cùng sát lục có thể nói Môn bí pháp này quả thực rất phù hợp với tình cảnh năm đó của thiên đình cùng địa phủ. Quy lực cường đại, lại nhanh chóng. Mặc dù nghịch thiên nhưng cũng có thể nói là kinh diễm, năm đó, người hai phái đã hận thấu xương hoàng triều. Việc nghĩ ra môn bí pháp này, bọn họ vốn chính là muốn mượn dùng tính mạng những võ giả thuộc hoàng triều đó để luyện công cho nên mới sáng tạo ra một môn công pháp không phải tà công nhưng lại vô cùng tà dị nghịch chuyển âm dương trong môn bí pháp này chính là chỉ phương thức tu luyện cùng chiến đấu của nó nhưng hai chữ tán thiên chỉ e là để dành cho nhân hoàng rồi bây giờ bất kể là đại chu hay là hoàng đế đông tấn đều được gọi là thiên tử nhưng thời kỳ nhân hoàng thì không gọi như thế bởi vì không cần cũng không thể gọi là như vậy đối với nhân hoàng tại thời điểm đó mà nói thiên tử là cái gì hắn chính là thiên nhân hoàng cũng không thích làm con trai cho ai vì thế nên tán thiên này tán thực sự chính là nhân hoàng song kế hoạch của thiên đình và địa phủ chỉ mới vừa manh nha chưa kịp thực hiện thì đã bị võ giả hoàng triều tiêu diệt hơn nữa trước đó trường không hành còn nói môn bí pháp này có thể cho tô tính thời cơ lên thần kiều cảnh cái này cũng không phải là nói liều nghịch chuyển âm dương lực cũng giống như âm dương lực nếu bí pháp này có thể nghịch chuyển được nó thì tương tự cũng có thể suy diễn chính hướng cuối cùng tìm được thời cơ bước vào thần kiều cảnh mặc dù chỉ là một chút thời cơ nhưng cũng đủ khiến tô tính vì đó mà mạo hiểm trường không huyền trầm giọng nói đại trận nghịch chuyển âm dương chỉ có ta biết cũng chỉ có ta mới có thể bố trí nhưng cũng cần ngươi đưa người đến cung điện này mới được đến khi nghịch chuyển âm dương lực được phát huy đến mức tận cùng trận pháp cung điện này cũng sẽ bị sức mạnh này phá hư ta có thể được hoàn toàn giải thoát mà ngươi cũng có thể tùy ý hấp thu những thứ nghịch chuyển âm dương lực kia luyện thành nghịch dương âm dương tán thiên đại pháp cách làm đôi bên cùng có lợi này, ngươi thấy thế nào, cách làm mà trường không huyền nói ra không có chút xíu bất lợi nào với tô tính. Hắn đã giao hết thảy quyền chủ động cho tô tính thì dĩ nhiên tô tính cũng không có lý do để cự tuyệt, vì lẽ đó, tô tính ngay lập tức gật đầu một cái, nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể bắt đầu bày đại trận nghịch chuyển âm dương. Đến lúc đó, ta sẽ mang người đến cho ngươi, trường không huyền cười cười nói, người bị dẫn tới có thực lực càng mạnh càng tốt dĩ nhiên, nếu ngươi dẫn đến một nhóm cường giả chân vũ cảnh, ta e là đến lúc đó ngươi không khống chế nổi ấy, đúng rồi, ta chưa hỏi tên ngươi, tô tính dẫn dưng nói, tô tính. Tính trong nói lời giữ lời, sau khi nói xong, tô tính ngay tức khắc xoay người rời đi. Trường không huyền đứng tại chỗ, bóng người hắn dần dần trở nên mơ hồ nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ ngờ vực, chờ sau khi tô tính rời khỏi tiểu thế giới này, người bên ngoài thực ra đều đã tản đi cản thi phái bị tô tính đuổi tận giết tuyệt. Nhất tộc vu miêu khiếp đảm mà tản đi, trước đó, bọn họ còn đang ở chung với người của cảng thi phái. Có trời mới biết thủ hạ của tô tính có thanh toán cả bọn họ luôn hay không, cho nên, ngay lúc đám người lý phôi đại khai sát giới bọn họ đều chạy trốn hết, dự tính ẩn náu đến nơi sâu nhất trong núi tương Tây, mà người của Bạch Liên giáo dưới sự chỉ dẫn của Bạch Linh cũng nhanh chóng rời đi. Dù sao thì nhiệm vụ của Bạch Linh cũng đã hoàn thành, nàng cũng không dám tranh đoạt cơ duyên gì với tô tính. Lúc này ở lại đây thì còn ích lợi gì nữa. Tô tính nhìn thi thể âm đồ linh, nói, phái người đưa đầu hắn đến dịch kiếm môn. Thuận thể nói cho mạnh tông chủ ta đã giúp hắn diệt cản thi phái. Một cái phất tay diệt toàn bộ cản thi phái tuy không trả được hết ân huệ của mạnh kinh tiên, song một phần thì vẫn có thể được. Lý phôi gật gật đầu, nói, đại nhân, bây giờ chúng ta rút khỏi tương tây hay sao? Trong mắt tô tính lóe lên một tia tinh mang, nói, rút. Tạm thời không vội, phái người về Tây Bắc trước, dẫn đám người tả đạo Minh đến đây, hơn nữa, lan truyền tin trên giang hồ, nói ta tìm được chiến trường nơi năm xưa vô sinh lão mẫu cùng một đám cường giả giang hồ dùng mạng đổi mạng ở đất tương Tây. Trong đó, có cả truyền thừa của những tên cường giả ngày đó lưu lại, chỉ có điều, nơi đó chỉ có võ giả dưới dương thần cảnh mới có thể vào trong. Một khi có dương thần hoặc ai vượt quá dương thần thì nơi đó ắt sẽ tan vỡ truyền thừa cũng sẽ bị diệt. Đúng rồi, không cần vội vã truyền tin, phải làm bộ như thể chúng ta trong lúc vô tình làm lộ ra ngoài. Hơn nữa, ngươi cũng đồng thời triệu tập một nhóm võ giả hóa thần cảnh và dung thần cảnh dưới quyền Tây Bắc Đạo đến đây, làm ra vẻ muốn lấy được những truyền thừa kia. Nghe Tô Tính nói như vậy, Lý Phôi nhất thời hiểu. E là Tô Đại Nhân đã bày một cái bẫy không nhỏ ở đây. Hơn nữa còn bẫy không ít người. Xong, Lý Phôi cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức đi sắp xếp nghịch âm dương tán thiên đại pháp mà trường không huyền kia nói tô tính quả thực rất nôn nóng nghịch chuyển âm dương lực bí pháp như vậy không phải là chính đạo đây chính là thuật pháp trái đạo mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng muốn dựa vào nó để đạt đến đỉnh cao võ đạo thì không thể nào nhưng tô tính có đường đi võ đạo của hắn hắn cũng không hy vọng xa vời bằng vào một môn công pháp là có thể cho hắn đi một mạch đến đỉnh cao Môn công pháp này với tô tính mà nói chẳng qua là cho hắn một thời cơ nghịch hướng suy diễn mà thăng đến thần kiều cảnh thôi. Hơn nữa, bây giờ bây giờ tô tính cũng chẳng thiếu gì khác, hắn chỉ thiếu một thời cơ như vậy mà thôi. Còn về việc vì cái thời cơ này mà bao nhiêu người sẽ phải chết, tô tính đến giờ cũng không mấy quan tâm. Kẻ đứng ở chức vị cao, dưới chân cũng đạp toàn xương trắng, đạp vô số nhân mạng, một đường đến giờ, tô tính giết người rất nhiều. Nhiều đến mức chính hắn cũng không đếm xuể nhiều đến mức người giang hồ đều cho rằng tô tính hành sự tàn nhẫn còn ác hơn cả ma đạo thế nhưng người mà mấy cái gọi là danh môn đại phái giết cũng không ít hơn tô tính hắn là bao trừ việc mà bọn họ gọi là trừ ma vệ đạo ra thì việc chém giết vì lợi ích trong số họ còn nhiều hơn đến cấp bậc như tô tính bất kể là chính đạo hay là ma đạo hầu như cũng không tìm được kẻ nào mềm lòng mềm dạ kể cả thiếu lâm tự suốt ngày biểu dương bản thân là từ bi biết bao cũng thế thôi đặt một tên võ giả Thiếu Lâm Tự cùng 10 người bình thường vào một chỗ, nếu nhất định phải chọn một phe thì Thiếu Lâm Tự kia nhất định sẽ chọn cho 10 người bình thường đó chết, thậm chí bọn họ còn lấy lý do rất đầy đủ. Tên võ giả Thiếu Lâm Tự kia còn sống thì còn có thể cứu được hơn 10 người bình thường khác, như vậy tính ra thì dĩ nhiên nên chọn bên có giá trị lớn hơn rồi. Có vài lúc, hành vi của Tô Tính thực ra cũng không khác gì Thiếu Lâm Tự. Chỉ có điều một bên là ngụy quân tử, một bên là ác nhân thực sự mà thôi. Bây giờ, cục diện tô tính bày ra đây chẳng qua chỉ lợi dụng lòng tham của mọi người mà thôi. Truyền thừa của cường giả thần kiều cảnh thời thượng của bày ra trước mặt, chỉ cần là võ giả dưới dương thần cảnh là có thể đi tranh đoạt, ngưỡng cửa rất thấp, ai không tham. Ai không động tâm, căng dặn mọi chuyện xong, tô tính cũng trực tiếp chờ ở tương Tây. Đến khi tả đạo minh đến, tô tính ngay lập tức dẫn bọn họ đến hành cung kia, xong, trường không huyền không xuất hiện, cũng không biết đang làm gì. Hắn là khí linh của đại điện. Hắn không chủ động xuất hiện thì tô tính cũng không tìm được hắn. Có điều, tô tính cũng không để ý, hắn chỉ cho người của tả đạo minh dựa theo căn dặn của hắn mà bày một lớp trận pháp cấm chế. Chỉ cần có võ giả dương thần cảnh hoặc những võ giả vượt quá dương thần cảnh tiến vào trong, trận pháp sẽ tan vỡ. Hơn nữa, những kết tinh yêu linh mà hắn lấy được đều bị hắn đặt vào các phương vị trong trận pháp, phân tán đến trong đại điện. Trong những kết tinh này không có một bộ công pháp hoàn chỉnh nào, ngay cả cảm ngộ cũng đều đứt quản. Điểm lợi có thể mang lại cho tô tính cực kỳ có hạn, vì thế nên bây giờ bị tô tính xem như mồi nhữ đặt vào trong trận pháp, tô tính cũng không đau lòng, cục diện này cũng không được tính là tử cục. Chỉ cần có người đoạt được kết tinh sau đó rời đi, không để cho nghịch chuyển âm dương lực phát huy đến mức cao nhất, đánh nát bọn họ thì họ có thể mang theo bảo vật, thông dong rời đi, dẫu sao, Mấy thứ đức quản trong kết tinh kia tô tính coi thường, song không có nghĩa những võ giả hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh khác cũng coi thường. Tuy nhiên, bọn họ có kiểm soát được lòng tham của mình hay không, điểm này không ai biết, bố trí của tô tính đã xong. Bây giờ hắn chỉ còn đợi những người khác mắc câu, thật ra thì tô tính còn nhiệm vụ chủ tuyến hệ thống chưa hoàn thành. Chỉ có điều, tô tính cũng không vội. Viết thần giáo trở thành một trong cửu ngục tà ma là chuyện đã chắc chắn rồi cản thi phái đã hoàn toàn bị tô tính tiêu diệt. Giỏi mắt nhìn khắp toàn bộ giang hồ nào có tông môn ma đạo nào dám cướp vị trí của tô tính đâu. Ngày trước, sau khi thanh thành kiếm phái bị tô tính tiêu diệt, vị trí đó bị trống một hồi lâu. Đó là bởi vì trên giang hồ có quá nhiều kiếm phái, hơn nữa, nếu nhìn thực lực mọi người thì cũng không mấy cách biệt. Vì thế nên mới tranh suốt một thời gian dài. Sau cùng chọn ra vu sơn kiếm cát, một trong ngũ phái trì kiếm, nhưng bây giờ, huyết thần giáo của Tô Tính có thể coi là tông môn ma đạo mạnh nhất ở ngoài cửu ngục tà ma. Vị trí này căn bản cũng không ai cướp với hắn, cũng không ai dám. Bây giờ, nếu ai dám nói mình muốn chiếm một vị trí trong cửu ngục tà ma thì đó không khác gì tìm chết. Hiện, cái Tô Tính thiếu cũng chỉ là sự thừa nhận của cửu ngục tà ma. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà lúc Tô Tính thả tinh huyết thần giáo muốn trở thành một trong cửu ngục tà ma. Các tông môn cửu ngục tà ma không chối cũng không nhận nguyên nhân không phủ nhận dĩ nhiên là bởi vì thực lực của tô tính thể hiện như thế song bọn họ cũng không thừa nhận cái này đoán chừng là vì quan hệ giữa tô tính và các tông môn ma đạo cho tới nay quan hệ giữa tô tính cùng các tông môn ma đạo cũng không thể nói là tốt dĩ nhiên quan hệ của hắn cùng tông môn chính đạo càng tệ hơn vì thế về việc có hay không để cho tô tính gia nhập vào cửu ngục tà ma bây giờ chính cửu ngục tà ma cũng có chút không quyết được So sánh với phương châm đồng khí liên chi, những tông môn chính phái sống chết có nhau, Cửu Ngục Tà Ma tới giờ cũng không có kiểu thuyết pháp này, cái gọi là đồng khí liên chi của tông môn chính đạo, bất kể bọn họ có làm được hay không thì ít nhất trên mặt nổi bọn họ cũng làm không tệ, nhưng Cửu Ngục Tà Ma thì sao? Đừng nói đồng khí liên chi, giữa bọn họ với nhau cũng có thể đánh đến mức diệt môn, chuyện này thực ra cũng có liên quan nhất định đến tính cách tương đối ích kỷ của Cửu Ngục Tà Ma những năm gần đây, ngày xưa lúc huyết ma giáo uy thế đại thịnh những cửu ngục tà ma còn lại cũng bị họ xem thường ngược lại còn bị huyết ma giáo cướp không ít lợi ích cái này cũng khiến năm xưa thời điểm huyết ma giáo bị diệt thậm chí còn có võ giả cửu ngục tà ma đồng loạt ra tay bỏ đá xuống giếng bạch liên giáo cũng thế năm xưa bạch liên giáo gây ra chuyện lớn như vậy cũng khiến cho những cửu ngục tà ma còn lại bị chính đạo liên lụy chịu tổn thất không nhỏ có thể nói từ lúc bắt đầu giữa cửu ngục tà ma không có cái gọi là hợp tác cái có chẳng qua là tính toán cùng kéo chân lẫn nhau hơn nữa tài nghệ gây chuyện của tô tính trên giang hồ cũng chẳng ít hơn cửu ngục tà ma bây giờ cửu ngục tà ma không mở miệng thừa nhận e là một phần nguyên nhân cũng là đang kiên kỵ tô tính kiên kỵ huyết thần giáo dưới quyền tô tính nếu chẳng may thực trở thành cửu ngục tà ma thì sau đó tô tính này còn gây chuyện gì nữa có thể làm liên lụy đến cửu ngục tà ma luôn hay không tóm lại, chuyện này không phải tạm thời là có thể hoàn thành. Tô Tính cũng đã ra quyết định. Sau khi chuyện bên này hoàn thành, hắn lại đến cửu ngục tà ma một chuyến, giải quyết chuyện này, dù sao, thời gian cho nhiệm vụ chủ tuyến hãy còn rất dài, mà lúc này, trên giang hồ, sóng gió do Long Nguyên mang lại thực ra đã tan đi, dẫu sao thứ như Long Nguyên cũng chỉ có nhân vật thuộc chân vũ cảnh mới có tư cách đi tranh đoạt. Những người còn lại coi như có động lòng thì cũng vô dụng với một vài tiểu tông môn hoặc là võ giả tán tu. Thứ như Long Nguyên với bọn họ mà nói căn bản là một truyền thuyết, bọn họ đứng xem trò vui là được, thuận thể bàn tán một chút về thực lực các tông môn, vân vân. Hơn nữa, tô tính lại cho Lý Vô Lan truyền tin tức ở tương Tây, tiến triển cũng rất thuận lợi, thực lực ở Tây Bắc Đạo của tô tính mạnh mẽ. Trong đó, võ lực đại khái chia làm ba phần. Một là Tây Bắc Quân. Một là ám vệ một là huyết thần giáo, trong đó, ám vệ chính là do tâm phúc của tô tính cùng đệ tử tô gia tạo thành. Mức độ trung thành với tô tính cũng là cao nhất, mà huyết thần giáo mặc dù là do lãnh vô ma thành lập trong những năm gần đây, nhưng những người này đều xuất thân đầu trộn đuôi cướp, biết rõ thực lực của mình lúc này rốt cuộc là do ai cho, hậu quả của việc phản bội tô tính là gì. Vì thế, dưới uy của cây gậy cùng củ cà rốt, những võ giả huyết thần giáo này mặc dù có chút bướng bỉnh bất tuần nhưng cũng có thể làm đến mức kỷ luật nghiêm minh còn lại tây bắc quân mặc dù phần lớn cũng trung thành với tô tính nhưng dẫu sao số người của tây bắc quân có hơi quá đông đông đến mức tô tính cũng không cách nào biết trong đó rốt cuộc có thám tử nằm vùng của các thế lực khác hay không hơn nữa một vài võ giả trung cấp trong tây bắc quân mặc dù phần lớn đều do tô tính tự mình đào tạo nhưng còn có một phần là võ giả tán tu chiêu mộ từ giang hồ những võ giả tán tu này đơn giản mà nói là đến vì bổng lộc của tô tính. Thuận thể còn có thể tìm được một chỗ dựa. Người như vậy dĩ nhiên là có chút cảm kích với tô tính, nhưng cũng có không ít người xem Tây Bắc quân là nơi nương thân tạm thời, cũng không có gì lưu luyến. Sau khi được tô tính căng dặn, Lý Phôi bắt đầu đem võ giả hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh từ cả ba ám vệ, huyết thần giáo, Tây Bắc quân, triệu tập lại, cho bọn họ đi đến tương Tây Đạo bên phía tây bắc trục trịch lớn đến thế. Hơn nữa, Lý Phôi cũng không cố sức giấu giếm, vì thế nội bộ tây bắc quân rất dễ dàng liền có thể dò hỏi được tin tức, người nổi lên tâm tư khác trong số đó cũng không ít, một trong số đó chính là đô úy trần cương của tây bắc quân. Ngày trước, lúc tây bắc quân mới thành lập, thực lực quả thực rất yếu. Nhưng sau đó vì có tô tính nâng đỡ, cộng thêm với việc uy thế của tô tính ở đất Tây Bắc tăng mạnh, thu hút không ít võ giả gia nhập, lúc này, mới chậm rãi phát triển lên trần cương này chính là võ giả gia nhập tây bắc quân lúc sau này khi mới vừa gia nhập tây bắc quân trần cương cũng chỉ mới là tiên thiên thần cung cảnh mà thôi hắn vốn muốn trực tiếp gia nhập vào triều đình nhưng đãi ngộ của tây bắc quân không thể nghi ngờ là phong phú hơn vì thế trần cương mới ngay lập tức chọn gia nhập vào tây bắc quân dựa vào những tài nguyên mà tây bắc quân cấp phát để tu luyện cộng thêm có cao thủ chỉ điểm Trần Cương cũng thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh, trở thành đô úy. Địa vị trong Tây Bắc quân không tính là cao nhưng cũng không phải là thấp, Trần Cương cũng biết thực lực đời này của hắn cao lắm cũng chỉ đến hóa thần cảnh. Thậm chí, trong toàn Tây Bắc quân, hắn cũng là người tấn thăng suyết cuối, dẫu sao, trong quân đội, mặc dù lý lịch là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực. Tiềm lực của Trần Cương có hạn. Bây giờ hắn là đô úy, cả đời cũng chỉ có thể là đô úy. Vì thế, trong lúc Trần Cương vô tình thăm dò chuyện Lý Phôi để bọn họ đến tương Tây, hắn bỗng dưng nảy sinh tâm tư khác, đây chính là truyền thừa của võ giả thần kiều cảnh thượng cổ. Có lẽ trong đó sẽ có thiếu sót nhưng đối với võ giả nguyên thần tam cảnh mà nói thì lại là chí bảo trong chí bảo. Dĩ nhiên, Trần Cương cũng biết mình tham gia vào tranh đoạt xong cũng không thể nuốt một mình, mà phải dâng lên cho người cấp cao hơn. Nhưng nếu hắn bán tin này đi thì sao? những tông môn ngày trước tham gia vào việc vây giết vô sinh lão mẫu cũng đều là những bên tiếng tâm lừng lẫy trên giang hồ hiện tại, thiếu lâm tự, tạo hóa đạo môn, danh kiếm sơn trang, viễn ma đạo vân vân. Nếu hắn nói tin tức này cho bọn họ thì có thể được bao nhiêu thứ, mặc dù Trần Cương thừa nhận tô tính quả thực rất hào phóng. Bỗng lộc cho thủ hạ vẫn luôn là nhiều nhất, thậm chí, so với bộ phận giả chiến chủ lực của Đại Chu còn nhiều hơn, nhưng hiển nhiên, với kẻ đã nảy sinh lòng tham như hắn thì còn lâu mới đủ cho nên ngay khi vừa dò la được tin tức trần cương cũng đã quyết định hắn sẽ phản bội rời tây bắc quân sau khi bán tin tức lấy một cái giá cao thì mai danh ẩn tích cầm những tài nguyên các đại môn phái kia cho mà tìm tu sau khi thay hình đổi dạng thì mới quay lại giang hồ tây bắc đạo không phải là nơi đầm rồng hang hổ gì huống chi cũng không ai biết trần cương muốn trốn nên trần cương rời tây bắc đạo căn bản cũng không ai quản kể cả cấp trên của hắn cũng cho là trần cương có chuyện tạm thời xin nghỉ cho đến khi trần cương tung tin trên giang hồ nói biết một bí mật có liên quan đến tô tính trong đó có cơ duyên liên quan đến các đại môn phái trên giang hồ chỉ cần cho hắn đủ để khiến hắn động tâm thì hắn sẽ nói tin tức này ra lúc này ám vệ mới hay trần cương phản bội liền lập tức hành động bắt đầu truy xét tung tích của trần cương trên khắp giang hồ hơn nữa lúc này Vải võ giả thủ hạ tô tính có lòng riêng cũng thầm mắng mình đánh mất tiên cơ. Những người này sau khi bất ngờ nghe được tin này thì cũng dấy lên lòng riêng. Chỉ có điều bọn họ còn vướng bận, không dám làm, mà bây giờ bị Trần Cương nẫn tay trên như thế, ám vệ cũng đã cảnh giác, bọn họ càng không có cơ hội. Hơn nữa, chuyện của Trần Cương cũng đã lan khắp giang hồ. Toàn bộ người giang hồ với tin tức này cũng coi như là tương đối tin tưởng, dẫu sao thì lai lịch của Trần Cương cũng coi như rất rõ ràng xuất thân tán tu, tấn lên hóa thần ở Tây Bắc. Hơn nửa khoảng thời gian gần đây, động tĩnh của Tô Tính ở Tây Bắc Đạo cũng rất rõ ràng. Hắn muốn diệt cản thi phái thì cũng rất bình thường, nhưng vấn đề bây giờ là cảng thi phái cũng đã bị Tô Tính diệt, Tô Tính còn ở lại trong rừng rậm tương Tây để làm gì? Du ngoạn à, hơn nữa gần đây Tô Tính lại điều động một phần lực lượng ở Tây Bắc Đạo. Vì thế, người trong giang hồ cũng tin lời Trần Cương đến tám phần bây giờ cũng đã có một vài giang hồ đại phái chuẩn bị xuất thủ, tiếp xúc với Trần Cương một phen, thăm dò một chút, xem thử xem bí mật cùng cơ duyên trong tay Trần Cương rốt cuộc là gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dĩ nhiên, người biết bí ẩn trong chuyện này trừ tô tính còn có Bạch Linh. Ngay lúc Bạch Linh nghe được tin này liền cảm giác có chút không đúng. Mặc dù ở tầng cung điện cuối cùng nàng không bước vào, song nàng biết những kết tinh yêu Linh kia đều đã nằm trong tay tô tính đã vậy những người khác còn tranh cái gì huống chi với cách hành sự của tô tính thì sao hắn lại có thể vô tình đến vậy mà lộ tin tức ra ngoài cho được vì lẽ đó chuyện này bạch linh nhìn sao cũng thấy khả nghi trùng trùng có điều bây giờ với chuyện của tô tính bạch linh cũng không muốn nhúng tay vào nàng còn không ít phiền toái trong bạch liên giáo nữa lúc này đi chọc vào tô tính thì chắc chắn là tự tìm đường chết cho nên những thứ này Bạch Linh không chỉ không nói ra mà nàng cũng nghiêm cấm tâm phúc của mình đi nói năng bậy bạ. Bên trong tổng bộ ám vệ ở Tây Bắc Đạo, Lý Phôi ngồi ngay ngắn trong nhà hắn. Cả căn nhà chỉ có một cánh cửa sổ thế nhưng cũng bị đóng chặt. Vì thế, bầu không khí trong phòng cũng vô cùng ngột ngạt. Lúc này, một tên dung thần cảnh thống lĩnh ám vệ đang rung lập tập hành lễ với Lý Phôi, nói: "Đại nhân, chuyện này là do chúng ta quản giáo bất lực để tên nghịch tặc Trần Cương chạy trốn." lại còn để hắn tiết lộ tin tức vào giang hồ, xin đại nhân trách phạt. Chuyện này thẳng thừng mà nói thì cũng có trách nhiệm của ám vệ bọn họ. Ban đầu, lúc Trần Cương mới trốn đi, bọn họ chỉ nghĩ chuyện này bình thường. Dù sao cũng không ai dám tưởng tượng hóa thần cảnh đô ý dưới quyền Tây Bắc quân thế mà lại chạy trốn, đặc biệt là ám vệ đã thẩm tra thân phận của Trần Cương. Đối phương cũng không có chỗ nào đáng nghi, nhưng càng về sau, Trần Cương đã đi nhiều ngày rồi, mãi đến khi hắn loan tin trên giang hồ thì ám vệ mới nhận ra đây cũng là sai lầm của ám vệ nói tránh thì nói là tính cảnh giác của ám vệ quá kém nói nặng thì là không làm tròn trách nhiệm tên đô thống dung thần cảnh trước mặt đây trước đây là người phụ trách giám sát tây bắc quân bây giờ xảy ra chuyện thì dĩ nhiên trách nhiệm cũng thuộc về hắn mặc dù nói người trước mắt có thực lực dung thần cảnh nhưng đứng trước lý phôi hắn vô cùng sợ hãi thân là thủ hạ trực thuộc lý phôi không có ai hiểu rõ sự kinh khủng cùng máu lạnh của Lý Phôi hơn hắn cả. Tuy nhiên, lúc hắn vừa nói xong, đang chờ Lý Phôi trừng phạt, lại thấy Lý Phôi dững dưng nói, được rồi, chuyện này không hoàn toàn là sai lầm của ngươi, sau này đề cao cảnh giác, chú ý một chút là được, lời của Lý Phôi nhất thời khiến tên thống lĩnh ám vệ kia có chút sửng sốt. Đây là vị Lý Phôi đại nhân máu lạnh vô tình đó hay sao? Chuyện này cứ thế mà cho qua như vậy, thấy tên thống lĩnh kia hãy còn đang ngẩn ra, Lý Phôi cau mày, nói, còn ngẩn ra ở đây làm gì? Tên Trần Cương kia dám phản lại tô đại nhân, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhìn hắn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật à? Lập tức tập trung lực lượng, tự mình ta dẫn, tìm cho bằng được Trần Cương kia, để cho hắn biết phản bội tô đại nhân sẽ có kết quả gì. Tên thống lĩnh Ám vệ kia vội vàng hành lễ, nói, dạ, đại nhân, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Lý Phôi mặt không cảm giác, trên mặt hắn lóe lên một vẻ quái dị loại chuyện như thế này đều là do hoàng bỉnh thành làm diễn trò cũng là hoàng bỉnh thành bây giờ chợt đổi thành lý phôi hắn lại khiến hắn có chút không quen dẫu sao thì cho tới giờ lý phôi hắn cũng đã quen dùng kiếm trong tay mình để mà nói chuyện bây giờ bỗng nhiên lại thành ra thế này lý phôi cũng có chút lo lắng không nắm chắc được có điều bây giờ xem ra coi như cũng được ít nhất chuyện cũng tiến triển theo cách sắp xếp của hắn cũng không bị lộ tẩy trong dương châu phủ ở hà nam đạo Trần Cương dùng thuật dịch dung biến khuôn mặt vốn sắc bén anh vũ của hắn thành một thương nhân béo vệ, dung mạo xấu xí nghênh ngang đi vào trong thành. Hà Nam Đạo là địa bàn của Thiếu Lâm Tự, người đời đều biết quan hệ giữa Thiếu Lâm Tự cùng Tô Tính. Vì thế, trên toàn bộ giang hồ, đoán chừng cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự mới là nơi mà lực lượng của Tô Tính ít nhúng tay vào nhất. Trong một tử lâu nhỏ tại Dương Châu Phủ, Trần Cương trong lòng có chút trung sợ ngồi ở đó hắn đã hẹn được người thiếu lâm tự cùng những tông môn khác đến đây đổi chắc tin tức với hắn. Xong, ngày nào mà chuyện còn chưa xong thì ngày đó bất an trong lòng hắn vẫn còn. Dẫu sao hắn cũng xuất thân là đô ý Tây Bắc quân, biết được sự kinh khủng của ám vệ. Hiện, ba lực lượng tình báo mạnh nhất được thiên hạ công nhận chính là lục phiến môn, thiên cơ cốc cùng ám vệ. Chỉ có điều, lục phiến môn chỉ để ý chuyện của triều đình cùng cả những chuyện uy hiệp đến triều đình. Thiên cơ cốc chỉ buôn bán tình báo, trong này, Hung tàn nhất chính là Ám vệ, một tổ chức tình báo cùng ám sát lớn mạnh, đặc biệt là tổng quản Ám vệ Lý Phôi. Người này mặc dù không có danh tiếng mấy trên giang hồ, nhưng những năm gần đây hắn chấp chưởng Ám vệ, số người mà hắn giết cả trong cả ngoài là bao nhiêu, thủ đoạn của hắn quyết đoán, tàn nhẫn. Ngay cả Trần Cư người không thuộc Ám vệ cũng từng nghe nói qua hung danh của Lý Phôi hắn. Vừa nghĩ tới chuyện bây giờ có khi Lý Phôi đang dẫn theo đám chó săn Ám vệ truy lùng hắn, Trần Cương có chút nhát gan. Lúc này, bên trong tửu lâu, mấy tên võ giả tán tu đang uống rượu tán gẫu. Cuộc trò chuyện của bọn họ không nằm ngoài chuyện của Trần Cương. Trong đó, một tên thân đeo trường đao, giữ lại hai chồng ri mép cười ha hả, nói, không biết các ngươi có nghe nói hay không, đô ý Trần Cương của Tây Bắc quân mới vừa trốn khỏi Tây Bắc. Nghe nói trong tay hắn có nắm một bí mật liên quan đến Tây Bắc Vương, huyết kiếm thần tôn, tô tính, tô đại nhân, đối diện hắn, một người cường tráng vạm vỡ cười nói dĩ nhiên có nghe nói qua chuyện này truyền thấp ở trên giang hồ chật chật tên trần cương này lá gan không nhỏ dám chọc đến người như tô đại nhân có điều trước đừng để ý chuyện này là thật hay giả nghe nói ám vệ đã xuất thủ đi tìm trần cương thắp chốn giang hồ thậm chí còn treo thưởng nữa một món thiên binh cộng thêm một viên đan dược cực phẩm độ linh đang do độc thủ dược vương tôn bất hại tự tay luyện chế chật chật giải thưởng này thật phong phú nói thật các huynh đệ ai cũng động tâm cả trần cương ngồi một bên nghe được cuộc nói chuyện của mấy võ giả tán tu này trong mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ tức giận một đám võ giả cảnh giới tiên thiên mà cũng muốn bắt hắn lĩnh thưởng đúng là không biết chừng mực có điều lúc này trần cương có tức giận đến đâu đi nữa thì cũng không dám nói một câu trước khi người thiếu lâm tự tới nếu hắn bị bại lộ thân phận thì quả đúng là tự tìm cái chết Thế nhưng vào lúc này, một luồng khí tức âm lãnh bông nhiên bao vây lấy toàn bộ tử quán nhỏ này. Lúc này, võ giả bên trong tử quán đồng loạt trung lên, theo bản năng nhìn ra hướng cửa. Ngoài cửa tử quán, hơn 10 tên mặc y phục màu đen chặn cả đường tử lâu lại. Những người mặc y phục đen này trên đầu ai nấy đều đội nón lá, lưng đeo trường đao. Nơi ống tay áo có từng sợi từng sợi huyết tuyến, tung lên từng tia sát cơ lạnh như băng trên người bọn họ. Người cầm đầu đeo bên hông một thanh trường kiếm huyết sắc sắc mặt có chút u ám, nhợt nhạt, cũng không nhìn được chút biểu cảm nào. Mọi người ở đây chỉ có thể cảm nhận được một luồng tử khí lạnh như băng từ trên người hắn. Người này hệt như là ác quỷ từ địa ngụ bò ra vậy. Bây giờ, trời bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày rực rỡ, nhưng hắn đứng ở đây lại khiến người khác có ảo giác như đang tự đặt mình vào trong quỷ vực hàng băng vậy. Võ giả bên trong tủ lâu coi như là có ngu ngốc đến đâu cũng có thể đoán được người trước mắt này chính là thủ hạ đắc lực số một của tây bắc vương tô tín đại tổng quản ám vệ lý phôi trừ hắn ra thì dù có là võ giả ma đạo trên giang hồ cũng không còn ai có tử khí kinh khủng như vậy cả lại cũng chẳng có ai có tư cách cầm bội kiếm phi huyết kiếm ngày trước của tô tín sắc mặt trần cương tái nhợt chảy mồ hôi lạnh lúc này hắn căn bản cũng không dám nhìn lý phôi mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đất hy vọng lý phôi không phát hiện hắn nhưng tiếc là có một số việc không được như mong đợi Lý Phô nhìn thẳng Trần Cương, lạnh nhạt nói, Tây Bắc đạo ta đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phải làm như vậy? Trần Cương lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng, biết mình không gạt được nữa. Hắn ngay lập tức gỡ mặt nạ da người ra, để lộ mặt mũi vốn có của mình. Những võ giả tán tu ở đây trông thấy cảnh này không khỏi có chút hối hận. Ai nào ngờ bên cạnh bọn họ lại có kẻ bị ám vệ treo thưởng thế đâu. Sớm biết như vậy bọn họ đi tố giác, chỉ rõ đầu mối thì đang dược cực phẩm cùng thiên binh sẽ là của bọn họ rồi trần cương bất đắc dĩ cười nói thắng làm vua thua làm giặc cái này ta không có lời nào để nói lần này là ta bị vu oan thủ đoạn của ám vệ là thế nào dĩ nhiên ta biết chỉ cầu lý đại nhân ngươi có thể cho ta đi thoải mái một tên thống lĩnh dung thần cảnh ở bên người lý phôi cười lạnh nói cho ngươi đi được thoải mái thứ ăn cây táo rào cây sung như ngươi còn tư cách nói điều kiện à tên thống lĩnh dung thần cảnh này trước đó là người phụ trách chuyện này mặc dù lý phôi đã hứa hẹn không truy cứu trách nhiệm của hắn nhưng chuyện trần cương đào tẩu cũng khiến hắn mất hết cả mặt mũi với đồng liêu sắc mặt của trần cương có chút trắng bệch dĩ nhiên hắn không muốn chết nhưng hắn sợ sống không bằng chết những thủ đoạn của ám vệ trước đó hắn đều nghe như nghe chuyện vui nào có ngờ lại có ngày đến lượt hắn trần cương không cách nào chấp nhận sự thật vì thế trần cương trắng răng đánh thẳng một chưởng lên đầu, muốn dùng cách tự sát để tránh sự trừng phạt của ám vệ. tên vệ thống lĩnh dung thần cảnh cười lạnh một tiếng, rơi vào trong tay bọn ta, mạng của ngươi không còn là của ngươi nữa rồi. Trường Đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, ánh đao nóng bỏng phá thiên không xuất ra, hệt như là thiên hỏa giáng thế, vô cùng hoa lệ. chỉ có điều, đao này cũng không chém cơ thể của Trần Cương mà là tay phải của hắn. nhưng vào lúc này, một tiếng vật hiệu truyền đến, vách tường tử lâu bị đánh bể một bóng người tản Phật quan đưa tay chọc một cái, hệt như bắt rồng. Đao mang trực tiếp bị hắn nắm trong tay, cường ngạnh bóp vỡ, một tên hòa thượng thân hình cao lớn cường tráng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mang thực lực dung thần cảnh, hai tay hắn chấp lại, giọng uy nghiêm, nói, chư vị ở đất Hà Nam đạo chúng ta mà động thủ hại người, có hỏi qua thiếu lâm tự ta hay chưa, vệ thống lĩnh sắc mặt khó coi, là hắn đường vũ tăng tổng giáo đầu thiếu lâm tự, thất tuyệt hòa thượng, giác côn. Hà Nam Đạo vốn là địa bàn của Thiếu Lâm Tự. Bọn họ còn đang tính tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng mang Trần Cương đi. Nhưng nào ngờ người của Thiếu Lâm Tự lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, thấy người của Thiếu Lâm Tự đến, Trần Cương cũng thở vào nhẹ nhõm. Thậm chí, thiếu chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất, mặc dù khi nãy hắn đã nhen nhóm ý chết, nhưng có thể được sống, ai lại nguyện ý chết đâu, Lý Phôi bước ra một bước, tự ý quanh thân hắn càng đậm thêm một chút tỏ ra vô cùng kinh khủng ngươi muốn cản ta tự ý rét lạnh kia xông thẳng đến tâm thần khiến giác côn không nhịn được mà run lên trong lòng song hắn vẫn ngang ngược trầm giọng nói một vũ tăng giáo đầu như ta dĩ nhiên không thể so thực lực với đại tổng quản ám vệ lý đại nhân giác côn ta ở thiếu lâm tự cũng chẳng qua là hạng vô danh ta không ngăn được tự có những người khác ngăn giác côn vừa dứt lời liền thấy một đám tăng nhân thiếu lâm tự đi từ hướng vách tưởng đổ nát đến một trong số đó không ngờ lại là thủ tọa la hán đường của thiếu lâm tư hàng ma la hán huyền minh nhìn lý phôi huyền minh lạnh nhạt nói giác côn không ngăn được ngươi thế ta có thể ngăn được ngươi hay không trong số các võ giả dương thần cảnh trên giang hồ lý phôi không thể nghi ngờ là hàng tiểu bối thậm chí nếu nói theo bối phận thì huyền minh còn lớn hơn cả tô tính nhưng bây giờ trên giang hồ cái gọi là bối phận chỉ có thể xem như là tham khảo mà thôi cái mọi người nhìn vẫn là thực lực dĩ nhiên nếu đơn thuần bàn về thực lực người trên giang hồ chắc chắn cũng sẽ cho rằng huyền minh mạnh hơn lý phôi dẫu sao huyền minh cũng có uy tín võ giả dương thần cảnh đảm nhiệm chức thủ tọa la hán đường cũng như tạm thay mặt cho chủ trì thiếu lâm tự thời gian dài như vậy uy thế của huyền minh ở trên giang hồ còn mạnh hơn lý phôi nhiều thậm chí có thể nói trong số các võ giả dương thần cảnh ở thiếu lâm tự huyền minh cũng là một trong số những người có hô vọng tấn thăng chân vũ nhất trong tương lai có hắn ở đây lý phôi muốn đưa trần cương đi thì cũng không phải là chuyện dễ lúc này bên trong tửu lâu những người khác cũng trốn vào trong một góc thậm chí còn không dám thở mạnh một tiếng đây chính là ván cờ giữa hai đại thế lực là thiếu lâm tự và thủ hạ tây bắc vương bọn họ dính vào trong đó thì đoán chừng đến chết cũng không biết là chết thế nào lý phôi nhìn huyền minh lạnh nhạt nói Trần Cương chính là phản nghịch của Tây Bắc quân ta. Thiếu lâm tự các ngươi xen vào việc của người khác, leo lên đầu Tây Bắc đạo ta, ngươi thật cho rằng Tây Bắc đạo dễ bị bắt nạt hay sao, nhìn Lý Phôi, trong lòng huyền minh cũng có chút mùi vị chua chát, hắn chính là người lâu năm trong giang hồ. Ngày xưa, lúc Tô Tính còn chưa cuộc khởi, hắn từng tranh phong với Tô Tính, kết quả lại chịu không ít thua thiệt trong tay thủ hạ Tô Tính, kết quả bây giờ thì hay rồi, Tô Tính đã đạt thành tựu lục địa thần tiên chân vũ cảnh. Hơn nữa, thủ hạ của Tô Tính, tên Lý Phôi vô, vô danh tiểu tốt cũng đã thành dương thần, bắt đầu chấp trưởng ám vệ rồi, coi như là huyền minh tâm tính có tốt hơn nữa thì lúc này cũng không tránh được có chút tư vị khó chịu. Ngày xưa, lúc đối mặt với Tô Tính, huyền minh đã từng thỏa hiệp. Bây giờ, đối mặt với một tên thủ hạ của Tô Tính, huyền minh hắn sẽ không nhượng bộ nữa. Hơn nữa, nơi này chính là Hà Nam Đạo, là địa bàn của thiếu lâm tự bọn họ, huyền minh trầm giọng nói, đó là chuyện của Tây Bắc đạo các ngươi. Ta chỉ biết rằng bất cứ kẻ nào muốn động thủ ở Hà Nam đạo thì trước hết phải qua được ải thiếu lâm tự chúng ta, hơn nữa, bí mật trong miệng của Trần Cương có liên quan đến tổ tiên thiếu lâm tự chúng ta, thế mà bây giờ Tây Bắc đạo các ngươi lại hết sức giấu giếm chuyện này, trước cuộc các ngươi phát hiện thứ gì mà không thèm nể nang ai đến vậy. Lý Phôi cầm phi huyết kiếm trong tay, lạnh nhạt nói, nói nhiều vô dụng thiếu lâm tự muốn ngăn ta thì trước phải hỏi qua kiếm trong tay ta. Ngày xưa đại nhân nhà ta lên thiếu thất sơn dùng 72 tuyệt kỹ đánh bại cao thủ thiếu lâm. Thiếu lâm tự hôm nay có thể ngăn được kiếm trong tay hay không đây? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt đám người huyền minh trong nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chuyện này là sự sỉ nhục của thiếu lâm tự bọn họ, thậm chí có thể nói là nỗi sỉ nhục mà thiếu lâm tự bọn họ ghi nhớ cả đời, thực lực của tô tính kinh diễm. Điểm này bọn họ thừa nhận trên thực tế nếu tô tính là phế vật thì hắn cũng không có khả năng đi đến bước đường bây giờ vì thế bại bởi tô tính thật ra thì không hề mất mặt nhưng vấn đề là khi đó tô tính lại công khai ở thiếu thất sơn dùng 72 tuyệt kỷ thiếu lâm tự đánh bại bọn họ điều này nói rõ cái gì nói rõ võ công thiếu lâm tự của bọn họ thậm chí còn không mạnh bằng khi nó ở trong tay người ngoài đệ tử của thiếu lâm tự bọn họ quá mức phế vật cũng bởi vì chuyện này mà Thiếu Lâm Tự cũng bị không ít người giễu cợt. Kết quả bây giờ lại bị Lý Phôi chọc ra, không khác gì cắm một dao vào ngực Thiếu Lâm Tự, sắc mặt Huyền Minh âm trầm, nói: "Ngươi cho là ai cũng là Tô Tính sao?" "Lý Phôi, làm người đừng quá cuồng vọng, hôm nay nếu Tô Tính đứng ở đây, hắn có thể nói lời này. Còn ngươi thì không được, nếu Trần Cương đã ở Hà Nam Đạo thì đừng hòng có ai mang được hắn đi." Huyền Minh vừa dứt lời, toàn bộ bên trong quán rượu liền bị một đạo kiếm quan xen lẫn huyết sắc tử khí lấp đầy từ trước đến giờ lý phôi cũng rất kết nói nhảm có thể động thủ thì sẽ tận lực không gây ồn ào hiển nhiên chuyện bây giờ cũng đã đến lúc động thủ rồi đối mặt với một kiếm này của lý phôi trên mặt huyền minh lộ vẻ nghiêm trọng hiểu biết của huyền minh về lý phôi thật ra cũng không nhiều người này giống như cái bóng của tô tín hắn trước giờ vẫn ở trong bóng tối so với vẻ rạng rỡ của tô tính thì lý phôi khiêm tốn hơn nhiều song hắn có khiêm tốn hơn nữa thì cũng không cách nào che giấu được những chiến tích kinh khủng của ám vệ những chiến tích đều được thi hành dưới sự chỉ đạo của lý phôi hơn nữa với tính cách và thực lực của tô tính nếu lý phôi này là phế vật thì tô tính dù có niệm tình cũng sẽ không cho hắn ngồi vào vị trí đại tổng quản ám vệ bây giờ huyền minh thấy lý phôi xuất thủ hắn mới coi như thật sự biết cái gì gọi là dưới danh tướng tốt không có hư sĩ thực lực của tên lý phôi này còn kinh khủng hơn cả trong truyền thuyết có thể nói nếu có tên võ giả hóa thần cảnh nào đó bất cẩn hút vào tay chút tử khí thôi thì sinh cơ toàn thân hắn có khi sẽ bị tước mất trong nháy mắt sẽ chết ngay trời mới biết tên lý phôi này rốt cuộc làm sao có thể ngưng tụ được tử vong lực kinh khủng đến vậy chẳng lẽ hắn không sợ bị lực tử vong này cắn trả hay sao dĩ nhiên lúc này không phải là lúc để huyền minh cân nhắc những chuyện này đối mặt với một kiếm này mười ngón tay huyền minh liên tục bắn, vô tướng kiếp chỉ, đại lực kim cương trưởng, đa la diệp chỉ, nhiều loại chỉ pháp cứ thế bắn ra. Bóng chỉ tay rợp trời đổ xuống một kiếm kia của Lý Phô như mưa như thác, những võ giả khác ở tại chỗ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không lo được cái khác, ai nấy đều nhanh chóng đánh nát bức tường bên cạnh, thoát đi, cuộc chiến giữa hai tên cường giả dương thần cảnh bọn họ không chịu được. Dù chỉ có một chút khí tức lọc ra cũng đủ để khiến bọn họ trọng thương nhưng lúc này, sắc mặt huyền minh trong kia có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác mình đã đánh giá cao Lý Phôi, nhưng thực chất là còn đánh giá thấp mới đúng, một kiếm của Lý Phôi vô cùng bá đạo. Thậm chí có thể nói là có chút vô lý. Một kiếm này ngay lập tức phá hủy chỉ kình rập trời của huyền minh mà đâm thẳng đến hướng hắn, không chỉ phong tỏa thân xác của huyền minh mà còn trực tiếp nhắm thẳng vào nguyên thần của hắn, huyền minh vất một tay lên, triển khai đại cầm long thủ. Phật quan lóng lánh quanh thân hắn, chân khí cuồn cuộn hóa thành long trảo ống ánh Phật quan nắm chặt kiếm kia trong tay. Xong, sức mạnh trên kiếm kia lại đang không ngừng ăn mòn sức mạnh của đại cầm long thủ. Tự như chỉ một khắc sau thì đại cầm long thủ sẽ vỡ vụn vậy. Om. Ma. Ni. Tát. Me. Hung, huyền minh nhắm mắt lại, miệng niệm chân ngôn. Mỗi một chữ chân ngôn phát ra thì Phật quan màu vàng nổ tung hư không rung động. Đến khi toàn bộ sáu chữ chân ngôn được đọc ra hết, lúc này mới đánh tan được một kiếm của Lý Phôi. Nhưng bởi chấn động của sáu chữ chân ngôn quá lớn nên khiến tử quán nhỏ bọn họ đang đứng cũng bị đổ nát, trong nháy mắt bụi mù tràn ngập. Đến sau khi bụi mù tản đi, mọi người chợt phát hiện, thân hình Lý Phôi đã biến mất đi từ lúc nào. Huyền Minh nhướng mày một cái. Xong, lúc này, hắn cảm giác được một luồng sát cơ rùng mình đánh đến thân hình lý phôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng hắn trường kiếm cũng sắp đâm vào lưng hắn đến nơi tốc độ rất nhanh huyền minh sợ hãi cả kinh tốc độ của tên lý phôi này thật kinh diễn nếu như không phải trong chớp mắt đó lý phôi bạo phát sát cơ động trời huyền minh thậm chí cũng chẳng có cách nào phát hiện ra lý phôi được trong nháy mắt vật quang màu vàng quanh thân huyền minh đại thịnh hệt như đang độ cho hắn một tầng khôi giáp màu vàng phật quan màu vàng này chặn lại một kiếm tràn đầy sát cơ kia lý phôi nhíu mày huyền minh thân là thủ tọa la hán đường của thiếu lâm tự hắn cũng tu luyện thần công kim cương bất hoại mặc dù huyền minh không tu luyện kim cương bất hoại đến đấu chiến kim thân như tô đại nhân nhưng cũng đã đại thành ít nhất lý phôi không chắc chắn hắn sẽ hoàn toàn chém nát nó được huyền minh xoay người lại đánh ra một quyền rõ ràng chẳng qua là một chiêu thiếu lâm la hán quyền đơn giản nhưng lại hàm chứa chân ý võ đạo hàng ma mạnh mẽ, nhìn thì như bình thường, song lại chứa uy năng cực kỳ cường đại. Phi huyết kiếm trong tay Lý Phôi rung động, trực tiếp đỡ một quyền này, rút người ra lui về phía sau, một kích không trúng liền chạy trốn ra xa. Đây là phương thức chiến đấu Lý Phôi thường dùng nhất, thiếu lâm tự cùng ám vệ ai nấy mặt mày đầy vẻ âm trầm ám vệ mặt mày âm trầm là bởi đại tổng quản lý phôi của bọn họ đã xuất thủ rồi mà đám lừa trọc thiếu lâm tự này vẫn đúng là không phải mang hư danh giao thủ hai chiêu mà lý đại nhân vẫn chưa chiếm được chút lợi thế nào đồng thời người bên phía thiếu lâm tự sắc mặt u ám cũng là bởi vì chuyện này lúc trước bọn họ thua thiệt trước mặt tô tính thì thôi đi thế mà bây giờ đối mặt với tên chỉ mới nổi như lý phôi huyền minh cũng không bắt được đối phương thậm chí còn bị đối phương ép dùng toàn lực đây cũng không phải điểm gì đáng tự hào, bây giờ hai phe giằng co ở đây, nhưng vào lúc này, một tiếng cười lớn vọng tới, huyền minh đại sư, thiếu lâm tự các người thật đúng là rất từ bi, không dám nặng tay với tiểu bối à, mọi người ở đây ai nấy đều nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Lúc này, dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra, giọng người vừa rồi rõ ràng chính là đang châm chọc, phía đầu đường kia, một lão giả cầm kiếm dẫn theo hơn 10 tên võ giả tay cũng cầm kiếm khác tiến đến người này chính là hà vô sơn trang chủ danh kiếm sơn trang quan hệ giữa danh kiếm sơn trang cùng thiếu lâm tự thật ra thì cũng coi như tùy thời nhưng hà vô sơn từng có chút mâu thuẫn với huyền minh vì thế nên bây giờ hắn cũng không ngại chăm chọc huyền minh mấy câu ẩn ý huyền minh cau mày nhìn hà vô sơn một cái hắn cũng không nói gì nhiều chỉ lạnh nhạt hà vô sơn nếu ngươi đến xem chuyện vui thì mau cút khỏi hà nam đạo của ta bần tăng không muốn nói nhảm với ngươi hà vô sơn cười cười nói không cần tức giận đến thế ta đến là vì cái gì ngươi hẳn rõ ràng vừa nói hà vô sơn liền ngay lập tức chuyển mắt đến trên người trần cương mặc dù bây giờ bọn họ không biết trần cương có bí mật gì để nói nhưng nhìn tây bắc đạo hành sự lớn như vậy bí mật trên người tên trần cương kia chắc không ít mà ngay sau đó người của tạo hóa đạo môn người của thượng quan thị một trong lục đại thế gia thậm chí cả người của huyển ma đạo cũng đến những người này đều là trần cương tìm đến hắn cũng không ngờ chuyện này lại có thể gây phong ba lớn như vậy. Xong, thấy nhiều võ giả dương thần cảnh đến đây như vậy, Trần Cương cũng cảm thấy vững hơn một chút. Một mình huyền minh, Lý Phôi cũng không bắt được hắn, bây giờ có nhiều người ở đây như vậy thì hắn cuối cùng cũng được an toàn rồi. Các võ giả dương thần cảnh của các đại thế lực đều ở đây. Trần Cương bị vây vào giữa, dù biết mình thoát nguy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà khẩn trương trong lòng như cũ. Huyền Minh nhìn Trần Cương, nói, bây giờ ngươi phải nói rồi. Trong tay ngươi rốt cuộc nắm giữ bí mật gì liên quan đến tô tính, những người khác tất cả đều nhìn Trần Cương, ánh mắt hung tợn. Nếu hôm nay Trần Cương mà không nói rõ ràng mọi chuyện, hoặc là bí mật trong miệng hắn không đáng giá cho mọi người rồng rắn kéo đến đây, thế thì kết quả của hắn có khi sẽ rất thảm. Có khi cũng không thua kém gì so với việc bị rơi vào tay ám vệ. Đừng quên rằng ở đây hãy còn một ma đạo tông môn là huyễn ma đạo nữa trần cương nuốt nước miếng nói chư vị tiền bối ta chắc chắn sẽ nói bí mật ra có điều tại hạ vì bí mật này mà trốn khỏi tây bắc đánh đổi không nhỏ vì lẽ đó tư tâm của trần cương không gạt được mọi người ở đây thứ hắn nghĩ đến rất đơn giản xin thù lao mà thôi vốn hắn muốn bán tin tức này cho một nhà trong số họ tuy nhiên bây giờ xem ra thì hình như là không thể nào rồi hà vô sơn của danh kiếm sơn trang hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm, nói chuyện ra đi. thứ nên cho ngươi thì cũng sẽ không thiếu của ngươi. chư vị ở đây cũng đều là người chấp chưởng các thế lực lớn, ngươi cho là chúng ta sẽ gặp ngươi hay sao? ngược lại, nếu ngươi chỉ có thể nói ra mấy câu nhảm nhí thì hậu quả ngươi cũng biết rồi đấy. trần cương liền vội vàng gật đầu, nói, ta dĩ nhiên tin tưởng chư vị tiền bối, ta sẽ nói ngay. thật ra thì lần này, tôi tính có hành động lớn đến thế ở tương tây là bởi lúc diệt cản thi phái tôi tính vô tình phát hiện chiến trường năm xưa vô sinh lão mẫu cùng đông đảo cường giả giang hồ dùng mạng đổi mạng chỉ có điều chiến trường đó hình như là một tiểu thế giới thuộc thời thượng cổ là nơi dùng làm hành cung cho nhân hoàng vì thế nên bên trong tiểu thế giới đó trận pháp trải rộng mà truyền thừa của các vị cường giả giang hồ ngày xưa đều ở trong trận pháp đó nhiều năm như vậy trận pháp này đã có chút suy yếu chỉ có thể cho phép võ giả dưới dương thần cảnh tiến vào trong cho nên khoảng thời gian này tôi tính mới phái chúng ta đến tương tây tính cướp lấy những thứ truyền thừa kia lời này vừa nói ra nhất thời ai nấy xôn xao trận chiến của vô sinh lão mẫu năm đó bọn họ ghi nhớ sâu sắc thậm chí trong điển tịch tông môn bọn họ còn ghi lại cặn kẽ xưa nay trên giang hồ có không ít kẻ điên nhưng điên đến mức độ như vô sinh lão màu thì căn bản đã không còn thuốc nào chữa nổi nhất định phải diệt vì lẽ đó trận chiến năm đó có không ít người xuất thủ mặc dù bọn họ thành công chém chết vô sinh lão mẫu thế nhưng một đám cường giả cũng đã dùng mạng đổi mạng với vô sinh lão mẫu cái này không thể không nói là tổn thất lớn với các tông môn vì lẽ đó bây giờ nghe được có thể tìm lại truyền thừa của tổ tiên ngày xưa mọi người ở đây ai nấy đều kích động trong lòng đồng thời cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác với tô tính giả tâm của tô tính đã quá rõ ràng ở đây bất kể là người có quan hệ tốt hay không tốt với tô tính bọn họ cũng không cách nào nhịn được cảnh công pháp truyền thừa của nhà mình bị lọt vào tay tô tính bây giờ nơi kia đã bị tô tính phát hiện may thay trần cương trốn ra được khỏi tây bắc đạo bằng không đến giờ bọn họ cũng chẳng hay biết gì trần cương nhìn mọi người trước mắt nhỏ giọng nói chư vị tiền bối giá trị tin tức tại hạ mang đến có coi là hữu dụng không vậy thù lao này chư vị có phải nên đám người huyền minh còn chưa nói gì trong mắt lý phôi bỗng nhiên tỏa ra một luồng sát cơ cùng tự ý kinh người muốn có được lợi ích bằng vào việc phản bội tô đại nhân hôm nay nếu ta không giết ngươi thì quy củ ở đâu dứt lời lý phôi liền ngay lập tức chém ra một kiếm tử khí động trời kia nhất thời bao phủ toàn bộ con đường dài bên trong dương châu phủ đều tràn đầy tiếng ác quỷ kêu trên hiển nhiên một kiếm của lý phôi thậm chí đã đạt đến mức ảnh hưởng đến thiên địa dị tượng xung quanh bất thình lình một kiếm mạnh mẽ này nhất thời khiến mọi người ở đây giật mình thật ra thì uy lực một kiếm này mặc dù mạnh nhưng nhân vật cấp bậc như huyền minh cùng hà vô sơn vẫn có thể ngăn lại được nhưng ngăn một kiếm này bọn họ sẽ phải trả giá đến thế nào vì một tên trần cương mà bỏ ra đến thế có đáng không hành vi của tên trần cương này bọn họ thấy rất rõ hắn cũng chỉ là thứ thấy lợi ích mà phản bội chủ mà thôi dù tin tức của hắn rất có lợi cho mọi người ở đây nhưng với đông đảo cường giả ở chỗ này ai nấy đều rất khinh thường hắn ngươi muốn có đồ cũng được nhưng vấn đề là ngươi phải còn sống mới được chẳng có ai nguyện ý đỡ cho hắn một kiếm này của lý phôi vì thế trong ánh mắt kinh hãi của trần cương kiếm mang trực tiếp nhập vào cơ thể hắn chớp mắt thân thể của trần cương tuy không vỡ vụn nhưng lại biến thành một cái thây khô quỷ dị phịch một tiếng ngã xuống đất nhất thời hóa thành một đống tro cốt mọi người ở đây nhìn lý phôi ánh mắt nhất thời có chút biến hóa đặc biệt là trương bá đoan của tạo hóa đạo môn hắn là võ giả xuất thân tạo hóa đạo môn là người nhạy cảm nhất với tử khí kinh khủng trên người lý phôi loại công pháp này hữu thương thiên hòa có thể nói là hại người hại mình trời mới biết lý phôi này luyện thành nó như thế nào cho tới nay mọi người cho là tây bắc đạo chỉ dựa vào một mình tô tính chống đỡ cho đến giờ hắn mới phát hiện tây bắc đạo này có khi không đơn giản như thế Mặc dù tô tính chỉ mới cuộc khởi trong một thời gian ngắn, nhưng thủ hạ dưới tay hắn thật sự có mấy người tài giỏi, Lý Phôi thu hồi phi huyết kiếm trong tay. Thật ra thì, với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn cũng gần như đã hoàn thành. Bây giờ, Trần Cương đã nói hết mọi chuyện ngay trước mặt mọi người, mà hắn cũng đã giết Trần Cương, coi như là dạy dỗ đám người có tâm tư khác ở Tây Bắc Đạo một chút. Bây giờ chỉ cần Lý Phôi không để lộ ra sơ hở là được rồi, vì thế, ký phôi mặt mày âm trầm dẫn võ giả ám vệ rời đi mọi người ở đây ngược lại cũng không nhìn ra được điểm gì không đúng dù sao cho tới giờ lý phôi cũng đều mang kiểu biểu tình này gần như có rất ít người thấy hắn nở nụ cười coi như là đối diện với cấp trên như tô tính thì cũng thế dù lý phôi hắn có vui sướng trong lòng thì hắn cũng sẽ không cười đến sau khi lý phôi dẫn người rời đi mọi người hai mắt nhìn nhau hà vô sơn trầm giọng nói trước kia vẫn luôn là tô tính cướp cơ duyên người khác lần này đến lượt chúng ta cướp cơ duyên của tô tính các ngươi cho là tô tính sẽ từ bỏ ý đồ hay sao trương bá đoan lạnh nhạt nói coi như không cam lòng thì sao mặc dù thực lực tô tính mạnh nhưng hắn cũng chỉ có một người sự tình lần này có liên quan đến truyền thừa ngày trước của tổ tiên chúng ta tô tính hắn muốn độc chiếm há lại dễ dàng như vậy mấy người tại chỗ đều gật đầu một cái nếu là thứ tầm thường tôi tính độc chiếm thì độc chiếm nhưng trong này có thứ liên quan đến truyền thừa ngày trước của tông môn bọn họ vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy mấy phe thế lực ở đó liền ngay lập tức xoay người rời đi muốn để tôi tính thỏa hiệp thì nhất định phải dựa vào mấy vị cường giả chân vũ cảnh sau lưng bọn họ mới được trong núi tương tây lúc này lý phôi đã dẫn toàn bộ tinh nhuệ ở tây bắc đạo đến đây diễn trò thì phải diễn đến nơi đến chốn nếu không những người khác đều vào trong trận pháp, riêng thủ hạ của Tô Tính lại không vào trong, cái này có chút lạ, dĩ nhiên, Tô Tính đã căng dặn. Một khi thấy có chỗ không đúng thì lập tức rút lui để tránh thương vong không cần thiết, dĩ nhiên, thủ hạ của Tô Tính nếu có người bị lòng tham làm mờ mắt, còn muốn tranh đoạt cơ duyên gì thì thứ người như thế cũng giống như Trần Cương, đều là bom hẹn giờ. Nói không chừng đến lúc nào đó sẽ phản bội, chết ở đây cũng không oán được ai. Ngay lúc cô tính bên này đã chuẩn bị dẫn người vào trong tiểu thế giới kia, đệ tử của thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn đều nhanh chóng tiến vào trong núi, chạy thẳng đến hướng cô tính. Người của bộ tộc vu miêu tại thập vạn Đại Sơn ở tương Tây cũng đã bị dọa sợ. Căn bản bọn họ cũng không dám ló mặt ra ngoài. Tất cả đều ẩn náu sâu trong núi thẳm, đất tương Tây cho tới giờ cũng chưa từng có nhiều cường giả như thế. Có thể nói trong này bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể xóa sạch cả tộc vu miêu bọn họ khỏi giang hồ, cường giả những tông môn khác đến đây, đám người huyền khổ, Lý Bá Dương thực ra cũng đến. Nhưng bọn họ không lộ diện mà chỉ đứng từ xa quan sát. Hơn nữa, còn phóng thích khí tức của mình ra, bọn họ không đối mặt với tô tính thật ra chỉ là vì biểu đạt một ý, đó chính là bọn họ không muốn động thủ với tô tính. Còn tô tính cũng không nên làm quá mức, hiện tại, bọn họ cũng đã biết chỗ này nếu sức mạnh từ dương thần cảnh trở lên không thể xuất thủ thì nơi này định trước cũng chỉ có thể cho một đám võ giả dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh đi tranh giành mà thôi mọi người ai cũng có thể ra tay dựa vào bản lĩnh của mình mà cướp đồ tôi tính hắn nếu đứng một bên nhìn thì còn được cũng sẽ không có ai ra tay nhưng nếu tôi tính dám bước ra ỷ lớn hiếp nhỏ thì đây cũng đừng trách người khác cũng sẽ đồng loạt ra tay đây cũng là một loại ăn ý giữa bọn họ có thể không trở mặt thì tuyệt đối tránh trở mặt tô tính cười lạnh trong lòng một tiếng. Đám cường giả chân vũ cảnh này không lộ diện thì cũng tốt, dễ cho tô tính ra tay hơn. Mặc dù bố trí của tô tính ở bên trong tiểu thế giới đó có thể nói là không có sơ hở gì. Nhưng có mấy trận pháp dù gì cũng là người của tả đạo minh bố trí sau này. Nếu đám lý bá dương không tin thông trận pháp, thì dù bọn họ có là chân vũ cảnh cũng không nhìn ra được trong đó có gì kỳ lạ. Chỉ sợ ngay trong số họ có người tin thông trận pháp, nhìn thấu sơ hở bên trong, thế thì phiền toái rồi ngoài mặt tô tính không có hành động gì hắn chỉ vung tay lên ngay lập tức dẫn người tiến vào trong tiểu thế giới kia mà người những môn phái khác trông thấy người bên phía tô tính có hành động bọn họ cũng lập tức đi theo tô tính tiến vào trong tiểu thế giới kia lúc này bên trong tiểu thế giới tô tính cũng không biết bố trí của trường không huyền dù sao trận pháp nhất định là ở trong đại điện đó còn trận pháp mà tô tính để cho trận pháp sư của tả đạo minh bày lại nằm ở ngoài đại điện đến khi thủ hạ của tô tính đẩy cửa vào đại điện trước thì đập vào mi mắt chính là bảy khối kết tinh đang tản ra sức mạnh bất đồng được trận pháp gia trì mà lơ lửng trong không trung người của các đại phái nhóm huyền minh đều có võ giả dương thần cảnh vào theo hầu như trong nháy mắt bọn họ đều cảm nhận được sức mạnh ẩn chưa trong kết tinh này chắc chắn có cùng nguồn gốc sức mạnh với bọn họ tất nhiên chính là do tổ tiên của bọn họ ngày đó đã lưu lại người các môn phái lớn ở đó đều là người không thấy lợi không ra tay trước khi chắc tuyệt đối là thấy chỗ có lợi bọn họ sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh trong tay chỉ có điều bây giờ thấy được kết tinh truyền thừa kia bọn họ không nói đến lời thứ hai mà ngay lập tức sử dụng hết tất cả sức mạnh có trong tay họ ra bắt đầu tranh đoạt kết tinh kia thủ hạ của tô tín cũng thế trừ mấy người tâm phúc của tô tín những người còn lại cũng không biết cái mà bọn họ tranh đoạt thật ra chẳng có mấy tác dụng với tô tính. Bọn họ chỉ biết tô đại nhân từng có cam kết, chỉ cần bọn họ có thể cướp được một viên kết tinh thì sẽ có trọng thưởng. Chỉ có điều, khi những người này bước vào trong trận pháp, chớp mắt, bên trong trận pháp, phong vũ lôi điện tàn phá. Khí tức vô tận cùng bạo cuốn, trận pháp này lại còn là một sát trận. Trận pháp tô tính để cho đám người tả đạo minh bố trí dĩ nhiên là phải dụng tâm một chút. Bây giờ, trận pháp mà tả đạo minh bố trí chính là tụ linh đại trận mà vài di tích thượng cổ thích dùng nhất uy lực mạnh mẽ đặt ở đây cũng không có chỗ nào bất ngờ dĩ nhiên cái gọi là tụ linh đại trận không phải là để cấp nguyên khí thiên địa cho võ giả nguyên lý của nó chính là ngưng tụ thiên địa lực xung quanh đổi dùng cho trận pháp của mình thời gian ngưng tụ càng lâu thì uy năng càng lớn những võ giả hóa thần cảnh và dung thần cảnh ở đây đều là tinh nhuệ mà các đại phái chọn ra bàn về sức chiến đấu cùng kinh nghiệm thì dĩ nhiên sẽ không quá kém vì thế những trận pháp này mặc dù có thể gây sát thương nhất định song cũng không làm gì được bọn họ với những người này mà nói đối thủ thực sự thật ra vẫn chính là bọn họ hiện tại bảy viên kết tinh ở phía trước bọn họ không chỉ là muốn tranh đoạt kết tinh truyền thừa môn phái của mình mà dĩ nhiên cũng muốn tranh đoạt kết tinh của người khác nữa ngay lúc bọn họ bắt đầu tranh đoạt võ giả dương thần cảnh các thế lực lớn cũng đang quan sát xung quanh, thông qua kiểu kiến trúc cùng những manh mối khác, bọn họ rất nhanh liền suy ra được nơi này rốt cuộc là nơi nào. Thậm chí còn nhanh hơn cả tô tính trước đây, dẫu sao, những người ở đây đều giống như thiếu lâm tự là đại phái truyền thừa hơn 10.000 năm. Điển tịch tông môn của bọn họ có rất nhiều miêu tả, khắc họa về nhân hoàng, so với trong chính sử thì hoàn toàn bất đồng. Vị nhân hoàng công lớn bằng thiên thu kia mặc dù thực lực không thể chê, chiến công cũng không thể chê nhưng đối phương cho tới giờ cũng không coi là minh quân gì bỏ ra một cái giá lớn để thiết lập một cung điện trên không xa hoa như vậy trong tiểu thế giới này để làm hành cung hưởng lạc chuyện như này cũng chỉ có vị nhân hoàng bệ hạ đó mới làm được nếu biết nơi này là hành cung mọi người cũng không đi kiểm tra thực hư kỹ càng một hành cung hưởng lạc mà thôi thứ có giá trị ở đây nhất có lẽ chính là những cung điện trên không này rồi Vật liệu dùng cho nó cũng hết sức quý giá. Còn những trận pháp kia, tất cả đều là do mặt môn thượng cổ dựng, chỉ có điều, thứ này các đại tông môn lấy về cũng chỉ có thể để giữ thể diện thôi. Huống chi bây giờ bọn họ cũng không lấy đi được, xong, vào lúc này, đám võ giả vẫn luôn chém giết trong trận pháp kia lại có chút biến hóa, trước đó, đám người này hãy còn đang tranh đoạt. Thế mà bây giờ, hỏa khí giữa bọn họ cũng mỗi lúc một lớn không giống như đang tranh đoạt nữa mà đang xem việc chém giết đối phương là ưu tiên hàng đầu mọi người ở đây đều cảm giác được có chút không đúng nếu như nói chuyện này phát sinh trên người võ giả hậu thiên hoặc tiên thiên thì rất bình thường dẫu sao võ giả cấp bậc này cũng không cách nào khống chế nội tâm của mình thường xuyên dễ dàng đánh thật nhưng bây giờ những người này đều là trụ cột vững vàng của các đại tông môn đã từng xông xáo trên giang hồ có một chút danh tiếng kết quả bọn họ lại hai mắt đỏ ngầu đánh đánh giết giết ở nơi này. Cái này có chút không đúng rồi, tô tính có hơi nhíu mày, trận pháp của trường không huyền đã phát động rồi hay sao? Sức mạnh nghịch chuyển âm dương đã khiến cho nguyên khí thiên địa bên trong trận pháp bắt đầu nảy sinh biến hóa. Tất cả đều bắt đầu nghịch chuyển chảy ngược, bao gồm cả chân khí bên trong cơ thể, thậm chí là thần trí của bọn họ, tuy nhiên, biến hóa này quá nhanh. Thậm chí nhanh tới mức vượt quá sự tưởng tượng của tô tính, trong nháy mắt, Toàn bộ cung điện nảy sinh biến hóa. Võ giả trong trận pháp nhất thời miệng tung máu tươi, kinh hải phát hiện sức mạnh của họ đã không chịu sự khống chế của họ nữa. Một số võ giả ở khu vực trung tâm thậm chí cơ thể bị nổ tung mà chết. Lúc này, có ngu ngốc cũng có thể nhìn ra trong này nhất định là có chỗ không đúng. Tất cả mọi người đều bị nó ảnh hưởng. Thủ hạ của tô tính đã được cảnh cáo trước, cho nên bọn họ ở cách trung tâm cũng khá xa lực nghịch chuyển âm dương này ảnh hưởng đến bọn họ cũng tương đối ít, chẳng qua chỉ có mấy người bị thương, không có ai tử trận, tô tính nhíu mày một cái, nói, lui ra ngoài hết, đám người huyền minh lúc mới đầu còn tưởng là tô tính dở trò quỷ. Xong, nhìn nét mặt tô tính bây giờ, cộng với hình dáng của trận pháp trong đó, lại cảm thấy hình như có chút không đúng. Nếu như đây thật sự là tô tính đang dở trò quỷ thì bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận tô tính này căn bản là một tên điên phải biết bây giờ thủ hạ tinh nhuệ của tô tính ở tây bắc đạo hãy còn ở bên trong nhìn điệu bộ này khi nãy chỉ cần không cẩn thận thì thủ hạ của tô tính cũng sẽ bị thương nặng cho nên lúc này bọn họ cũng không để ý gì khác nhanh chóng hô lớn để người trong trận pháp rút lui chỉ có điều bọn họ không biết là tô tính thực sự đang giở trò quỷ ở đây song lại còn có người đang gạt tô tính giở trò quỷ ngay dưới mắt hắn lúc này đại trận nghịch chuyển âm dương trong trận pháp đã phát huy đến mức độ cao nhất võ giả thân ở trong đó bị sức mạnh âm dương dây dưa lôi kéo căn bản không chạy ra được ngay cả những thủ hạ đã ở ranh giới của tô tính cũng đều đang bị kéo về chỗ trung tâm của trận pháp lúc này đám người huyền minh cũng không để ý trận pháp bị hỏng một đám võ giả dương thần cảnh ngay lập tức xuất thủ trận pháp tô tính để tả đạo minh bày ra ngay tức khác bị phá bảy viên kết tinh trong nháy mắt bay tán đi cũng không biết bị bắn đến đâu nhưng dưới uy thế đại trận nghịch chuyển âm dương đám người huyền minh không cách nào tiến lên trước một bước hầu như mới vừa tiến vào trong bọn họ liền bị sức mạnh trong đó đánh bay ra ngoài thấy cảnh tượng kinh khủng này trên mặt tô tính lộ ra thần sắc khác thường lẩm bẩm nói không theo kịch bản đáng tiếc cứ nhất định phải làm ra chuyện rối tinh lên thế này trong chớp mắt này nơi trung tâm trận pháp lại có mấy tên võ giả không chịu nổi lực kéo trận pháp thân thể nhanh chóng vỡ vụn đám người huyền minh sắc mặt biến thành đen sì si. bọn họ muốn liên lạc với những cường giả chân vũ cảnh đang ở ngoại giới kia nhưng lại phát hiện ngọc bội truyền tin đã mất hiệu lực chỗ này dù sao cũng là hành cung trước kia của nhân hoàng được xây dựng để nhân hoàng hưởng lạc vì vậy cũng phải đề phòng có kẻ loan truyền tin tức ra ngoài vì thế ở trong tiểu thế giới này muốn dựa vào trận pháp truyền tin ra ngoài thì căn bản là không thể nào nhưng đợi đến khi bọn họ ra ngoài tìm người rồi lại quay vào thì e là thủ hạ của bọn hắn đều đã chết sạch. Mọi người ở đây nhất thời chuyển mắt nhìn Tô Tín. Ở đây chỉ có mình Tô Tín là cường giả chân vũ cảnh. Huống chi, thủ hạ của hắn cũng bị giam ở trong. Lúc này Tô Tín không ra tay thì còn ai xuất thủ được nữa? Thấy ánh mắt mọi người ở đây, Tô Tín bỗng nhiên cười cười nói, "Nếu như ta nói sau khi người của các ngươi bị trận pháp đó giết hết ta mới ra tay, các ngươi sẽ làm gì ta?" nhất thời sắc mặt ai nấy đều biến sắc đặc biệt là huyền minh thiếu lâm tự cùng tô tính đánh nhau qua lại cũng không ít tô tính này một khi phát điên lên thì chẳng ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì nữa dựa theo tính cách của tô tính chuyện này hắn thật có khả năng làm được lúc này yến tử thanh của huyễn ma đạo đi đến cười khang nói tô đại nhân thực biết nói đùa nơi này còn có cả thủ hạ của tô đại nhân tin chắc là với tính cách của tô đại nhân ngươi chắc là sẽ không đẩy thủ hạ của mình vào chỗ chết. Trong số những người ngày trước vây giết vô sinh lão mẫu có cả tổ tiên ngày trước của huyễn ma đạo, vô sinh lão mẫu phản bội huyễn ma đạo, cũng đồng thời tạo thành tổn thất vô cùng lớn cho huyễn ma đạo. Sau này, huyễn ma đạo tìm được cơ hội dĩ nhiên cũng tham gia vào trận chiến này, vì thế, giữa các đại tông môn, huyễn ma đạo chính là ma đạo tông môn duy nhất, tô tính cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều mà ngay lập tức bước chân vào trong đại trận nghịch chuyển âm dương kia đúng như lời yến tử thanh nói những người khác sống hay chết tô tính không quan tâm song hắn dĩ nhiên không thể nhìn thủ hạ của mình chịu chết những người này cũng đều là lực lượng trung kiên ở tây bắc đạo bọn họ căn cơ tây bắc đạo vốn mỏng bây giờ càng không thể chịu nổi tổn thất trận pháp này có thể ngăn được người khác nhưng không ngăn nổi tô tính sau khi tô tính bước chân vào đại trận nghịch chuyển âm dương toàn bộ trận pháp nhất thời càng vận chuyển điên cuồng hơn trong trận Vô số máu thịt tung tóe, từng luồng từng luồng âm dương lực phiêu tán, hoàn toàn khác biệt với sức mạnh xung quanh. Thậm chí, nó còn đang nắm kéo thân thể tô tính, có thể tưởng tượng được, sức mạnh này rốt cuộc mạnh đến nhường nào, ra đây. Trường không huyền, đến giờ còn trốn trốn núp núp à. Hay nói, ngươi thật sự là trường không huyền hay sao? Tô tính lạnh nhạt nói, thân hình của trường không huyền hiện thân ở giữa đại điện nhưng đám người huyền minh bên ngoài không nghe được tô tính cùng trường không huyền đang nói cái gì. Lực nghịch chuyển âm dương trong trận pháp mỗi lúc một mạnh, đã hoàn toàn phân cách với ngoại giới, thậm chí, bọn họ cũng không thấy được hình dáng cụ thể của trường không huyền, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía trước tô tính, điều này khiến trong lòng đám người huyền minh cũng nghi ngờ. Đây rốt cuộc là gì? Yêu linh? Hay là quái vật từ thời thượng cổ còn lưu lại, bên trong trận pháp, Trường không huyền nhìn về phía tô tính, hắn nghi hoặc nói, hình như ngươi không hề kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi biết ta sẽ làm như vậy? Từ lúc nào ngươi đã cảm giác được không đúng, tô tính lắc lắc đầu, nói, thật ra từ trước đến giờ, lời ngươi nói không có chút nào đáng ngờ. Câu chuyện cũng không tệ. Thậm chí, cái gọi là nghịch âm dương tán thiên đại pháp cũng là thật, bởi bản thân ta chính là truyền nhân của địa phủ, có thể nhìn ra dấu vết của địa phủ trong công pháp này nhưng ta từ đầu chí cuối không tin ngươi, trường không huyền cao mày nói, vì sao, tô tính đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh nhạt đáp, rất đơn giản. Bởi ta từ đầu chí cuối tin rằng lòng người vốn là ác. Xưa nay, ta không ngại dùng ác ý để đi phỏng đoán người khác, một kẻ bị nhân hoàng giam giữ hơn 10.000 năm, cảm nhận nhiều năm hiu quạng như vậy. Nguyện vọng sau cùng không phải trả thù mà lại là cầu mong giải thoát. Người khác tin chứ ta thì không ngay từ lúc đầu, Tô Tính đã không tin tưởng con người trường không huyền, dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề của trường không huyền mà là do Tô Tính. Thói quen ác ý đánh giá người khác đã là thói quen của hắn, dù sao, nếu đổi trường không huyền thành Tô Tính hắn. Hắn làm cái chức sử quan viết sinh hoạt thường ngày làm rất tốt, cẩn thận, thế mà chỉ vì nhìn thứ mình không nên nhìn mà bị biến thành khí linh nhốt tại đây hơn 10.000 năm. Nếu đổi lại là tô tính hắn thì đừng nói là báo thù, có khi đến lòng trả thù xã hội cũng có nữa là, đây là một điểm đáng ngờ rất lớn. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không tin tưởng lời nói của Trường Không Huyền, nhìn uy thế đại trận nghịch chuyển âm dương xung quanh, ngay lúc nói mấy câu này, đã có thêm mấy tên võ giả ở trung tâm không chịu được sự lôi kéo của đại trận, bị lực nghịch chuyển âm dương đánh tan xác, sức mạnh của trận pháp này coi như Tô Tính cũng có chút kinh hãi trận pháp như vậy thật sự là trận pháp mà một sử quan dương thần cảnh có thể bày ra được hay sao? Dù sao thì tô tính cũng có chút không tin, vì thế, tô tính nhìn thẳng vào trường không huyền, nói, nếu đã đến nước này thì cũng đừng che giấu nữa, nói chút đi. Rốt cuộc ngươi là ai, trường không huyền nhìn tô tính, trên mặt lộ ra nụ cười khó lường, quả nhiên, nhân vật đạt thành tựu chân vũ cảnh thật khó gạt. Thật ra thì lời ta nói trước đó phần lớn đều là thật đích thực có người tên trường không huyền hắn cũng quả thực bị nhân hoàng phong ấn vào trong trận pháp đại điện trở thành khí linh chỉ có điều một vạn năm trước hắn cũng đã chết rồi ngươi không thể nào tin nổi đâu thế gian hãy còn người trung thành đến ngu ngốc như thế hắn cho rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được vì thế mặc dù nhân hoàng không giết hắn hắn cũng tự giết mình diệt tuyệt nguyên thần của mình dĩ nhiên nguyên thần hắn tự đánh nát cũng không bị lãng phí tất thảy đều dùng để bồi bổ cho ta bằng không ta nào có linh trí cùng thực lực như bây giờ nghe được trường không huyền nói như vậy tôi tính liền biết thân phận của đối phương chính là gì đối phương là trường không huyền nhưng cũng không phải là trường không huyền ngày trước trường không huyền tự đánh nát nguyên thần để tự tử nhưng lúc này nguyên thần của hắn cùng đại điện này đã hòa thành một thể vì lẽ đó sau khi hắn tự đánh nát nguyên thần sức mạnh còn thừa lại đều bị trường không huyền trước mắt hấp thu hắn thừa kế sức mạnh ngày trước của trường không huyền nhưng đồng thời cái này cũng không thay đổi được thân phận của hắn đó chính là thật ra hắn không phải là người mà là khí linh trong đại điện này thật ra nếu phát triển theo bình thường hắn là nguyên thần của chính trường không huyền trở thành khí linh sau đó sẽ xóa mờ linh trí vốn có bên trong cung điện này đi nhưng ai nào ngờ khi đó trường không huyền thật ra đã có ý chết rồi sau khi hắn tự đánh nát nguyên thần nguyên thần lực trực tiếp rót vào trong cơ thể khí linh khiến khí linh mới ra đời bên trong cung điện này dần dần lớn lên trở thành hình dạng như bây giờ nếu nói trường không huyền là người hiểu rõ nhân hoàng nhất nhưng thực chất khí linh trước mắt cũng hiểu rõ không ít năm xưa nghịch âm dương tán thiên đại pháp quả thực rất kinh diễm vì thế sau khi trường không huyền hủy nó đi khí linh đã ghi tạc trong đầu không ngừng diễn luyện cuối cùng có thể bố trí nó được hoàng mỹ sau khi thu nạp mảnh vụn dương thần của trường không huyền suy nghĩ của hắn đã không khác gì người bình thường. Vì thế, hắn có phải là trường không huyền hay không, cái này đã không còn quan trọng nữa. Trường không huyền nhìn đại trận âm dương nghịch chuyển đang không ngừng vận động, không ngừng lớn mạnh, hắn cười lớn, tô tính, ngươi cũng đừng trách ta tính kế ngươi. Hơn 10.000 năm rồi, ngươi là người duy nhất có thể bước vào trong đại điện này. Hơn nữa, thực lực cũng không hề kém cỏi. nếu như ta thực sự là một khí linh thì đừng nói hơn 10.000 năm, thì một trăm ngàn năm ta cũng có thể chịu được tịch mịch, xong, bây giờ ta đã thực sự có được cơ hội trở thành người. Nếu đã vậy thì sao mà ta bỏ qua cho được, đại trận nghịch chuyển âm dương đã phát động thì sẽ không cách nào dừng lại. Trận pháp này quả thực có liên quan đến nghịch âm dương tán thiên, nhưng ta có một việc không nói cho ngươi, đó chính là đại trận nghịch âm dương không chỉ có thể giúp võ giả tu luyện thành nghịch âm dương tán thiên đại pháp. Còn có thể giúp ta nghịch chuyển căn nguyên, giúp ta tái tạo thân xác, lần này, nếu ngươi không bước vào thì thôi. Thế nhưng ngươi lại cứ nhất nhất phải vào đây. Đã như vậy thì ngươi cũng đừng trách ra, chiếm đoạt thêm máu thịt của một tên cường giả chân vũ cảnh, mặc dù không thể giúp ta một bước lên thần kiều nhưng tột cùng chân vũ cảnh cũng không phải là vấn đề, tô tính yên lặng nhìn trường không huyền. Sự bình tĩnh đó khiến cho trường không huyền cũng có cảm giác không đúng. Có chút kinh hãi. bây giờ ngươi không muốn nói gì hay sao? trường không huyền cao mày hỏi, tô tính nhàn nhạt nói, nói gì? Nghịch âm dương tán thiên đại pháp do thiên đình cùng địa phủ tập hợp lại sáng tạo ra thì ta rất muốn, giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội như vậy, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua hay sao? Bây giờ người chết cũng không ít rồi, cũng nên tới lúc ta ra tay rồi, dứt lời, tô tính ngay lập tức bước ra một bước. Thần mang chói mắt màu vàng quanh thân hắn nhanh chóng nở rộ trong nháy mắt như biến tô tính thành thiên thần giáng thế trường không huyền không phải là người hắn cũng không phải là yêu linh hắn cũng không thừa kế trí nhớ của vị sử quan ghi chép sinh hoạt thường ngày trường không huyền đích thực lần này hắn lừa dối tô tính tất cả câu hỏi cũng như lý do đều đã được nghĩ rất chu toàn nếu như không phải tính tình tô tính đa nghi thì người khác nhất định sẽ không phát hiện được điểm không đúng của trường không huyền nhưng hắn vẫn có hơi xem thường tô tính cái tô tính muốn còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của trường không huyền hắn nếu không phải tô tính muốn nghịch âm dương tán thiên đại pháp thì hắn cần gì phải bày ra cái cục diện thế này ngay trong tình huống phát hiện điểm không đúng trường không huyền cho rằng hắn đang lợi dụng tô tính nhưng đồng thời tô tính cũng đang lợi dụng ngược lại hắn trong chớp nhoáng này trường không huyền nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng lúc này tô tính đã đánh đến một quyền trong quyền này trường không huyền thậm chí cảm thấy một luồng nguyên thần lực cường đại đang rung động. Hắn là khí linh khu, thậm chí có thể nói là trên căn bản không chịu mấy lực sát thương. Xong, nơi này là sân nhà của hắn. Chỉ cần nơi cung điện này không bị hủy thì hắn không thể chết, được coi như là hành cung trước đây của nhân hoàng. Những tông sư trận pháp trước kia của mặt môn dĩ nhiên xây dựng trận pháp ở nơi này hết sức vững chắc, đơn thuần bàn về uy năng trận pháp, có khi bọn họ sẽ thua kém người thiên cơ cốc nhưng kết hợp giữa trận pháp cùng những thứ khác thì người mặt môn hoàn toàn áp đảo thiên cơ cốc. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, tôi tính tuyệt không muốn giết trường không huyền ở đây, nhưng bây giờ, trường không huyền đang bày đại trận nghịch chuyển âm dương ở đây. Trước đó hắn nói không sai, lúc đại trận nghịch chuyển âm dương kết thúc cũng là lúc trận pháp trong hành cung này bị hủy diệt, như vậy thì trường không huyền hắn cũng không sống được. Xong, hắn có thể lợi dụng đại trận nghịch chuyển âm dương để chiếm đoạt máu thịt, tái tạo thân thể như vậy cái mà trận pháp mang lại cho hắn không phải là cái chết mà chính là tự do hoàn toàn chỉ có điều bây giờ trường không huyền có chút tự mình chút khổ vào lúc đại trận nghịch chuyển âm dương phát động trận pháp trong tòa hành cung nảy đã có chút hư hại bây giờ tô tính xuất thủ với hắn chỉ cần nguyên thần lực của tô tính đủ thì có thể đánh chết được hắn cho nên bây giờ trường không huyền có khi không dám chống cự lại tô tính tuy nhiên đại trận nghịch chuyển âm dương này là do hắn bố trí thành mượn lực nghịch chuyển âm dương này, trường không huyền ngược lại có thể đánh một trận với tô tính. Mặc dù trường không huyền không rõ thực lực của tô tính, nhưng hắn làm khí linh ở cung điện này nhiều năm như vậy, có thể nói là đã gặp không ít cường giả. Bây giờ chân vũ cảnh được gọi là lục địa thần tiên, là nhân vật có thể trở thành chúa tể giang hồ. Nhưng vào thời thượng cổ thì không hề hiếm thấy. Thậm chí có thể nói số lượng chân vũ cảnh hắn từng biết có khi còn nhiều hơn so với số lượng chân vũ cảnh trên giang hồ hiện tại theo bản năng hắn so sánh tô tính cùng với những cường giả thượng cổ kia còn tưởng thực lực của tô tính chắc chắn không bằng những người đó trường không huyền xem như đã sai một bước này lúc một quyền của tô tính giáng xuống trường không huyền cho rằng lực nghịch chuyển âm dương trước người có thể đỡ được một quyền của tô tính tuy nhiên kết quả lại là vô số cương khí nổ tung lúc một quyền này của tô tính giáng xuống bất luận là thời gian hay không gian đều bị trấn áp xé rách lực nghịch chuyển âm dương kia mặc dù mạnh mẽ đang không ngừng làm hao tổn sức mạnh từ một quyền của tô tính, song nguyên thần lực ẩn trong quyền đó lại đang không ngừng xé rách thân thể của trường không huyền, để hắn không khỏi phát ra từng tiếng kêu trên Trường không huyền đỏ cả mắt, tất cả bây giờ căn bản không giống như dự đoán của hắn. Dưới áp lực từ một quyền mạnh mẽ của tô tính, nguyên thần khu thậm chí đều có chút cảm giác sẽ bị hỏng mất. Tô tính mặt không đổi sắc, trường không huyền này nói cho cùng thì cũng chỉ là một khí linh mà thôi hắn chưa từng chiến đấu với các võ giả cũng căn bản không biết chiến đấu kiểu gì cho rằng như hắn nghĩ giữa các võ giả với nhau dùng cảnh giới là có thể cân nhắc được ngay nếu vậy thì thất bại cũng rất bình thường tô tính ngay lập tức vung tay lên nhất thời kiếm khí vô tận bay lên chiêu này mặc dù là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí thế nhưng trên mỗi một đạo kiếm khí đều mang một tia kim văn nhàn nhạt đây là diễn hóa nguyên thần lực của tô tính chớp mắt kiếm khí mang theo nguyên thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp vây lấy trường không huyền vào trong, không ngừng vây giết, thoát cái mà đánh ra nhiều nguyên thần lực như vậy, sắc mặt tô tính cũng có chút trắng bệch. Dù sao thì nguyên thần lực cũng không phải là chân khí nội lực để mà có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Bây giờ tô tính làm như vậy cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, đại trận nghịch chuyển âm dương cũng đã sắp đến cực hạn. Võ giả ở gần trung tâm thậm chí đều đã bỏ mạng toàn bộ ngay cả thủ hạ của Tô Tín cũng có không ít thương thế, sách không cầm cự nổi. Mặc dù Tô Tín muốn nghịch âm dương tán thiên đại pháp, nhưng hắn cũng không muốn lực lượng Tây Bắc đạo nhiều năm tích lũy của hắn xuất hiện thương tổn gì. Dưới vạn đạo kiếm khí nguyên thần vây giết, trường không huyền dù có nghịch chuyển âm dương lực hộ thân, đánh đại một kích cũng có thể chặn được kiếm khí của Tô Tín. Tuy nhiên, kiếm khí trên trời dưới đất đếm mãi không hết thì hắn lấy cái gì mà cản, gần như là trong nháy mắt, thân thể của trường không huyền liền bị nguyên thần khí kia xé tan, tức khắc hóa thành một đống sức mạnh hư vô, tiêu tán trong thiên địa. Đại trận nghịch chuyển âm dương trước giờ vẫn do trường không huyền khống chế. Bây giờ trường không huyền bỏ mình, trận pháp đã rơi vào trạng thái không người khống chế, càng trở nên cuồng bạo hơn. Tô tính liếc mắt nhìn những võ giả còn lại của các đại tông môn một cái. Có mấy người vẫn còn đang chống cự lại dưới sức kéo cường đại của nghịch chuyển âm dương. Với những người này, tô tính ngược lại không muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn họ. Dẫu sao như vậy cũng hết sức rồi, vì thế tô tính cũng không quản bọn họ nhiều làm gì, mà tự mình bắt đầu hấp thu khí nghịch chuyển âm dương trong trận pháp này. Đại trận nghịch chuyển âm dương này vốn là trường không huyền chuẩn bị cho chính bản thân hắn. Bây giờ lại làm lợi cho tô tính, nghịch âm dương tán thiên đại pháp, tô tính đã học thuộc lòng. Chỗ đại thành của môn công pháp do Thiên Đình cùng Địa phủ chế tạo này chỉ có thể dùng hai chữ tà môn để hình dung, nghịch chuyển âm dương lực không dung trong cơ thể. Cho nên cần mở ra một kinh mạch khác trong cơ thể để chứa nó. Phương thức này với vài võ giả thân thể không mạnh thì có lẽ là rất khó, song, với võ giả đã tu luyện cơ thể đến mức cực hạn mà nói thì lại vô cùng đơn giản. Cho nên, trong trận pháp này tô tính hầu như chỉ dùng một khắc là có thể mở ra được một kinh mạch mới để chứa nghịch chuyển âm dương lực rồi nghịch chuyển âm dương lực bị tô tính hút lấy mỗi lúc một nhiều trận pháp cũng càng lúc càng bình ổn người của các tông môn khác tất cả đều thở vào một cái rốt cuộc cũng đã an toàn đến khi toàn bộ nghịch chuyển âm dương lực bị tô tính hút lấy trận pháp hoàn toàn ngừng vận động đám người huyền minh lúc này mới bước chân vào trong thấy được tình cảnh trong trận pháp sắc mặt bọn họ cũng không khỏi khó coi, những người này đều là lực lượng trung kiên trong các đại tông môn bọn họ. Thế mà bây giờ đã chết mất một nửa rồi, bảy viên kết tinh truyền thừa quả thực là bọn họ tìm được. Nhưng nhiều võ giả hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh như vậy, bọn họ phải đào tạo trong bao lâu, tính thế nào thì đám huyền minh cũng cảm giác có chút không có lợi lắm, trong số những người ở đây, có Yến Tử Thanh từng hợp tác cùng Tô Tính. Vì thế lúc này, nàng cũng đánh bạo, hỏi Tô Tính, Tô Đại Nhân, khi nãy những thứ đó là gì mà kinh khủng đến thế, Tô Tính lạnh nhạt nói, khí linh, Yến Tử Thanh cùng những người khác nhất thời có hơi sửng sốt, khí linh, Tô Tính gật gật đầu, nói, chính là khí linh. Chỉ có điều không phải khí linh của binh khí mà là của tòa cung điện này. Nơi này chính là hành cung trước kia của nhân hoàng, người xây những cung điện này cũng đều là đại tông sư mặt môn thời thượng cổ. Khí linh ra đời cũng chẳng có gì là kỳ quái, chỉ có điều, khí linh này vì ra đời có linh trí sớm nên hắn biết không ít bí mật của nhân hoàng ngày trước bao gồm cả đại trận nghịch chuyển âm dương hiện tại cũng chính là do hắn nghe được trong lúc vô tình bây giờ hắn bày trận pháp này cũng là muốn vây giết chúng ta dùng máu thịt của chúng ta để sống lại chỉ có điều khí linh này có hơi ngu xuẩn ở trước mặt ta mà còn dám càn rỡ khí nghịch chuyển âm dương hắn ngưng tụ ra được cũng không tệ ta đã trực tiếp thu nhận lời này của tô tính đã bỏ đầu bỏ đuôi chính phần thật một phần giả những người khác cũng không nghi ngờ được thật ra nếu tô tính che giấu thì đám người huyền minh có khi còn nghi ngược lại chuyện này có phải là tô tính cài bẫy bọn họ hay không dẫu sao hiện tại tổn thất nhỏ nhất là thủ hạ tô tính người những môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít cũng bị tổn thương chỉ có thủ hạ của tô tính tuy không chết ai nhưng người trọng thương hay bị thương nhẹ cũng có đủ nhưng bây giờ tô tính nói ra hết thảy mọi chuyện cũng giống như cái mà bọn họ tận mắt nhìn thấy mặc dù người như huyền minh trong lòng hãy còn nghi ngờ nhưng kết tinh truyền thừa bọn họ cũng cầm trong tay rồi bọn họ cũng không có gì nói nữa chỉ nhanh chóng dẫn người rời đi dẫu sao đệ tử của bọn họ có mấy người còn mang thương thế không nhẹ tô tính nhìn đám người huyền minh rời đi trên mặt hắn nở nụ cười khó lường bây giờ đám người huyền minh còn tưởng rằng lần này bọn họ chưa bị ăn trái đắng nhưng đến khi bọn họ thấy những truyền thừa đức quản trong kết tinh kia bọn họ cũng sẽ biết rốt cuộc bọn họ có thiệt thòi gì hay không sau khi chuyện ở tương tây kết thúc bất kể là tô tính hay những tông môn khác cũng không có tâm tình gì ở đây coi giữ gì đồ nên lấy cũng đã lấy vào tay còn như là thua thiệt hay kiếm được thì cũng chỉ có bọn họ biết sau khi trở lại tây bắc đạo tô tính sắp xếp cho đám người tôn bất hại đi chữa thương cho thủ hạ của mình những người này đều bị thương không nhẹ trong đại trận nghịch chuyển âm dương ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào xuất thủ, còn tô tính thì đi bế quan trước. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp mặc dù coi như tô tính đã luyện thành, song môn bí pháp này rất tà môn. Tô tính cần làm quen một chút mới được, còn tấu chương tô tính lấy được từ hành cung của nhân hoàng ra, phía trên có một chữ dết do nhân hoàng tự tay viết xuống. Chỉ cần tô tính có thể lĩnh ngộ thấu được một chữ dết này thì bản thân nó chính là một môn vũ kỹ cực kỳ cường đại lấy tấu chương phê chữ giết kia ra, cảm ngộ của tô tính không ngừng đắm chìm vào trong đó. Cảm nhận ý cảnh năm xưa lúc nhân hoàng viết chữ này xuống, đồng thời, tô tính cũng phải cẩn thận khí tức sắc bén mà chữ viết kia tản ra, tránh nó làm hắn bị thường. Ngày trước, lúc nhân hoàng viết chữ này xuống có ý cảnh thế nào? Đông Di làm loạn, không hỏi nguyên do, không hỏi nhân quả, có người dám can đảm phản nghịch, giết, lấy đức thu phục người là vương giả lấy lực phục người là bá chủ, chữ giết này ẩn chứa sự thô bạo vô biên. Gầm trời cuối đất, có người dám làm phản, giết, 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 ý cảnh này thậm chí đã ảnh hưởng đến tâm thần của chính tô tính, khiến hắn hai mắt đỏ thẫm, không kìm được mà bị sức mạnh này ảnh hưởng. Thậm chí, dễ dàng bị sát ý ăn mòn đến tâm thần, phải biết, tâm trí của tô tính bền bỉ đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn bị lung lạc dưới sát ý này. Có thể tưởng tượng được, thực lực của nhân hoàng năm xưa rốt cuộc mạnh đến nhường nào, trong lúc tô tính cảm ngộ chữ, giết nhân hoàng lưu lại, đất tam tương lúc này cũng cuồn cuộn sóng ngầm, bên trong bạch liên giáo, bạch liên thánh mẫu nằm trên giường nhỏ, nghe người phía dưới báo cáo tình hình tương tây cho nàng, sau khi nghe xong, bạch liên thánh mẫu khẽ cười một cái, lười biến nói, mặc dù ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta dám chắc, chuyện này chắc chắn cuối cùng cũng là tô tính được lợi mặc dù Bạch Liên Thánh Mẫu chẳng có mấy lần tiếp xúc với Tô Tính, song nàng cũng hiểu rõ Tô Tính. Người này cuộc khởi trên giang hồ được 10 năm. Đã có bao lần hắn làm chuyện gì lỗ vốn chưa? Thật ra thì lần này nếu không phải Bạch Liên Giáo hãy còn vướng đại kế bên thân, không muốn có tranh phong hay xích mích với Tô Tính cùng những tông môn võ lâm khác thì lần này bọn họ cũng muốn đi tranh một chuyến, đi đấu một trận. Bản chất võ đạo Bạch Liên Giáo là công pháp được dung hợp từ ba nhà đạo Phật ma sáng tạo ra dung hợp truyền thừa võ đạo của những môn phái khác thêm một lần nữa, điều này cũng chẳng có chút áp lực nào với Bạch Liên Giáo. Thậm chí, nếu như điều kiện cho phép, Bạch Liên Giáo cũng muốn đổi chắc 72 tuyệt kỹ của Tô Tính. Dĩ nhiên, Bạch Liên Giáo cũng biết, chuyện này trên căn bản là không thể nào. Bất kể là Thiếu Lâm Tự hay Tô Tính cũng sẽ không đồng ý để Bạch Liên Giáo làm như thế. Nếu Tô Tính thực dám giao 72 tuyệt kỹ cho Bạch Liên Giáo, Thiếu Lâm Tự kia nhất định sẽ nổi điên đuổi giết tô tính không chết không thôi. Bạch liên thánh mẫu lạnh nhạt nói, được rồi, chuyện tô tính không cần phải để ý đến nữa. Hắn không muốn hợp tác với bạch liên giáo chúng ta thì chúng ta cũng đừng chọc vào hắn, tình hình bên phía triều đình giờ như thế nào, đệ tử bạch liên giáo phía dưới vội vàng nói, bẩm thánh mẫu, bên phía triều đình không cần lo lắng. Lần này triều đình tự đào mộ, lấy cứng đối cứng với tô tính, không chỉ chết một vị kháo sơn vương cơ vũ lăng, mà còn để cho kim trướng hãn quốc cùng đông tấn thấy được sự suy bại cùng trống rỗng của triều đình bây giờ tất cả lực lượng của triều đình đại chu đều đã đặt trên kim trướng hãn quốc cùng đông tấn nghe nói gần đây ngay cả 36 nước tây vực cũng bắt đầu rụt rịch phòng bị của đại chu với võ lâm trung nguyên cũng đã có phần lơ là bạch liên thánh mẫu hài lòng gật đầu một cái thật ra thì bây giờ bạch liên giáo bọn họ vẫn chưa phải đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất chiến lược cao cấp của bạch liên giáo ở thời kỳ đỉnh cao nhất có thể không bằng đại chu song sự kinh khủng thực sự của bạch liên giáo chính là những đệ tử cấp thấp ở khắp mọi nơi rất có thể dưới tình huống ngươi không chút phòng bị nào những đồng đội bên cạnh ngươi sẽ hung hãn đâm cho ngươi một dao bộc lộ thân phận đệ tử bạch liên giáo của đối phương cho nên trận chiến năm xưa của đại chu cùng bạch liên giáo mặc dù đại chu đánh tan thậm chí là gây tổn thương nặng cho bạch liên giáo song Đại Chu sau đó mất hơn 10 năm cũng không loại bỏ được hoàn toàn gian tế của Bạch Liên giáo. Tuy nhiên, dù bây giờ Bạch Liên giáo không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Đại Chu cũng đang là thời kỳ trống rỗng nhất. Bạch Liên giáo còn không ra tay bây giờ thì còn đợi khi nào? Cho Đại Chu thêm mấy chục năm, với nội tình của toàn bộ hoàng triều Đại Chu thì có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả đây? Nói không chừng đến lúc đó, Đại Chu sẽ còn tăng thêm vài cường giả chân vũ cảnh nữa cho nên bây giờ mới là thời cơ tốt nhất để bạch liên giáo động thủ bạch liên thánh mẫu trầm giọng đi nói cho thanh liên hắc liên bạch linh nói các nàng đừng trì hoãn nữa chờ cơ hội để động thủ tên đệ tử bạch liên giáo gật đầu một cái ngay lập tức đi xuống trăng dặn lúc này tại một nơi trong tương nam đạo trong cứ điểm bí mật của bạch liên giáo có một người nữ nhân mặt thanh y xinh đẹp đang đọc thư gửi từ tổng đà trong đôi mắt hoa đào quyến rũ của nàng một tia hàng mang toát ra cuối cùng cũng động thủ sao người ta sắp không chờ nổi rồi nữ nhân mặt thanh y này chính là thanh liên thánh sứ của thế hệ này cũng là người phụ trách toàn bộ tương nam đạo của bạch liên giáo quan hệ giữa thất sắc liên thế hệ này cùng thánh nữ rất phức tạp trước đây thất sắc liên cùng thánh nữ có quan hệ lệ thuộc lẫn nhau thất sắc liên được xem như là tâm phúc cho thánh nữ trợ giúp thánh nữ kế vị trở thành bạch liên thánh mẫu còn thất sắc liên cũng sẽ tấn thân thành thất liên thánh sứ trở thành nhân vật chỉ đứng sau bạch liên thánh mẫu trong toàn bạch liên giáo nhưng đến đời bạch linh thất sắc liên lại có thiếu sót thất liên thánh sứ đời trước cũng không thoái vị mà bạch liên thánh mẫu bây giờ lại dùng cơ duyên nàng lấy được khiến uy thế toàn bộ thế hệ trẻ của bạch liên giáo tăng mạnh đây vốn là chuyện tốt nhưng cũng khiến cho đời thất liên thánh sứ mới thấy được cơ hội giống như vị thanh liên thánh sứ trước mắt đây mặc dù nàng thua bạch linh lúc tranh giành ngôi vị thánh nữ nhưng bây giờ Khởi điểm của các nàng đều giống nhau, Bạch Linh cùng lắm chỉ có nhiều hơn nàng một cái danh phận thánh nữ mà thôi. Cuối cùng, ai có thể trở thành Bạch Liên Thánh mẫu đời tiếp theo hãy còn là một ẩn số. Hành động lần này của Bạch Liên giáo cũng không nhỏ, toàn bộ đất Tam Tương đều là mục tiêu của bọn họ. Trong này, đất Tương Nam sẽ do Thanh Liên Thánh sứ phụ trách, Tương Tây đạo sẽ do Bạch Linh phụ trách, Tương Giang đạo sẽ do Hắc Liên Thánh sứ phụ trách. Từ điểm này, mọi người có thể nhìn ra ít nhất trong mắt bạch liên thánh mẫu bạch linh so với những người khác cũng chẳng có ưu thế gì đặc biệt rõ ràng cái bạch linh có cùng lắm chỉ là nhiều hơn một danh phận thánh nữ mà thôi hơn nữa thanh liên thánh sứ biết rõ chuyện này thực ra là do bạch liên thánh mẫu hết lòng tạo thành cách thức đào tạo đệ tử ở bạch liên giáo giống như nuôi cổ vậy chỉ có người mạnh nhất trong đông đảo đệ tử mới có thể bộc lộ tài năng trở thành người chấp chưởng chân chính của bạch liên giáo Bạch Linh vốn đã thắng một ván, thuận lợi trở thành thánh nữ Bạch Liên Giáo. Nhưng bây giờ, Bạch Liên Giáo bọn họ đang lúc dùng người, cần không ít người, vì thế nên Bạch Liên Thánh Mẫu cũng nguyện ý cho các nàng thêm một cơ hội, xem thử rốt cuộc lần này ai mới có thể bộc lộ tài năng. Thanh Liên Thánh Sứ nhìn thư trong tay mình, lẩm bẩm nói, Bạch Linh, lần này ta sẽ không thua ngươi nữa, xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Liên Thánh Sứ đã tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nàng gọi một tên đệ tử Bạch Liên Giáo đến, hỏi, Châu Minh, chuyện sắp xếp thế nào rồi? Đến hôm khởi sự, ta muốn trông thấy tám phần thế lực ở toàn bộ đất tương nam này đều quy thuận Bạch Liên Giáo ta. Tên đệ tử Châu Minh của Bạch Liên Giáo kia cũng có thực lực dung thần cảnh, là tâm phúc của Thanh Liên Thánh Sứ. Trước đó, hắn cũng là tổng đà chủ phụ trách Bạch Liên Giáo ở tương nam. Nghe vậy, hắn dừng lại một chút, Thánh Sứ Đại Nhân, những tông môn khác thì còn dễ nói. Những năm nay, Bạch Liên Giáo chúng ta đã xâm nhập vào trong, hơn nữa khoảng thời gian này ta ra tay uy hiếp bọn họ không dám không nghe theo cũng không dám lén lút hành động gì nhưng chỉ có hai chỗ khó giải quyết một chút bên phía ta chưa kịp ra tay cũng không dám ra tay thanh liên thánh sứ cao mày nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong giữ ngươi lại thì còn ích lợi gì vừa nói trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh liên thánh sứ đã phủ một lớp sương lạnh lần này bạch liên giáo tính khởi sự ở đất tương nam không chỉ vì sức mạnh của đại chu đều tập trung hết ở biên cương mà đồng thời cũng là vì muốn cố ý khiêu khích đại chu thị uy với đại chu dẫu sao năm xưa đất mà đại chu quật khởi chính là ở tam tương có thể nói nơi này chính là đất long hưng của đại chu thế mà bây giờ bạch liên giáo lại khởi sự ở đây cái này căn bản là đang đánh vào mặt đại chu cố ý để đại chu khó chịu bây giờ đất tam tương bị chia thành ba phần thực lực ở tương gian đạo quá kém. Hắc liên thánh sứ đến đó, uy danh có thể tạo thành cũng có hạn, trên căn bản, không tạo được uy hiếp gì với thanh liên thánh sứ, nhưng đất cương nam và tương tây thực lực không kém nhiều. Bây giờ phải xem thanh liên thánh sứ cùng Bạch Linh hai người ai gây được uy thế lớn hơn, ai có thể nhanh chóng nắm giữ tương nam hay tương tây thì một trong hai nàng sẽ có người có thể chiếm được tiên cơ, thế mà bây giờ, Châu Minh lại nói với nàng rằng chuyện xảy ra sơ suất bảo thanh liên thánh sứ làm sao mà không giận cho được Châu minh cười khổ không phải thuộc hạ không tận lực mà hai nơi này thật sự là có chút khó giải quyết thuộc hạ không dám tự quyết định vẫn phải do thánh sứ đại nhân giải quyết thanh liên thánh sứ cao mày nói rốt cuộc là nơi nào đất tương nam đã đổ nát thành như thế này rồi còn thế lực gì mà ngay cả bạch liên giáo ta cũng không giải quyết được lúc đầu một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bạch liên giáo tính khởi sự ở tam tương chính là vì thực lực tam tương quá yếu chỉ cần bạch liên giáo vừa động thủ trên căn bản sẽ không có bất kỳ lực cản nào đến từ giang hồ ví như bạch liên giáo dám động thủ ở giang nam đạo thì bọn họ sẽ đắc tội với tiêu gia trước nhất thực lực của tiêu gia ở giang nam đạo rất rắc rối bạch liên giáo bọn họ tùy tiện động vào một thế gia tông môn nói không chừng nơi này còn có quan hệ với tiêu gia Bạch Liên Giáo bọn họ mặc dù không sợ tiêu gia. Xong, một khi chọc phải phiền phức thì Bạch Liên Giáo bọn họ liền không chỉ đối mặt với áp lực từ phía triều đình mà còn là áp lực từ tiêu gia mang tới. Nhưng ở Tam Tương này, Bạch Liên Giáo không có nhiều bận tâm đến vậy, thực lực võ lâm ở Tam Tương đã yếu đến mức cực hạn. Từ sau khi liên minh Tam Tương đoạn tuyệt với Đại Chu, toàn bộ Tam Tương sau võ lâm biến hãy còn chưa gượng dậy nổi, ở những nơi còn lại một tên võ giả hóa thần cùng lắm cũng chỉ thành ập được một thế lực nhị lưu mà thôi thậm chí còn phải sống tạm thấp hèn dưới mi mắt của vài thế lực đứng đầu rất sợ làm không đúng liền bị người khác ghi hận từ đó dính líu đến tông môn gia tộc nhưng ở tương nam đạo này một tên võ giả hóa thần cảnh có thể thành lập một thế lực đứng đầu xưng vương xưng bá ở đây hầu như ai cũng trở thành đại nhân vật hùng bá tương nam cái này với người khác mà nói thì có lẽ có chút buồn cười nhưng ở tam tương này, đó là tình trạng bình thường, vì thế, thanh liên thánh sứ mới nghi ngờ trong lòng. Chỉ bằng chút thực lực ít ỏi ở tương nam đạo này, không cần bọn họ xuất thủ toàn lực, chỉ cần trâu minh dẫn theo đệ tử bạch liên giáo xuất thủ là đã có thể giải quyết toàn bộ rồi. Vậy nhưng mà giờ lại xuất hiện cản trở, thậm chí còn muốn nàng tự mình ra tay, trâu minh cười khổ, nói, có hai nơi thuộc hạ không giải quyết được. Một trong số đó chính là phi ưng bang ở Thường Ninh Phủ, Tương Nam, Thanh Liên Thánh Sứ cho mày nói, phi ưng bang. Một cái bang phái bé tẹo vô danh. Bang phái này thực lực mạnh lắm à, trước khi đến Tương Nam, Thanh Liên Thánh Sứ nhất định phải tìm hiểu thế cục ở toàn bộ võ lâm Tương Nam trước. Bây giờ thực lực của võ lâm ở toàn bộ Tương Nam thật ra rất yếu, mấy tông môn như Ly Hỏa Giáo, Thương Lan Cốc Mạc Gia, Cửu Hoa Kiếm Tông đều chỉ có một hoặc mấy tên võ giả hóa thần cảnh. Ngay cả Dung Thần cũng không có thực lực yếu đến đáng thương, mà cái phi ưng bang này lại nhảy ra từ nơi nào. Nghe tên cũng không giống như là thế lực gì lớn, Châu Minh nói, phi ưng bang này thực ra không hề mạnh. Bang chủ ở đây cũng chỉ có tu vi tiên thiên thần cung cảnh. Mạnh nhất trong bang cũng chỉ có hai tên hóa thần cảnh cung phụng mà thôi, hơn nữa lại còn là kiểu xuất thân tán tu, thực lực yếu kém, bang phái nhỏ lại kém như vậy, bạch liên giáo vung tay là diệt, có gì đáng để kiên kỵ. Thanh liên thánh sứ cao mày nói, Châu Minh cười khổ, đáp, một bang phái nhỏ không đáng để kiên kỵ. Nhưng người đứng sau lưng bang phái này khiến thuộc hạ không dám động tay, ai, chân vũ cảnh lục địa thần tiên, đứng đầu Tây Bắc, huyết kiếm thần tôn, tô tính, thanh liên thánh sứ nghe vậy nhất thời có chút sửng sốt. Nàng có làm sao cũng không ngờ được, một tiểu tông môn ở đất tương nam thế mà lại có liên hệ với tô tính, Châu Minh giải thích, hiện người trên giang hồ đều biết tô tính quật khởi từ trong dân gian song vì uy thế của tô tính những năm gần đây quá thịnh phần lớn mọi người đều quên tô tính xuất thân từ đất nam mang tiểu địa thật ra tô tính xuất thân từ trong thường ninh phủ ở tương nam phi ưng bang này chính là bang phái nhỏ năm đó tô tính để lại vốn ở tình huống bình thường tô tính hẳn phải ở lại thường ninh phủ để phát triển phi ưng bang này có điều ai nào ngờ hắn chém chết con trai một vị trưởng lão của thanh thành kiếm phái bị buộc rời thường ninh phủ cuối cùng được người của thiết gia ở lục phiến môn nhìn trúng, thu nạp vào trong lục phiến môn. Nhắc đến thành tựu bây giờ của tô tính thì thanh thành kiếm phái lại có công lao rất lớn, thanh liên thánh sứ cao mày. Trên thực tế, nếu Trâu Minh không nói những chuyện này cho nàng biết thì nàng quả thực không biết đoạn quá khứ này của tô tính, dẫu sao, so sánh với tô tính. Thanh liên thánh sứ thật ra cũng coi là giang hồ hậu bối. Mặc dù tuổi tác của nàng không chênh lệch nhiều so với tô tính, ngày xưa, lúc tô tính nổi danh giang hồ, thanh liên thánh sứ hãy còn đang cùng với mấy người bạch linh đấu chọn thánh nữ kinh khủng ở bạch liên giáo, đến khi nàng đạt được cơ duyên, tấn thăng đến dương thần cảnh, tô tính đã là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Cái nàng biết cũng chỉ là những chiến tích cường đại của tô tính, đối với xuất thân hèn kém của tô tính, nàng quả thực không biết, trên thực tế, không chỉ là thanh liên thánh sứ, trừ phi là những người cùng thời với tô tính, hay người tương đối chú ý đến hắn mới biết được quá khứ của tô tính. Nếu không, người khác cùng lắm chỉ biết tô tính xuất thân từ một thành nhỏ ở nam mang, cuộc khởi trong triều đình. Còn về chi tiết thì không điều tra cặn kẽ sẽ không thể nào biết được. Châu Minh nói, những chuyện này người ngoài tương nam đạo không biết, cũng không quan tâm. Nhưng phi ưng bang ở tương nam đạo rất có danh tiếng. Dẫu sao, tô tính chính là người mạnh nhất xuất thân từ đất tương nam trong mấy trăm năm qua ở tương nam đạo. Dù có là ly hỏa giáo, cửu hoa kiếm tông cũng đều phải nể mặt phi ưng bang. Bọn họ kiên kỵ tô tính đứng sau phi ưng bang. Hơn nữa bây giờ ban chủ phi ưng bang lý thanh cũng không phải hạng người để đối phó. Người này thiên phú bình thường nhưng rất biết cách làm người. Người này là thủ hạ tâm phúc ngày trước của tô tính. Chỉ có điều vì thiên phú võ đạo của hắn quá kém, cho nên từ sau khi tổng quản ám vệ lý phôi từ chức ban chủ phi ưng bang, chức ban chủ đã được để lại cho hắn. Khi đó, Tô Tính đã có chút danh tiếng trên giang hồ. Thậm chí còn được lục phiến môn phong làm tổng bộ đầu ở giang nam đạo, uy thế vô lượng. Lý Thanh này liền mượn uy của Tô Tính trên giang hồ mà kêu gọi ban chúng trong thường ninh phủ, lũng đoạn các giao dịch vật tư các loại ở Nam Mang. Sau khi có tài nguyên, Lý Thanh cũng tung hoành ngang dọc ở tương nam đạo. Hầu như các ban phái cấp thấp trong mỗi một châu phủ đều bị hắn một lưới bắt hết, toàn bộ phụng hắn làm chủ. Hiện, Thực lực của Phi Ưng Bang mặc dù vẫn chưa ra hình ra dáng gì, nhưng lực ảnh hưởng lại trải rộng toàn bộ Tương Nam Đạo. Trăm cái bang phái lớn nhỏ, mấy trăm ngàn võ giả cấp thấp, thấp ở toàn bộ mấy chục châu phủ đều tôn Phi Ưng Bang làm đầu tàu. Có thể nói, nếu không có Phi Ưng Bang mở miệng thì những bang phái nhỏ kia tuyệt sẽ không nghe hiệu lệnh của Bạch Liên giáo chúng ta. Trâu Minh dừng một chút, lại nói, nếu như Phi Ưng Bang này không có chỗ dựa đằng sau thì đừng nói là uy thế hắn lớn thế nào thuộc hạ sẽ là người đầu tiên tàn sát phi ưng bang rồi. Nhưng phi ưng bang này dù sao trước kia cũng là thế lực mà tô tính lưu lại. Vạn nhất đụng vào họ mà khiến tô tính tức giận, thuộc hạ không tham nổi, thậm chí còn dễ dàng phá hư đại sự của bạch liên giáo chúng ta. Cho nên, chuyện này thuộc hạ không dám làm chủ, xin thánh sứ đại nhân định đoạt. Trâu Minh đảm nhiệm chức tổng đà chủ đã lâu như vậy, lai lịch của phi ưng bang hắn dĩ nhiên nắm rõ, chẳng may lỗ mãn động thủ, kết quả chọc phải nhóm cường giả tô tính nói không chừng người bên trên sẽ lấy hắn ra mà lãnh tội mất cho nên trâu minh vẫn cứ cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn chuyện liên quan đến phi ưng ban quả thực rất khó giải quyết trách nhiệm này trâu minh không tham nổi hắn cũng chỉ có thể ném cho thanh liên thánh sứ đến mà xử lý thôi thanh liên thánh sứ trầm ngâm chốc lát hỏi tô tính rời phi ưng ban lâu như vậy rồi hắn về lại nơi đó được mấy lần sau này có từng liên lạc lại với phi ưng bang hay không, Châu Minh lắc lắc đầu, nói, một lần cũng chưa từng. Nếu như Tô Tính quay lại, với thực lực của Tô Tính, ban chủ lý thanh của phi ưng bang cũng không phải đến giờ vẫn chỉ có thực lực tiên thiên thần cung cảnh được, nhưng dù sao, Tô Tính cũng là Tây Bắc Phương hùng bá một phương. Đối phương có ý thế nào thuộc hạ cũng không dám suy đoán. Vì thế nên vẫn luôn không dám động tay, thanh liên thánh sứ nói, nếu đã vậy thì chứng tỏ tô tính này cũng không coi trọng phi ưng bang cho lắm. Dẫu sao bây giờ, đối phương cũng đã là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, bang phái nơi đất nam mang nhỏ bé so với hắn. Một bên là rồng trên chín tầng trời, một bên cũng chỉ là con kiến trên đất mà thôi. Tô tính cũng không tiếp tục chú ý đến bang phái nhỏ này thì cũng rất bình thường. Có điều, mọi việc vẫn phải cẩn thận một chút. Ngươi đi đến phi ưng bang một chuyến trước. Xem thử xem thái độ của bọn họ là thế nào khách khí với họ một chút dẫu sao trước đó bọn họ cũng là tâm phúc của tô tín mà bạch liên giáo ta bây giờ vẫn chưa muốn trở mặt với tô tín nói cho người của phi ưng bang hay chỉ cần bọn họ nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của bạch liên giáo ta thì bạch liên giáo ta đảm bảo cho địa vị của bọn họ ở tương nam còn tên lý thanh kia nói hắn chỉ cần đồng ý nghe lệnh ta bạch liên giáo ta có quán đính thuật có thể giúp hắn tấn thăng hóa thần thanh liên thánh sứ cho rằng điều kiện mà nàng đưa ra đã rất hậu hĩnh ít nhất với tên võ giả tiên thiên ở nơi nhỏ bé như tương nam này mà nói, thì chắc chắn đủ hậu hĩnh. Trâu Minh cẩn thận nói, nhưng nếu phi ưng bang không chấp nhận, trong mắt thanh liên thánh sứ lóe lên một tia lạnh lùng, còn phải hỏi nữa à. Thẳng tay xóa bỏ phi ưng bang khỏi tương nam, không được tô tính che chở, phi ưng bang cũng chỉ là một bang phái nhỏ mà thôi. Húng chi bây giờ, tô tính cũng không che chở cho bọn họ. Tất cả đều là do đám phi ưng bang đó mượn oai hùng thôi bạch liên giáo ta vì lần khởi sự này mà đã mất đến mấy năm há có thể vì một bang phái nhỏ mà lui bước thật ra thì thanh liên thánh sứ hãy còn một lời chưa nói lần này nàng bỏ qua phi ưng bang cũng được xong, giờ nàng đang cùng bạch linh tranh đoạt chức thánh nữ kia nàng cũng không muốn lại thua thêm lần nữa vì thế lần này vì thế ở tương nam đạo của nàng nhất định phải mạnh hơn bạch linh mới được Châu minh gật đầu một cái nếu có thanh liên thánh sứ nói lời này thì đỡ hơn nhiều thanh liên thánh sứ hỏi trừ phi ưng ban ra còn bên nào khó giải quyết trâu minh nói thương sơn thành thanh liên thánh sứ cao mà nói thương sơn thành không phải một thành phố chuyên phát triển mậu dịch hay sao có liên quan gì đến thế lực võ lâm ở địa phương cái tên thương sơn thành thanh liên thánh sứ có nghe nói qua có điều ở tương nam đạo thương sơn thành rất khiêm tốn bình thường cũng không tham dự vào tranh đấu trên giang hồ chỉ phát triển thương mại mậu dịch. Với thế lực như vậy, thanh liên thánh sứ sẽ rất ít để ý đến. Trâu Minh giải thích, những năm gần đây, Thương Sơn Thành chuyên chú phát triển thương mại mậu dịch. Nhưng thực lực ẩn giấu ở Thương Sơn Thành lại rất kinh khủng. Thành chủ Thương Sơn Thành đời trước là Yến Hoàng Cửu cũng coi là hạng người kiêu hùng trong dân gian. Một thân một mình tạo lập được cơ nghiệp như Thương Sơn Thành ở đất Tương Nam, chú trọng phát triển buôn bán, Đồng thời cũng thu hút không ít võ giả tán tu vào Thương Sơn Thành ở, khiến thực lực ẩn giấu ở Thương Sơn Thành tăng lên không ít. Sau đó, Yến Hoàng Cửu cùng những thế lực võ lâm bản xứ có tranh chấp, cái này cũng khiến Yến Hoàng Cửu bỏ mình. Con gái Yến Khuynh Tuyết thừa kế chức thành chủ, Yến Khuynh Tuyết này thủ đoạn tuy không tàn nhẫn, không tính toán bằng phụ thân nhưng cũng coi như là quả quyết. Hơn nữa, tâm tính của nàng lương thiện, trong Thương Sơn Thành vài võ giả tán tu nếu gặp phiền toái đều đến tìm nàng cho tới giờ nàng cũng chưa từng cự tuyệt đều dốc lòng tương trợ mặc dù làm như vậy cũng hút không ít tên vô lại lường gạt nhưng cũng giúp được không ít tán tu xuất thân từ trong dân gian đám võ giả tán tu này mặc dù thực lực không mạnh nhưng trong đó cũng có một số người thực lực tâm tính thượng thừa sau khi bọn họ gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài thì đều nhớ đến ân tình ngày xưa của thương sơn thành mặc dù bọn không phải người thương sơn thành nhưng chỉ cần thương sơn thành có chuyện mở miệng bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cho nên những năm gần đây mặc dù thương sơn thành ngoài mặt phát triển mậu dịch đến mức vô cùng lớn mạnh nhưng thế lực ẩn trong bóng tối lại cực kỳ kinh khủng coi như có là tương nam đại phái đến thương sơn thành cũng phải quỷ cũ đường hoàng còn nữa cung phụng của thương sơn thành tài năng thông thần tiền đạo nhân người này vốn là người ủy thác mà trước khi mất thành chủ yến hoàng cửu để lại cho yến khuynh tuyết người này có thực lực dung thần cảnh cũng có uy năng không nhỏ ở tương nam đạo những năm gần đây nghe nói hắn dựa vào các loại thiên tài địa bảo thương sơn thành đổi chắc để tu luyện có lĩnh ngộ lại nhảy một bước tấn thăng đến dương thần cảnh một thế lực có mạng lưới quan hệ khổng lồ trong tối lại có võ giả dương thần cảnh âm thầm bảo vệ thậm chí có thể nói là thế lực mạnh nhất ở tương nam đạo bạch liên giáo ta khởi sự nếu không thu thương sơn thành vào tay thì có phải đáng tiếc hay không chỉ có điều những người khác thì còn dễ song tiền đạo nhân nếu thực sự tấn thăng đến dương thần cảnh thuộc hạ cũng không địch lại cho nên phải lại nhờ thánh sứ ngài ra tay ngày xưa tô tính từng dùng tên giả là mạnh thanh trạch giúp đỡ cho yến khuynh tuyết chỉ có điều thời gian hắn ở tại thương sơn thành cũng có hơi quá ngắn trừ những người từng đối nghịch với hắn năm xưa võ giả đất tương nam hầu như đều đã quên cái tên mạnh thanh trạch đối với bọn họ mà nói thương sơn thành có thể lớn mạnh được như bây giờ chủ yếu vẫn là nhờ vào căn cơ ngày xưa yến hoàng cửu gây dựng cùng sự cai trị những năm này của yến khuynh tuyết thanh liên thánh sứ bấy giờ nghe vậy không tránh khỏi vui mừng trong lòng thật ra thực lực đất tương nam càng cao thì nàng càng mừng bởi thực lực tương nam mạnh đến lúc khởi sự nàng cũng có thể kéo theo mấy thế lực này đến bạch liên giáo như thế vì thế nàng có thể tạo thành coi như lớn hơn bạch linh nhiều như vậy thứ nhất năng lực của ai mạnh hơn thì người đó liền có tư cách trở thành bạch liên thánh mẫu nhiệm kỳ tiếp theo rồi vì lẽ đó thanh liên thánh sứ ngay lập tức căn dặn nói chuyện này ngươi làm không tệ thế lực như thương sơn thành chúng ta không thể bỏ qua như vậy đi ngươi đi nói chuyện với vị nữ thành chủ thương sơn thành trước một chút xem thử đối phương có thái độ gì hơn nữa hứa hẹn với bọn họ nếu thương sơn thành nguyện ý đi theo bạch liên giáo chúng ta Bạch Liên giáo chúng ta có thể cho Thương Sơn Thành trở thành bá chủ chân chính ở đất Tương Nam. Trên mặt Châu Minh lộ ra một vẻ âm trầm, nói, nếu Thương Sơn Thành không đồng ý, chúng ta sẽ đối phó với họ như với Phi ưng bang, giết hết. Thanh Liên Thánh Sứ trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, ngu xuẩn. Thương Sơn Thành khác với Phi ưng bang. Phi ưng bang chẳng qua là nắm giữ những bang phái nhỏ ở đất Tương Nam mà thôi, chỉ cần giải quyết Phi ưng bang, những bang phái nhỏ kia sẽ như bầy rắn không đầu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng thương sơn thành mạnh ở chỗ thực lực bọn họ che giấu cùng những mối quan hệ nhân mạch của bọn họ nếu chúng ta cưỡng ép xuất thủ chẳng những không đụng được đến những thứ đó mà còn bị đám người chịu ơn thương sơn thành ghi hận dĩ nhiên nếu thương sơn thành thật không biết điều thì chúng ta cũng không thể nhân nhượng ta âm thầm đi giải quyết tiền đạo nhân kia sau đó ngươi phái người đi kích động các đại tông môn tương nam liên hiệp xuất thủ với thương sơn thành buộc họ đi vào khuôn khổ dù sao những tông môn này trước kia cũng từng có thù oán với thương sơn thành đến khi thương sơn thành kia bị ép đến không biết làm sao chúng ta sẽ ra tay điều chỉnh đến lúc đó còn sợ thương sơn thành kia không gia nhập bạch liên giáo chúng ta trâu minh lập tức tân bốt thánh sứ đại nhân mưu tính hay như vậy thì bạch liên giáo chúng ta cũng không phải làm người ác ngược lại lại biến thành ân nhân cứu thương sơn thành trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng bất kể kết quả chuyện thế nào thương sơn thành nhất định là của chúng ta bạch liên giáo mưu tính ở đất tương nam không nhỏ nhưng lúc này bất kể là phi ưng bang hay thương sơn thành cũng không biết tin dẫu sao so sánh với bạch liên giáo hai thế lực này thậm chí còn nhỏ hơn cả kiến lúc này bên trong tổng đường phi ưng bang ở thường ninh phủ vô số bang chúng lui tới có người của phi ưng bang cũng có người thuộc các bang phái của các châu phủ khác vô cùng náo nhiệt bây giờ phi ưng bang lúc này không còn giống phi ưng bang lúc tô tính rời đi nữa toàn bộ phi ưng bang chiếm cứ mấy phường thị trung tâm nhất ở thường ninh phủ nơi đó bất kể là bất động sản hay các loại sản nghiệp tất cả đều thuộc về phi ưng bang có thể nói trong thường ninh phủ này phi ưng bang tuyệt đối là bá chủ hơn nữa trước cổng đường phi ưng có dựng một pho tượng phi ưng đại diện cho sa phi ưng nhưng giờ đã bị người khác đổi thành một thanh huyết kiếm cao to chừng mấy trượng dựng ở ngay giữa đường khẩu nhìn như một cây cờ lớn rất dễ thấy đây cũng chính là chỗ thông minh của lý thanh mặc dù tô tính sớm đã không còn liên lạc gì với phi ưng bang nữa lý thanh hắn cũng không dám trực tiếp làm giả lệnh của tô tính nhưng mấy chuyện như mượn oai hùng hắn vẫn làm rất nhuần nhuyễn dù sao hắn chỉ cần để cho người những bang phái nhỏ ở tương nam đều biết phi ưng bang bọn họ có quan hệ với tô đại nhân là được lúc này bên trong tổng đường phi ưng bang một người trung niên khí thế bất phàm ngồi ở vị trí chủ vị Hắn đại khái ngoài 40, mặc một bộ cẩm bào, phía dưới không ngừng có ban chúng bẩm báo gì đó lại cho hắn. Nghe xong, hắn cũng chỉ khẽ thừ một tiếng, vô cùng khí thế, người này chính là ban chủ Lý Thanh hiện thời của phi ưng ban. Hơn 10 năm qua, tô tính cùng Lý Phôi đều đã tu luyện đến đỉnh cao võ đạo, ngay cả Hoàng Bỉnh Thành cũng được đang dược độ hóa thành hóa thần nên tướng mạo bọn họ không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng Lý Thanh lại chỉ có tu vi tiên thiên thần cung cảnh dung mạo thay đổi khá nhiều, dĩ nhiên, bây giờ hắn cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Với võ giả tiên thiên mà nói, cái tuổi này cũng đang là đỉnh cao, là thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, thậm chí, ngay cả nằm mơ Lý Thanh cũng không ngờ, ban đầu hắn cũng chỉ là người ăn bữa trước không có bữa sau. Ngay cả một chút võ công cũng không bằng côn đồ đầu đường, thế mà bây giờ lại nắm trong tay ban phái mấy chục châu phủ tương nam, là vị vua ngầm ngay cả những bang phái khác thay đổi bang chủ cũng phải xin phép hắn trước vô cùng oai phong thật ra thì lý thanh vẫn rất thỏa mãn bản thân hắn có năng lực đến đâu hắn tự biết giống như là lý phôi ngày xưa lúc ở phi ưng bang hắn chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ sau đó hắn cũng rất thuận lợi được tô đại nhân thu nhận vào dưới quyền trở thành đại tổng quản ám vệ quy danh chấn động thiên hạ còn có hoàng bỉnh thành kia mặc dù người bình thường chỉ biết là hoàng bỉnh thành thực lực yếu đến đáng thương tô tính vẫn luôn dẫn theo hoàng bỉnh thành thuần túy là niệm tình diều dắt nhưng lý thanh biết nếu hoàng bỉnh thành không có năng lực làm chu toàn mọi việc thì tô tính dù có niệm tình đến đâu cũng sẽ không nuôi một tên phế vật lý thanh biết hắn không có thiên phú của lý phôi cũng không có năng lực như hoàng bỉnh thành cho nên hắn chỉ có thể làm người đứng đầu một bang phái nhỏ mà thôi nhưng lý thanh bây giờ cũng rất biết đủ ít nhất mượn uy danh của tô tính hắn còn có thể xưng vương xưng bá ở tương nam đạo này thậm chí những môn phái khác cũng phải nể mặt lý thanh hắn đây với lý thanh mà nói thì đã là cực hạn rồi suy cho cùng không có uy danh của tô đại nhân đừng nói là xưng bá trong toàn bộ các bang phái nhỏ ở tương nam dù có gây dựng chút cơ nghiệp ở thường ninh phủ hắn cũng rất khó thủ cho nên với lý phôi và hoàng bỉnh thành hắn cũng không có lòng ghen tị gì có thể giữ cho mình một mẫu ba phân đất với Lý Thanh hắn mà nói là đã đủ rồi. Huống chi, với năng lực của hắn, có thể quản lý cơ nghiệp bây giờ thật tốt cũng đã không phải dễ dàng rồi. Bây giờ, kích thước của phi ưng bang đã lớn hơn vô số lần lúc tô tính còn ở đây. Cho dù là Lý Thanh cũng đề bạc một số bang chúng có năng lực tốt, nhưng bây giờ cũng có chút hơi thua kém. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.